Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 92. Tiêu Phàm nhìn Tuế Nguyệt lưu xa rồi nhíu mày, tay phải nâng cằm, trầm tư, nghe được câu hỏi của Kiếm La thì mới lên tiếng, Thiên Thư là công pháp tu luyện của thiên thần cảnh. Công pháp thì gọi là công pháp, sao lại gọi là Thiên Thư chứ? Kiếm La buồn bực nói. Tiêu Phàm cũng không chê phiền mà giải thích cho Kiếm La nghe, công pháp tu luyện và chiến kỹ của chúng ta chỉ là công pháp cấp thấp mà thôi. Đột phá chiến thần cảnh thì mệnh cách có thể thực thể hóa, tinh thần lực và mệnh cách ảnh hưởng lẫn nhau, tấn thăng thần cách, quá trình này không hề dễ dàng. Với khả năng lĩnh ngộ của bản thân tu sĩ, có lẽ tốn mấy ngàn năm cũng khó thành công, nhưng nếu như có một bộ thiên thư là có thể nhanh chóng dung hợp cả hai, cô đọng thành thần cách, tấn thăng thiên thần cảnh. Thiên thư giống với công pháp cô đọng hồn hải khi đột phá chiến vương cảnh đúng không? Sở Khinh Cuồng như có suy nghĩ gì đó nên lên tiếng hỏi. Không sai, Tiêu Phàm gật nhẹ, những tin tức này đều là ghi chép lại trong bản Tu La truyền thừa, thậm chí trong Tu La truyền thừa còn tồn tại mấy bộ thiên thư. Giống công pháp và chiến kỹ cấp thần nhưng những ghi chép liên quan tới thiên thư cũng chỉ có vài bộ, như thế cũng có thể thấy thiên thư đầy đủ chân quý cỡ nào. Mặc dù Tiêu Phàm cũng muốn lấy được Tuế Nguyệt lưu xa nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nếu như hắn tùy tiện lấy ra mấy bộ thiên thư, có lẽ những người này đều sẽ đỏ mặt với hắn. Hiện tại, Tiêu Phàm chỉ muốn giải quyết chuyện Thương Sinh Thần Quốc nên không muốn dính thêm phiền phức khác. Có điều khiến hắn không hiểu là trong thiên địa lao ngục, cho dù có được thiên thư thì cũng không có khả năng đột phá chiến thần cảnh mà. Nếu đã vậy, Hắc Mộc lão tổ kia lấy được thiên thư còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng lẽ bọn họ có phương pháp rời khỏi thiên địa lao ngục sao? Trong lòng Tiêu Phàm chấn động mạnh, nếu thật là như thế thì họ đều có thể tùy ý rời khỏi thiên địa lao ngục để tới Thái Cổ Thần Vực đúng không? Nghĩ tới điều này, trong đầu Tiêu Phàm lại nhảy ra một suy nghĩ, đám người Dạ Cửu U và Tiêu Võ Thần đều muốn lấy được mộ bia để phá hủy nó, sau đó tiến vào thiên địa lao ngục. Nhưng bọn hắn không biết thiên địa lao ngục không cho phép người có thực lực thiên thần tồn tại ở đó. Từ đó, không phải là họ có thể mang mộ bia ra ngoài mà không gặp bất kỳ vấn đề gì hay sao? Thậm chí, Tiêu Phàm còn có thể chủ động phá hủy mộ bia, liên thông giữa chiến hồn đại lục và thiên địa lao ngục, mượn sức mạnh của thiên địa lao ngục để đối phó với đám người Tiêu Thần Võ và Dạ Cửu U. Nhưng Tiêu Phàm cũng nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề khác là vì sao mấy đời điện chủ của Tu La không mang mộ bia ra ngoài? Chẳng lẽ không ai trong số họ tìm được mộ bia sao? Có lẽ bọn họ thật sự không tìm được mộ bia, Tiêu Phàm híp mắt, nghĩ thầm trong lòng. Các đời điện chủ Tu La đi vào núi Tu La cũng chưa chắc lấy được thứ gì tốt, như thế thì sao có thể tìm mộ bia cơ chứ? Bây giờ Tiêu Phàm mới hiểu được là muốn tìm mộ bia cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã không có thiên thư thì thôi vậy, ta đành giữ lại thứ này. Hắc Mộc lão tổ cũng dứt khoát, trực tiếp cất Tuế Nguyệt lưu xa đi. Hắc lão đầu. Nếu không thì ngươi nghĩ lại một lần nữa, đổi điều kiện khác được không? Xích Vân lão tổ có chút không cam lòng. Nói thật thì nếu dùng một bộ thiên thư để đổi Tuế Nguyệt lưu xa, nhưng xem xét lại, tuy giá trị thiên thư lớn hơn nhưng Tuế Nguyệt lưu xa lại thực dụng hơn. Xét về mặt nào thì giá trị của chúng đều không hề thua kém nhau bao nhiêu. Hắc Mộc lão tổ chậm rãi ngồi xuống rồi không nói nữa. Nhưng một bộ thiên thư rất khó được, một lão tổ khác thở dài. Hắc Mộc lão tổ chỉ im lặng lắc đầu, không nói thêm. Một bộ thiên thư đổi lấy Tuế Nguyệt lưu xa của ngươi cũng được nhưng ta có một điều kiện. Ngay thời điểm Hắc Mộc lão tổ hoàn toàn thất vọng thì có một giọng nói vang lên. Ánh mắt mọi người lập tức bị cổ thần phong thu hút, trong mắt các vị lão tổ đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhị gia, ngươi nói thật à? Hắc Mộc lão tổ đứng bật dậy, nhìn cổ thần phong đầy kích động, mọi người đều có thể thấy thân thể ông ta đang run nhẹ. Trong lòng Tiêu Phàm cũng mất bình tĩnh, thầm khẳng định trong lòng là thân phận của cổ thần phong rất bất phàm, có thể tùy ý lấy thiên thư ra thì sao cổ gia có thể đơn giản chứ. Tiêu Phàm liếc mắt về phía cổ Nhược Trần thì phát hiện sắc mặt của cổ Nhược Trần rất bình thản, dường như mọi chuyện ở đây không liên quan tới hắn ta vậy. Tất nhiên là thật, cổ thần phong gật đầu. Điều kiện gì, mời nhị gia nói, Hắc Mộc lão tổ áp chế sự kích động trong lòng, hít sâu một cái rồi hỏi. Phục vụ cổ gia ta 1000 năm cổ thần phong thản nhiên nói, tựa như y không thèm để ý tới bộ thiên thư kia vậy. Được, Hắc Mộc lão tổ trầm ngâm một hồi rồi thở ra một hơi, đồng ý yêu cầu kia,
sau đó ông ta đưa Tuế Nguyệt Lưu Sa tới trước mặt Cổ Thần Phong. Cổ Thần Phong nhận Tuế Nguyệt Lưu Sa rồi nói, nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm ứng nó. Hắc Mộc Lão Tổ Khô Ninh phản kháng, trực tiếp nhắm mắt. Lúc này, Cổ Thần Phong đột nhiên điểm ngay mi tâm Hắc Mộc Lão Tổ, một tia sáng nhỏ yếu sao động tỏa ra. Đám người kia biết Cổ Thần Phong đang truyền công pháp cho Hắc Mộc Lão Tổ, bọn họ không hề quấy rầy họ, có điều ánh mắt họ nhìn Hắc Mộc Lão Tổ đầy vẻ hâm mộ. Bọn họ đã phấn đấu vô số năm tháng cũng không tìm được một bộ thiên thư, thật không ngờ Hắc Mộc Lão Tổ lại thành công. Cổ huynh, thiên thư có thể tu luyện tại giới này sao? Tiêu Phàm rốt cuộc cũng nhịn không được nên truyền âm hỏi Cổ Nhược Trần, hắn muốn xác định đáp án. Mặc dù hắn biết khi mình hỏi như thế, Cổ Nhược Trần chưa chắc sẽ trả lời nhưng Tiêu Phàm vẫn hỏi ra. Có thể, điều khiến Tiêu Phàm hơi bất ngờ là Cổ Nhược Trần cực kỳ bình thản trả lời hắn. Tiêu Phàm nhíu mày, nếu như có thể tu luyện thì không phải có thể đột phá thiên thần cảnh trong thiên địa lao ngục này rồi sao? Cổ Nhược Trần hình như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Tiêu Phàm nên không giấu giếm mà trả lời, đây cũng không phải là bí mật gì, chờ ngươi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong là sẽ biết thôi. Ồ, xin rửa tai lắng nghe, Tiêu Phàm tức khắc có hứng thú. Hắn cũng biết điều mà nói rằng chiến thần cảnh đỉnh phong có thể biết cũng không phải ý nói mấy cách luyện hóa tinh thần lực đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong mà là nói những điều phải tự mình lĩnh ngộ mới đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Ta nghĩ là ngươi cũng đã biết, khu cổ địa này có tính đặc thù là không cho phép thực lực trên chiến thần cảnh đỉnh phong tồn tại. Cổ Nhược Trần bình thản nói, cũng tương tự thế, cơ hội duy nhất để tất cả mọi người có thể rời khỏi cổ địa này, đó chính là đột phá thiên thần. Sau khi đột phá thiên thần là có thể tự động rời đi giới này. Tiêu Phàm dường như đã thông suốt được gì đó, từ đó mọi thứ có thể được giải thích một cách hợp lý là vì sao Hắc Mộc Lão Tổ lại muốn có được thiên thư đến như vậy. Không sai, Cổ Nhược Trần gật đầu, từ đầu tới cuối đều giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong lòng Tiêu Phàm lại có chút lung lay, nếu như đây là thật thì tại sao hắn lại không dùng cơ hội rời khỏi thiên địa lao ngục này để khiến một cường giả chiến thần cảnh phục vụ cho mình chứ? Dù sao Tiêu Phàm cũng là điện chủ Tu La Điện, có quyền lực ra vào giới này, đây ưu thế không gì sánh được. Hiện tại còn chưa tới lúc, chờ ta rời khỏi thiên địa lao ngục này lại tính tiếp. Tiêu Phàm có chút kích động trong lòng, nếu như bi hiện pháp này có thể thuận lợi, thực lực của Tu La Điện sẽ tăng mạnh. Cho dù đến lúc đó phải đối mặt với bộ lạc huyết ma, chiến thần điện và tiêu thân võ, Tiêu Phàm cũng nắm chắc hơn. Đương nhiên. Hắn cũng vô cùng rõ ràng rằng nếu như thực lực hắn không đủ mạnh thì không có khả năng chỉ huy được nhiều cường giả như thế. Quan trọng nhất là mình phải đủ mạnh, có thời gian phải bế quan trong luyện tâm tháp mới được. Tiêu Phàm âm thầm quyết định. Lần này cho dù phải dốc hết vốn liếng thì hắn cũng phải tiến vào luyện tâm tháp bởi vì thời gian dành cho hắn cũng không còn nhiều lắm. Xong rồi, tiếng nói của Cổ Thần Phong kéo Tiêu Phàm đang trầm tư. Hắn thấy Cổ Thần Phong nhìn bề phía mọi người rồi nói, mọi người tiếp tục đi. Tiếng nói Cổ Thanh Phong vừa dứt, mọi người trong phòng nhìn lẫn nhau, cuối cùng lại có một lão giả hơi gầy mặc áo xanh đứng lên. Tóc trắng mày trắng, sắc mặt hồng nhuận, rất có bộ dạng tiên phong đạo cốt khiến người khác có cảm giác sâu không lường được. Hắc lão đầu đã lấy ra thứ tốt như thế thì có lẽ mọi người cũng sẽ không giấu giếm nội tình nữa. Đúng là không lấy ra không được. Vậy để ta thả con săn sắt, bắt con cá rô vậy. Lão giả mặc áo xanh cười khẽ. Lão giả mặc áo xanh này được gọi là Thanh Phong Lão Tổ, mặc dù hắn mang tới cảm giác bình dị, dễ gần cho người khác nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn cảm thấy hắn vô cùng nguy hiểm. Bên trong thân hình gầy gò kia có ẩn chứa một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt và dễ dàng bùng nổ. Giọng nói hắn ta vừa dứt, trong bàn tay khô, nhân của Thanh Phong Lão Tổ đã xuất hiện một hộp ngọc màu trắng. Chung quanh hộp ngọc có một đạo cấm chế đang lượn lờ. Thanh Phong Lão Tổ nhẹ nhàng điểm một cái, đạo cấm chế kia lập tức biến mất, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh Phong Lão Tổ coi trọng thứ này tới mức so sánh với Tuế Nguyệt Lưu Sa, chắc thứ này cũng không hề tầm thường. Dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, Thanh Phong Lão Tổ chậm rãi mở. Trong giọng nói của Thanh Phong Lão Tổ lộ ra sự tức giận và sát ý. Giống như là nếu sau đó Tiêu Phàm nói ra lời nào không nên nói thì lão ta sẽ băm hắn thành tám mảnh. Tiêu Phàm không nhịn được mà nhíu mày, hình như hắn đâu có đắc tội gì với lão ta, sao lão ta cứ nắm chặt hắn không buông vậy nhỉ? Rất nhanh, Tiêu Phàm đã bình tĩnh lại,
hắn đã đắc tội Hắc Mộc lão tổ, Hắc Mộc lão tổ này mới cố ý chọc giận Tiêu Phàm, Thanh Phong lão tổ tất nhiên sẽ xem Tiêu Phàm hắn như kẻ đầu sỏ gây tội rồi. Cho người thời gian 10 giây, Thanh Phong lão tổ hừ lạnh một tiếng rồi để sinh sinh bất tức quả lên bàn. Tiểu tử, mau lên, ngươi chỉ có thời gian là 10 giây thôi đó. Hắc Mộc lão tổ vừa cười vừa nói như là đã thực hiện được âm mưu. Vẻ mặt Tiêu Phàm vô cùng bình thản, ánh mắt hại bồi hồi qua lại giữa Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ, đối với vấn đề sinh sinh bất tức quả này là thật hay giả thì hắn đã sớm có đáp án rồi. Dù là thật hay giả, từ miệng hắn nói ra, ý nghĩa cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Nếu nói là giả, Thanh Phong lão tổ sẽ không bỏ qua cho hắn, thậm chí sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Nếu như nói là thật, hắn cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì ở chỗ Xích Vân lão tổ. Nghĩ như thế, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ khó chịu, chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới hắn, mà bây giờ hắn dính vô cũng bởi vì hắn là thần dược sư. Tiểu tử, nhanh tay lên, sinh sinh bất tức quả của lão tổ rất quý đó, tinh khí bị thoát ra thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng không bồi thường nổi đâu. Thanh Phong lão tổ vinh váo, ngạo mạn nói. Bị cổ thần Phong từ chối, trong lòng lão ta đã kìm nén ngọn lửa giận lớn rồi. Bây giờ lại bị Xích Vân lão tổ và Hắc Mộc lão tổ ép buộc, lửa giận lại bùng lên, hiện tại, lão ta đúng lúc có thể trút hết lên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, Thanh Phong lão tổ này đúng là tự coi trọng bản thân lão quá rồi, thích tự cho là đúng như vậy. Vốn dĩ mình còn chuẩn bị giúp lão giữ chút mặt mũi, giờ thì tốt rồi, lão cứ thế mà cho mình một bàn tay, trong miệng cứ lão tổ rồi một tiếng tiểu tử, đúng là cậy già lên mặt mà. Thế nào? Ngươi không phục à, nếu không phải do Nhược Trần công tử dẫn ngươi tới thì chỉ với ánh mắt này của ngươi, lão tổ ta sẽ đập chết ngươi chỉ với một bàn tay đấy. Lửa giận của Thanh Phong lão tổ nhanh chóng bị ánh mắt của Tiêu Phàm khơi lên. Ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với công tử ta như thế hả? Tiêu Phàm còn chưa kịp nổi giận thì Kiếm La đã không nhịn nổi. Lão già này đúng là tự đề cao bản thân, công tử giết biết bao nhiêu chiến thần cảnh đỉnh phong rồi. Một bàn tay còn đếm không hết, lão già này nghĩ mình là ai chứ? Ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao? Thanh Phong lão tổ trợn mắt liếc ngang, lão đứng bật dậy, khí thế của chiến thần cảnh đỉnh phong lập tức được phóng xuất ra. Lão già, muốn chiến thì lão tử chơi với ngươi. Kiếm La cũng là người nóng nảy, khí tức trên người hắn ta cũng không hề bị kiềm chế nữa. Chiến thần cảnh đỉnh phong, mấy vị lão tổ khác cũng có chút kinh ngạc nhìn Kiếm La. Cuối cùng ánh mắt của họ đều dồn về phía Tiêu Phàm. Bọn họ cũng lờ mờ cảm nhận được thần lực sao động trên người Tiêu Phàm, cũng là ở mức của chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Nhưng không ngờ hắn lại có một thuộc hạ là cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Quan trọng nhất là, khí thế trên người Kiếm La phát ra còn mạnh mẽ hơn so với người luyện hóa thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong nhiều. Không cần nghĩ cũng đoán được. Nam tử trung niên trước mắt họ là dựa vào bản lĩnh của bản thân để lĩnh ngộ đột phá tới cảnh giới hiện nay. Mà dạng người này, ai cũng là long phượng trong loại người, không nên khuất phục bất kỳ ai mới đúng, nhưng người này lại nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt kính sợ phát ra từ trong lòng. Giờ phút này, đám người kia đều nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt khác hẳn. Các ngươi coi đây là nơi nào hả? Một giọng nói tức giận vang lên đột ngột, chân mày cổ thần Phong nhíu lại, hừ lạnh một tiếng. Nghe xong, Thanh Phong lão tổ nhanh chóng thu liếm khí tức trên người, nhưng Kiếm La lại không thèm để ý tới cổ thần Phong. Điểm này khiến Tiêu Phàm cực kỳ hài lòng, tại sao người của hắn phải nghe người khác nói chứ? Nhưng mà hắn vẫn phất tay, khí tức trên người Kiếm La lập tức biến mất, cổ thần Phong không khỏi nhíu mày, trong chỗ sâu nơi đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Lúc này, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Thanh Phong lão tổ rồi nói. Ngươi nhất định muốn ta giám định sinh sinh bất tức quả này là thật hay giả sao? Nhìn ý cười trên mặt Thanh Phong lão tổ, Thanh Phong lão tổ không khỏi run lên, nụ cười kia tựa như đã nhìn thấu tất cả. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra cái gì sao? Không thể nào, trong lòng Thanh Phong lão tổ cảm thấy vô cùng năng nề, bình tĩnh suy nghĩ một chút rồi nói, vàng thật không sợ lửa. Lỡ nó là giả thì sao đây? Tiêu Phàm không gấp không hoảng nói. Làm sao nó có thể là giả chứ? Ngươi đừng có nói lung tung ở đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh Phong lão tổ nổi giận đe dọa. Là một lão tổ, tính tình ngươi như thế là không được. Không phải ta chỉ đùa một chút để giúp bầu không khí thêm sôi nổi thôi sao?
Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên, tới trước Sinh Sinh Bất Tức Quả. Ha ha, tiểu tử ngươi thật hợp khẩu vị của ta. Đúng là tức chết người không đền mạng. Xích Vân lão tổ cười to. Hắc Mộc lão tổ lại vô cùng khó chịu, hắn rất muốn nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, nhưng hiện tại, dù nó là giả hay thật thì Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ đều sẽ không làm gì Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không để ý tới Xích Vân lão tổ mà cẩn thận quan sát Sinh Sinh Bất Tức Quả một hồi rồi mới nói, đây thật sự là Sinh Sinh Bất Tức Quả. Ha ha, Xích Vân lão quỷ, người đã chịu phục chưa? Ta đã tìm mấy luyện dược sư nghiệm chứng trước rồi. Chẳng lẽ còn không bằng một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu hay sao? Thanh Phong lão tổ lập tức ngửa mặt lên trời cười như điên. Loại cảm giác vả mặt khiến trong lòng lão ta vô cùng sảng khoái. Tiểu tử à, người đã nhìn rõ chưa? Xích Vân lão tổ có chút không cam lòng, mặc dù hắn cũng biết thứ này không thể nào là giả nhưng vẫn hy vọng lôi ra được một chút điểm xấu nào đó. Đây đúng là Sinh Sinh Bất Tức Quả, Tiêu Phàm khẳng định. Có điều nghe thấy mấy tiếng chưa ráo máu đầu, trong lòng hắn trầm xuống. Thanh Phong lão tổ còn cậy già lên mặt hơn cả Hắc Mộc lão tổ, đúng là đề cao bản thân quá mà. Trên mặt Xích Vân lão tổ lộ ra vẻ thất vọng, Thanh Phong lão tổ lại tan mất lo lắng trong lòng, nở nụ cười đắc ý. Nhưng mà, đúng lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên, lời nói lại thay đổi hoàn toàn, Sinh Sinh Bất Tức Quả này cũng không phải là Sinh Sinh Bất Tức Quả chín. Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt Thanh Phong lão tổ cứng lại, trông vô cùng cứng ngắc. Ngươi nói cái gì? Xích Vân lão tổ lại kinh hỉ hỏi lại. Tiểu tử, ngươi nhìn kỹ, Sinh Sinh Bất Tức Quả của ta là Sinh Sinh Bất Tức Quả thật sự. Thanh Phong lão tổ tức giận nói. Ta nói đây không phải là Sinh Sinh Bất Tức Quả thật sự. Tiêu Phàm cũng không giận mà còn mỉm cười, ngữ khí vẫn bình thản như cũ. Cổ Nhược Trần nghe thế thì ánh mắt nhìn Tiêu Phàm cũng thay đổi, hắn ta nở một nụ cười hiếm thấy. Thanh Phong lão tổ còn đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm nhưng Tiêu Phàm lại không cho lão ta có cơ hội nói chuyện mà nói tiếp, mọi người nhìn kỹ đi. Cổ này nhìn từ bên ngoài thì hoa văn của nó không khác gì hoa văn của Sinh Sinh Bất Tức Quả trong cuộn tranh. Nhưng các ngươi hãy quan sát thật kỹ những hoa văn này, chắc mọi người đều biết là Sinh Sinh Bất Tức Quả có thể không ngừng sinh sôi. Phát triển chính là nhờ vài thần văn bên ngoài thân. Đám người đều gật đầu, giọng nói lạnh lùng của Thanh Phong lão tổ vang lên, mắt người mù à, chẳng lẽ thần văn trên Sinh Sinh Bất Tức Quả này là giả sao? Đúng là thật, vẻ mặt Tiêu Phàm cũng không hề để tâm. Vậy ngươi còn dám ở đây nói bậy nói bạ sao? Ngươi muốn chết phải không? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Cuối cùng Tiêu Phàm cũng nhíu mày, sự kiên nhẫn của hắn cũng có giới hạn. Hết lần này tới lần khác, Thanh Phong lão tổ cứ khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, Tiêu Phàm cũng không thể nhịn mãi được. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, Sinh Sinh Bất Tức Quả này của ông là thật nhưng không phải là trái cây chín mà do ngươi dùng phương pháp đặc thù để thúc đẩy viên Sinh Sinh Bất Tức Quả non này chín thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái gì? Mọi người nghe thế xong đều kinh ngạc mà nhìn Sinh Sinh Bất Tức Quả kia. Không giống, sinh cơ dồi dào như thế này làm sao có thể là giả, sinh cơ trong phòng này cũng như thủy triều ngập nước vậy, giống hệt miêu tả trong sách mà. Những người khác cũng không nhìn ra điều gì khác thường nhưng bọn họ thấy cả người Thanh Phong lão tổ đang run nhẹ, không biết là đang phẫn nộ hay sợ hãi nữa. Nếu thật sự như lời Tiêu Phàm nói, lão ta mang một Sinh Sinh Bất Tức Quả giả tới lừa gạt cổ thần phong vậy có nghĩa lão ta muốn tìm đường chết rồi. Bởi vì hiệu quả của một Sinh Sinh Bất Tức Quả chưa chín và Sinh Sinh Bất Tức Quả đã chín chênh lệch cả vạn dặm, căn bản không thể so sánh được. Thanh Phong, hắn nói thật sao? Cổ thần Phong hơi nhíu mày, mặc dù y không ưa Tiêu Phàm nhưng cũng không cho phép những người khác trêu cợt y. Cổ các chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Một Sinh Sinh Bất Tức Quả chưa chín, làm sao có được nguồn sinh cơ dồi dào như thế chứ? Thanh Phong lão tổ vội vàng biện giải. Lão ta nắm chặt tay trong ống tay áo, trong lòng bàn tay lão ta túa ra mồ hôi, nếu như việc này bại lộ thì sau này lão ta đừng mơ có thể bước vô ngưỡng cửa này nữa. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là Sinh Sinh Bất Tức Quả chưa chín không? Ánh mắt cổ thần Phong chuyển về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không gấp không hoảng mà thản nhiên nói, mọi người nhìn đi, có phải hoa văn trên Sinh Sinh Bất Tức Quả rất gồ ghề, có lớn có nhỏ không? Đúng là như thế.
nhưng điều này cũng không thể chứng minh sinh sinh bất tức quả này chưa chín được. Hắc Mộc lão tổ trầm giọng nói, những lão tổ khác cũng gật đầu, chỉ dựa vào hoa cũng không thể chứng minh lời Tiêu Phàm nói là đúng. Hoa văn trên sinh sinh bất tức quả đều thu nạp linh khí trời đất và thần linh khí hàng ngày, hoa văn bình thường đều bằng phẳng, bóng loáng, trừ phi dùng phương pháp đặc thù để thúc chín thì hoa văn sẽ không có trải qua quá trình phun ra nuốt vào thần linh khí nên mới gồ ghề như thế. Tiêu Phàm nói tiếp, dựa vào điểm này thôi mà ngươi muốn chứng minh sinh sinh bất tức quả này chưa chín sao? Chẳng lẽ không thể là do môi trường xung quanh ảnh hưởng à? Thanh Phong lão tổ tức giận cãi lại. Môi trường xung quanh hả? Ngươi cảm thấy nơi có thể sinh ra loại quả như sinh sinh bất tức quả này thì sẽ có điều kiện hoàn cảnh kém cỡ nào? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Thanh Phong lão tổ nhất thời không phản bác được, Tiêu Phàm nói không sai. Nơi có thể sinh ra sinh sinh bất tức quả này khẳng định là nơi có tinh hoa trời đất và thần linh khí dồi dào, nói nó là tiên cảnh nhân gian cũng không sai. Ngươi chỉ là suy đoán mà thôi, không hề có chứng cứ gì rõ ràng cả. Thanh Phong lão tổ còn muốn giãy giụa vào phút chót. Thật ra, ta có một cách để chứng minh, Tiêu Phàm bổ sung. Thanh Phong lão tổ nghe thế thì trong mắt không khỏi hiện lên tia hốt hoảng, tiểu tử này đúng là không chết không ngừng mà. Lão ta lại không nghĩ lại thái độ vừa rồi của mình đối với Tiêu Phàm như thế, còn luôn miệng nói muốn giết chết Tiêu Phàm nữa. Nếu lão đã không nể mặt thì sao lại có thể mong hắn nể mặt lại chứ? Cách gì, Xích Vân lão tổ cũng không thèm để lại chút mặt mũi nào cho Thanh Phong lão tổ mà hỏi thẳng. Lúc sinh sinh bất tức quả mới sinh ra là ẩn chứa hai loại khí sinh và tử, bởi vì cắn nuốt thân linh khí nên sinh cơ từ từ tan ra, tử khí dần dần biến mất. Tiêu Phàm kiên nhẫn giải thích. Dừng lại một chút, Tiêu Phàm nói tiếp, khi tử khí hoàn toàn biến mất cũng là thời khắc sinh sinh bất tức quả chín muồi, còn sinh sinh bất tức quả này lại chín do bị thúc đẩy. Phương pháp duy nhất chính là cố ý rút tử khí bên trong ra, chỉ để lại phần sinh khí, nhưng nếu quá trình này lại không rút hết thì tử khí sẽ còn lại bên trong sinh sinh bất tức quả. Vậy ý của ngươi là muốn tách sinh sinh bất tức quả này ra sao? Xích Vân lão tổ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Thanh Phong lão tổ nghe thế thì biến sắc, vội vàng nắm chặt sinh sinh bất tức quả trong tay, đây là sinh sinh bất tức quả của ta, ai dám phá hỏng nó. Mọi người nhíu mày, bọn họ cũng bắt đầu hoài nghi sinh sinh bất tức quả có vấn đề, nhưng họ cũng không dám tùy tiện đúng vào đồ của Thanh Phong lão tổ, như thế không khác gì trắng trợn cướp bóc cả. Không cần phiền phức như thế, Tiêu Phàm lại mỉm cười. Nói với giọng thần bí, Kiếm La, mang một bồn hoa tới đây. Vâng, công tử, Kiếm La đi rất nhanh, trở về cũng nhanh như vậy, không tốn bao lâu thời gian đã mang về một gốc cây cao bằng nửa người. Thanh Phong lão tổ, Tiêu Phàm cười nhìn Thanh Phong lão tổ. Sắc mặt Thanh Phong lão tổ vô cùng khó coi, trong lúc nhất thời, lão ta không biết nên làm sao, trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Vì mình lĩnh ngộ được điêu linh áo nghĩa nên mới có thể rút tử khí. Hắn chưa chắc có thể làm được. Trong lòng Thanh Phong lão tổ tự an ủi bản thân, sau đó cười lạnh, nếu ngươi không cẩn thận làm hư sinh sinh bất tức quả này thì coi chừng mạng chó của ngươi đó. Yên tâm đi, ngươi chẳng những sẽ không trách ta mà còn cảm kích ta đấy. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng càng thêm khó chịu. Thanh Phong lão tổ lại lui qua một bên lần nữa, giao sinh sinh bất tức quả cho Tiêu Phàm giải quyết. Hai tay Tiêu Phàm bấm, niệm pháp quyết. Đánh ra từng đạo thủ ấn, bao phủ chung quanh sinh sinh bất tức quả, chỉ trong chốc lát, hoa văn trên sinh sinh bất tức quả đều sống lại. Ngay sau đó, linh khí trời đất xung quanh bỗng nhiên tuôn trào mà vào trong sinh sinh bất tức quả không ngừng tỏa ra sinh cơ hùng hậu. Giả thần giả quỷ, Thanh Phong lão tổ thấy thế lại cười lạnh. Mọi người nhìn kỹ, cũng ngay lúc này, Tiêu Phàm đột ngột lên tiếng, chỉ trong nháy mắt, khi hắn điểm một cái. Một làn lương mù đen đột nhiên không ngừng tuôn ra từ sinh sinh bất tức quả. Linh hồn lực của Tiêu Phàm dẫn dắt làn sương mù đen kia tiến về phía cái cây cao nửa người, bao phủ lấy nó. Sau một khắc, sự việc khiến tất cả mọi người kinh ngạc xảy ra, họ thấy cái cây cao nửa người kia nhanh chóng khô héo, sau đó lại lập tức co lại, trở nên cực kỳ úa tàn. Tử khí, mọi người sợ hãi kêu lên. Thật ra không cần Tiêu Phàm phải làm như thế thì họ cũng có thể xác định được sương mù đen kia là tử khí. Có điều Tiêu Phàm lại dùng một cái cây khác để xác minh lại,
như vậy lại càng thêm rõ ràng vì chỉ có tử khí mới có thể khiến cái cây kia nhanh chóng khô héo như vậy. Không thể nào, sao ngươi lại có thể rút ra tử khí được? Thanh Phong lão tổ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc không còn bình tĩnh nữa. Vạn sự vạn vật đều có thể. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng rồi nói, ta nói rồi, ông sẽ cảm kích ta vì phần tử khí còn sót lại trong sinh sinh bất tức quả cũng đã bị rút ra. Cảm kích sao? Khóe miệng Thanh Phong lão tổ giật một cái, thiếu chút nữa lão ta không nhịn được mà dùng một bàn tay tát chết Tiêu Phàm rồi, bởi vì lão ta căn bản không muốn Tiêu Phàm chứng minh cái gì cả. Bây giờ thì hay rồi. Tiêu Phàm cố tình tốn thời gian lấy ra tử khí trong sinh sinh bất tức quả. Việc này cũng đồng nghĩa là chứng minh lão ta đang lừa gạt cổ thần phong. Lừa gạt cổ thần phong có hậu quả gì, Thanh Phong lão tổ không thể tưởng tượng nổi. Hừ, cổ thần phong đang im lặng, nhíu chặt chân mày thành hình chữ xuyên choan, đột ngột lên tiếng, người nghĩ cổ thần phong ta dễ lừa như vậy à? Cổ các chủ, ta cũng không biết là sinh sinh bất thức quả này chưa chín, trước khi tới đây, ta còn tìm mấy vị luyện dược sư để giám định nữa, có lẽ nguyên nhân là do ta hái xuống quá sớm. Thanh Phong lão tổ ngụy biện cho mình. Hiện tại, lão ta chỉ muốn rũ hết mọi liên quan của mình với việc này thôi, còn những thứ khác thì mặc kệ hết. Nể mặt ngươi là khách khanh của Vạn Bảo Các, việc này coi như qua. Ngươi đi đi, cổ thần Phong phất tay, không muốn nói gì thêm với Thanh Phong lão tổ. Thanh Phong lão tổ còn muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng được, hiện tại mà không đi thì sau đó lão ta sẽ không còn đi được. Tiểu tử, ngươi cứ chờ đó. Thanh Phong lão tổ cắn môi, hất áo bào, rời khỏi căn phòng. Đám người trầm mặc, bọn họ tất nhiên không tin lời Thanh Phong lão tổ là lão ta không biết gì cả, rõ ràng lão cố ý muốn lừa gạt cổ thần Phong. Nhưng hành động của cổ thần Phong lại có được hảo cảm của mọi người, ít nhất là cổ thần Phong cũng không làm khó, cũng không làm lạnh lẽo tấm lòng của những người này. Nhìn bóng lưng rời đi của Thanh Phong lão tổ, Cổ Nhược Trần không khỏi nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, người này cũng là người quyết đoán đấy. Nhưng mà có vài người phải dùng một đòn đánh chết, đừng để đến lúc đánh rắn không chết còn để nó quay lại cắn mình. Trải qua việc này, Cổ Nhược Trần có thêm hiểu biết đối với Tiêu Phàm, loại người như Tiêu Phàm dù không thể làm bằng hữu thì tuyệt đối không thể làm kẻ thù. Còn đối với Thanh Phong lão tổ, Cổ Nhược Trần cũng không có đồng tình với lão ta, nếu như lão ta không ép sát Tiêu Phàm từng bước. Luôn miệng uy hiếp hắn thì Tiêu Phàm cũng sẽ không dùng cách này với lão ta. Tiểu huynh đệ, người phải cẩn thận Thanh Phong lão quỷ đấy. Lão ta là loại người có thù tất báo. Xích Vân lão tổ truyền âm nhắc nhở Tiêu Phàm. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu Phàm cảm tạ Xích Vân lão tổ. Người trẻ tuổi, cần phải biết đạo lý cây cao đón gió. Dù sao Thanh Phong lão tổ cũng là tiền bối của ngươi, phải biết tôn trọng người ta một chút. Lúc này, một giọng nói âm dương quái khí vang lên. Nhìn lại thì thấy cổ thần Phong đang ngồi trên ghế, y nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt không kiên nhẫn. Đa tạ giáo huấn của cổ các chủ, nhưng mà có vài người, người cho hắn sự tôn trọng nhưng hắn chẳng những không cảm kích mà người lại còn muốn đứng lên đầu ngươi, như vậy, chúng ta nên dùng một bàn tay chụp chết chúng khi gặp phải loại người này. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp. Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn. Tên nhóc này chẳng lẽ không biết mình đang nói chuyện với ai sao? Với thân phận của cổ thần Phong, giáo huấn một tên tiểu bối như ngươi thì ngươi nên vui vẻ nghe mới đúng, không phải ai cũng xứng được y dạy bảo đâu. Nhưng nhớ lại thái độ của Thanh Phong lão tổ đối với Tiêu Phàm khi nãy, nếu đổi lại là họ, làm sao có thể bình thản nói chuyện tiếp chứ, có lẽ đã bùng nổ từ sớm rồi. Chỉ với điểm này, Tiêu Phàm cũng đủ để họ tán thưởng. Cổ thần Phong không ngờ Tiêu Phàm lại dám nói chuyện với y như thế, trong mắt y lóe lên tia tức giận, sau đó không hề để ý Tiêu Phàm nữa. Trong mắt y, Tiêu Phàm còn không xứng để y tốn miệng lưỡi dạy bảo nhiều như thế, việc đó sẽ làm thấp thân phận của y. Tiêu Phàm cũng bình tĩnh đứng tại chỗ, mặc dù hắn muốn rời đi nhưng Cổ Nhược Trần còn chưa nói thì hắn rời đi sẽ là việc không lịch sự. Sau đó, mọi người lại tiếp tục giao dịch giám bảo. Vốn dĩ Tiêu Phàm không định tiếp tục đánh giá, dù sao đây cũng là một việc đắc tội, mất lòng người khác. Nhưng Cổ Nhược Trần muốn mua một kiện chân bảo của Huyền Thương lão tổ, kêu Tiêu Phàm đánh giá một chút, Tiêu Phàm rơi vào đường cùng nên chỉ có thể nói thật khiến cho giao dịch thất bại. Sau Thanh Phong lão tổ, Tiêu Phàm lại đắc tội Huyền Thương lão tổ. Từ đó cho tới khi kết thúc, Tiêu Phàm vẫn chỉ im lặng,
dù Cổ Nhược Trần có hỏi thì Tiêu Phàm cũng chỉ tùy tiện qua loa, lấy lệ, rồi âm thầm thông báo cho Cổ Nhược Trần. Dù gì hắn tới Thành Thiên Thương Thần không phải là để đắc tội người ta mà là vì muốn đối phó với linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh. Những lão tổ này đều dựa vào lĩnh ngộ áo nghĩa lực của bản thân mới đột phá tới cảnh giới này, mạnh hơn so với những chiến thần cảnh đỉnh phong bị hắn chém giết trước kia nhiều. Đương nhiên, nếu như muốn đánh một trận thì Tiêu Phàm cũng chẳng ngại gì, nhưng nhiều thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chờ việc ở Thành Thiên Thương Thần kết thúc, Tiêu Phàm sẽ không hề còn phải băn khoăn gì nữa. Nhưng trước đó, nếu có thể khiêm tốn thì hắn sẽ vẫn giữ sự khiêm tốn này. Sau 3 canh giờ, cuối cùng giao dịch cũng kết thúc, Tiêu Phàm như được đại xá mà rời khỏi căn phòng, Cổ Nhược Trần tự mình tiễn Tiêu Phàm. Kiếm huynh, đây là thư mời của hội đấu giá một tháng sau. Nếu như có chuyện gì thì Huy Ninh có thể đến Vạn Bảo Các tìm ta. Trước khi Tiêu Phàm rời đi, Cổ Nhược Trần lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng kim đưa cho Tiêu Phàm. Vậy xin đa tạ Cổ huynh, nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ có chuyện phải làm phiền Cổ huynh đấy. Tiêu Phàm cũng không khách khí mà nhận lấy thiệp mời rồi cất đi. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử cách đó không xa ngạc nhiên nhìn cảnh này, bọn hắn cho rằng mình nghe lầm, thậm chí còn tưởng mình bị hoa mắt. Không ngờ Cổ Nhược Trần lại xưng huynh gọi đệ với tên nhóc kia. Còn tự tay đưa thiệp mời hội đấu giá cho hắn nữa chứ. Chuyện của kiếm huynh thì tất nhiên cố mỗ sẽ cố gắng hết sức. Cổ Nhược Trần mỉm cười, hắn ta càng lúc càng hứng thú với Tiêu Phàm. Nếu không phải là gia tộc cường đại thì người bình thường cũng không thể bồi dưỡng ra được người như Tiêu Phàm. Nhưng mà hắn ta lại cảm thấy Tiêu Phàm không giống người của gia tộc lớn, dù sao hắn cũng còn khá mù mờ về nhiều vấn đề của giới này như vậy mà. Còn nếu đúng như hắn ta nghĩ thì càng chứng minh rằng Tiêu Phàm này không đơn giản, ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng khuất phục dưới tay hắn, mà ngay cả hai vương tử cũng thua trong tay hắn. Cáo từ, Tiêu Phàm chắp tay nói, sau đó dẫn mấy người kiếm la rời đi. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử vô cùng buồn bực nhưng cũng chỉ còn cách đi theo Tiêu Phàm, vì ngoài Tiêu Phàm thì không ai có thể giải trừ phong ấn trong cơ thể họ. Đám người Tiêu Phàm rời đi Vạn Bảo Các khi trời đã vào đêm. Thành Thiên Thương Thần vào buổi có đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày, phồn hoa hưng thịnh tới cực điểm. Cung điện nguy nga dưới ánh đèn càng thêm uy nghiêm, hùng vĩ, xe ngựa trên đường phố đông như nước, các loại âm thanh gào thét không ngừng vang lên bên tai. Đi dạo được một lúc, kiếm la đột nhiên truyền âm cho Tiêu Phàm, công tử, hình như có người theo dõi chúng ta. Chúng theo chúng ta một canh giờ rồi mà ngươi mới phát hiện à. Tiêu Phàm lơ đễnh nói một câu. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dường như là không coi đám người theo dõi ra gì. Kiếm la hơi sững sờ, lúc này, hắn ta mới nhớ ra, với thực lực của Tiêu Phàm thì không chừng đã sớm phát hiện mấy người lén lút kia rồi. Võ Nhược Phong, Vân Hạc, các ngươi đi tới khách điếm phía trước xem còn phòng không. Kiếm la đi dạo với ta, Tiêu Phàm đột nhiên nói, Sở huynh, còn huynh thì sao? Ta cũng mới đến Thành Thiên Thương Thần lần đầu. Thuận tiện dạo phố một chút cũng được. Sở Khinh Cuồng thâm sâu nói một câu. Vậy thì được rồi, Tiêu Phàm cười, không đợi mấy người Võ Nhược Phong kịp phản ứng, hắn đã đi tới cạnh giường, Kiếm La và Sở Khinh Cuồng đi bên cạnh Tiêu Phàm, con người thỉnh thoảng liếc nhìn chung quanh. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đi theo phía sau buồn bực không thôi, trong lòng có loại cảm giác muốn chửi bậy. Tố chất thân thể của hai người tốt hơn so với người bình thường. Theo sát Tiêu Phàm cũng không phải mệt mỏi như người thường, nhưng mà họ vẫn kiên trì đi theo. Nửa đêm, người trên phố càng lúc càng ít, nhóm Tiêu Phàm đang đứng trên một con đường khá vắng vẻ. Chạy không nổi nữa rồi. Vẻ mặt Ngũ Vương Tử khẩn thiết, trong lòng âm thầm hỏi thăm 18 đời tổ tiên của Tiêu Phàm. Cái tên này chạy tới nơi ngoài thành vắng vẻ thế này làm gì nhỉ? Lục Vương Tử cẩn thận quan sát xung quanh. Nhíu mày nói, sao ta cảm thấy chung quanh lạnh quá vậy? Phù, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên, một tia ánh sáng màu xanh lỏ qua mắt hai người, bay thẳng tới chỗ ba người Tiêu Phàm cách đó không xa. Hai người Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đều chảy mồ hôi lạnh thay đám người Tiêu Phàm, nhưng điều khiến hai người càng thêm kinh ngạc là đám người Tiêu Phàm dường như có thêm mắt ở sau lưng. Ba người tăng tốc độ, thân thể giống như một mũi tên bị bắn ra. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở chỗ cách xa mấy chục trượng. Nền đá trên mặt đất nổ tung, hóa thành vô số đá vụn bay tứ tung, ngay sau đó,
bỗng nhiên có 8 bóng người xuất hiện ngay vị trí 3 người Tiêu Phàm đứng trước đó. Dẫn đầu là một lão giả mặc áo màu xanh, tóc bạc mặt hồng hào, gương mặt đằng giờ đằng sát khí, thần sắc lạnh lẽ nhìn Tiêu Phàm. Thanh Phong lão tổ, Ngũ Vương tử cách đó không xa lập tức nhận ra lão giả mặc áo xanh là ai, kinh ngạc hô lên, Kiếm Hồng Trần đắc tội Thanh Phong lão tổ lúc nào thế? Mấy chục năm rồi, Thanh Phong lão tổ cũng chưa từng xuất hiện, nghe đồn là ông ta đã bước một chân vào thiên thần cảnh rồi. Hai mắt Lục Vương tử tỏa sáng, người có thể khiến cho bọn họ kiêng nể rất ít, Thanh Phong lão tổ cũng là một trong số đó. Ngươi muốn giết ta, lúc này, từ nơi xa truyền tới một giọng nói lãnh đạm, trong con ngươi Tiêu Phàm hiện lên một vòng sắc bén, lạnh lùng nhìn Thanh Phong lão tổ, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Khinh thường, trên mặt Ngũ Vương tử cùng Lục Vương tử lộ vẻ cổ quái nhìn Tiêu Phàm, tên này lại dám khinh thường Thanh Phong lão tổ, chẳng lẽ thực lực của hắn thực sự rất cường đại sao? Phải biết rằng có thể người có thể xưng là lão tổ, đều là nhân vật khai sơn lập phái, thực lực mạnh mẽ vô cùng, là người nổi bật trong những người cùng cấp. Tiểu tử, người phá hỏng tiền đồ của ta phải tru di cửu tộc nhà người. Thanh Phong lão tổ đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm. Từng ấy năm trôi qua, tâm tình của hắn sớm đã bình thản như nước, nhưng hôm nay, sự bình tĩnh của hắn lại bị đảo loạn, trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Vốn dĩ giao dịch với cổ thần Phong, còn chưa triệt để thất bại, ít nhất vẫn còn đường xoay sở. Nhưng Tiêu Phàm lại làm bại lộ chuyện của hắn, cổ thần Phong chắc chắn sẽ không tiếp tục tin tưởng hắn, hiện tại hắn muốn rời khỏi giới này, sẽ vô cùng khó khăn. Mặc dù việc này là do Hắc Mộc lão tổ gây nên, nhưng hiện tại Hắc Mộc lão tổ coi như đã là người của cổ gia, hiển nhiên Thanh Phong lão tổ không dám đi tìm Hắc Mộc lão tổ để tính sổ. Huống hồ, thực lực của hai người vốn cùng một cấp độ, đối mặt với Hắc Mộc lão tổ, hắn cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Bởi vậy, tất cả lửa giận, Thanh Phong lão tổ đều tính lên trên người Tiêu Phàm. Nếu như không phải ngươi hùng hổ dọa người, ngươi cảm thấy ta sẽ để lộ bộ mặt của ngươi sao? Thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh như thường, không nhìn ra chút sợ hãi nào. Ngươi không tự ngẫm lại, còn dồ trách nhiệm lên thân người khác, không thể không nói, tâm tư của lão tổ ngươi cũng quá nhỏ hẹp rồi. Nói đến đây, Tiêu Phàm còn không ngừng lắc đầu, Ngũ Vương tử cùng Lục Vương tử ở một bên thấy cảnh này đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thực lực Tiêu Phàm, hai người lại thấy thoải mái. Tiêu Phàm có thể một mình chế trụ hai người bọn hắn, cho dù đối mặt Thanh Phong lão tổ cũng không cần e ngại, chỉ có điều, trước mắt không phải chỉ có một mình Thanh Phong lão tổ, ngoài ra còn có 7 cường giả cửu biến chiến thần. Làm càn, lão tổ là người ngươi có thể giáo huấn sao? Thanh Phong lão tổ còn chưa mở miệng, một nam tử trung niên khoác kim bào ở bên cạnh hắn đã phẫn nộ quát, chút nữa thì nhìn không được đánh về Tiêu Phàm. Thượng bất chính hạ tắc loạn, Thanh Phong lão tổ lòng dạ nhỏ mọn, các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm bình phẩm từ đầu đến chân rồi nói, muốn chết, lăn tới đây. Tiếng nói vừa rơi xuống, Tiêu Phàm liền lật tay, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một tiểu đỉnh màu đen. Đúng là kẻ tự tìm cái chết, một luyện dược sư nho nhỏ, lại dám phách lối như thế. Kim bào trung niên nam tử tức giận, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt sáng gào thét phóng về Tiêu Phàm. Hắn đấm một đấm mở đường, hư không bỗng nhiên xuất hiện một trưởng cương lớn như một gian phong, uy áp tản ra vô cùng cuồng bạo. Theo kim bào trung niên nam tử, một luyện dược sư nho nhỏ mà thôi, thực lực có mạnh cũng có thể mạnh hơn đám người ở đây sao? Lại là một kẻ tự tìm cái chết, Kiếm La cười lạnh, hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Con người Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm kim bào trung niên nam tử, liếc mắt đã nhìn ra tu vi của hắn, chiến thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa. Sức mạnh rất cường đại, nhưng tốc độ lại là điểm yếu, so sánh thì Kiếm La còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mắt thấy nắm đấm của kim bào trung niên nam tử sắp tới gần, Tiêu Phàm lách mình biến mất tại chỗ, đám người chỉ thấy một hắc ảnh xẹt qua bầu trời, xông thẳng tới nắm đấm kia. Oanh một tiếng nổ vang, nắm đấm đột nhiên nổ tung, tuy vậy, tốc độ của bóng đen vẫn không giảm chút nào. Trong màn đêm đen, những tu sĩ khác chỉ kịp nhìn thấy, bóng đen kia dùng một tiểu đỉnh màu đen mở đường, thế như trẻ tre khiến hư không mãnh liệt rung động. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Phàm hung hăng đập tiểu đỉnh màu đen về phía trung niên nam tử mặc kim bào, trong quá trình đập tới, tiểu đỉnh màu đen nhanh chóng biến lớn,
khi đến nơi nó đã biến lớn như một tòa núi nhỏ. Cảm thụ được áp lực thật lớn từ tiểu đỉnh màu đen, trung niên nam tử mặc kim bào có cảm giác ngay cả hô hấp cũng khó khăn, dù hắn lĩnh ngộ đại địa áo nghĩa, cường độ công kích của hắn cũng không bằng Tiêu Phàm. Hắn muốn lui lại phía sau, nhưng hắn phát hiện, tốc độ bản thân chậm hơn đối phương không ít. Trốn, là trốn không thoát, nhận thức được điều đó, hắn chỉ có thể quay lại công kích, chỉ trong nháy mắt, hắn liên tục tung ra vô số quyền, mỗi một quyền đều dùng toàn lực. Thần lực quyền cương nện lên cự đỉnh màu đen phát ra từng đợt tiếng rung động. Nhưng sự tình vẫn không giống như trong dự liệu của hắn, đỉnh lớn màu đen kia chỉ rung động nhẹ nhẹ, tốc độ bay tới vẫn không dừng lại. Cuối cùng, đỉnh lớn màu đen đập lên người trung niên nam tử mặc kim bào, hư không truyền ra một tiếng nổ tung, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, trung niên nam tử mặc kim bào giống như một khỏa thiên thạch, bay vào hư không, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tất cả mọi người cùng hít một hơi lạnh, sức mạnh này cũng quá mạnh rồi, thế mà thật sự có thể đem một người đập bay đi như vậy. Bạo lực, đơn giản mà quá bạo lực, tiểu tử này thực sự chỉ là một thần dược sư sao? Nếu như là một thần dược sư, vậy hắn chính là một thần dược sư bạo lực. Cũng may, toàn thân Ngũ Vương tử không khỏi run rẩy một cái, sắc mặt hắn khẽ trắng bệch, trong lòng lại cảm thán hắn thật may mắn. May mắn lúc trước Tiêu Phàm không đối xử với hắn như vậy. Bằng không với cái thân thể gầy nhỏ này của hắn, hắn sẽ trực tiếp bị một kích kia đánh cho nổ tung. Lục Vương tử cũng không bình tĩnh nổi, đứng ở đó si ngốc nhìn Tiêu Phàm. Khi mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm, cự đỉnh trong tay Tiêu Phàm đã biến mất, hắn đứng chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng ở đó, bình tĩnh nhìn đám người Thanh Phong lão tổ ở phía đối diện. Kế tiếp, Tiêu Phàm hờ hững nói. Tựa như việc hắn vừa đánh bay một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ là làm một việc không có ý nghĩa mà thôi. Kế tiếp, người bên cạnh Thanh Phong lão tổ nghe vậy, khóe miệng không khỏi co rút lại, tên tu sĩ chiến thần cảnh đỉnh phong vừa nãy, thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng so với bọn hắn cũng không sai biệt lắm. Hắn đều không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, vậy thì bọn họ cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiêu Phàm. Cùng tiến lên, Thanh Phong lão tổ khẽ cau mày một cái, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh. Xem ra vị Thanh Phong lão tổ này cũng không đơn giản, đối mặt với công tử mà vẫn còn trấn tĩnh được như thế. Kiếm La thấy thế, không khỏi cảm thán nói. Có thể xưng là lão tổ, đều là người khai sơn lập phái, sao có thể kém được. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, trên người chiến ý lặng yên dâng lên. Giết, sáu người bên Thanh Phong lão tổ nghe vậy, đồng thời xông lên muốn đánh về phía Tiêu Phàm. Mặc dù trong tay không dùng đao kiếm, nhưng ta nhất định đánh đâu thắng đó. Tiêu Phàm nhìn thấy sáu người kia đánh tới, chẳng những không sợ hãi, trên mặt lại lộ ra một tia mừng rỡ. Sau một khắc, thân ảnh Tiêu Phàm lại động, chân hắn đạp kiếm bộ, tốc độ không kém gì chiến thần cảnh đỉnh phong, xuyên qua công kích của đối phương. Lại một tiếng nổ vang, một kích của Tiêu Phàm đập trúng một tên cửu biến chiến thần, tên cửu biến chiến thần này kêu thảm một tiếng. Trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập hư không. Trong huyết vụ, còn lơ lửng một viên thần lực chi tinh. Như thế nào mà một kích cũng không tiếp được, Tiêu Phàm lắc đầu, thở dài nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng những người còn lại đều nghe rất rõ ràng, trong lòng họ có loại xúc động muốn hộc máu. Đường đường là cửu biến chiến thần còn không đỡ được một đập. Đó là vì ngươi quá bạo lực rồi, sứ mệnh kia so với chân long còn kinh khủng hơn. Đừng nói là cửu biến chiến thần, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc chịu nổi. Hắn thực sự chỉ là một tên thần dược sư sao? Theo ta thấy, hắn nhất định chính là kẻ cuồng bạo lực. Ngũ Vương tử không nhịn được hít một hơi lạnh, khắp cả người run rẩy. Về mặt sức mạnh, có lẽ cũng chỉ có nhị tỷ mới có thể cùng hắn so sánh. Trong mắt Lục Vương tử phóng tinh quang, hít sâu một cái nói. Phía Thanh Phong lão tổ. Năm người còn lại cũng bị Tiêu Phàm giáng cho một đòn hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Công kích từ xa, thần sắc của Thanh Phong lão tổ biến hóa, đáy mắt hiện lên tia lăng lệ. Năm người kia nghe vậy, vội vàng thoái lui, chiến kỹ hào nhoáng bao phủ hư không, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, hướng thẳng đến Tiêu Phàm. Ha, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, vẻ mặt khinh thường. Cũng khó trách hắn khinh thường như vậy. Các người nghĩ công kích từ xa thì có thể công kích từ xa sao?
còn phải hỏi ta xem có đồng ý hay không chứ. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm lần nữa động thủ, chân hắn giẫm kiếm bộ, ảo diệu vòng qua những tập sát chiến kỹ kia, đám người chỉ thấy được một bóng đen xuyên loạn hư không, tốc độ kinh người. Chi chít kiếm khí đao khí, sức mạnh áo nghĩa sôi trào mãnh liệt, thậm chí ngay cả vạt áo của bóng đen kia cũng không đụng tới được. Ầm, một tiếng nổ quen thuộc vang lên, chỉ trông thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một hắc đỉnh to lớn, hắc đỉnh giống như một ngôi sao, đánh tới một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong kia đã bị một đòn đánh bay, sau khi bay đi mấy chục trượng liền rơi bịch xuống đất nổ tung. Khịt, âm thanh hơi thở lạnh lẽo cất lên, bị khung cảnh nơi đây thu hút, trong lòng những tu sĩ đang bí âm thần quan sát kia cũng run rẩy kịch liệt. Trước đó một cửu biến chiến thần nổ tung, còn không có kinh động như vậy, nhưng bây giờ là chiến thần cảnh đỉnh phong, vậy mà cũng bị một kích cho tan tành. Bọn chúng còn tưởng Tiêu Phàm thật sự mạnh như vậy, không biết là Tiêu Phàm vận dụng sức mạnh của tiểu thiên địa. Bây giờ hắn biến thành kiếm hồng trần, hiển nhiên không thể thi triển tu la huyết mạch và thần long huyết mạch, nếu không sẽ bị người có tâm phát hiện ra thân phận của hắn. Có điều, sức mạnh của tiểu thiên địa quả thật khiến Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên, sức mạnh này quá cuồng bạo, hơn nữa đây còn chưa sử dụng toàn lực, tối đa cũng chỉ là một thành sức mạnh mà thôi. Tiêu Phàm không tưởng tượng ra nổi, nếu mình điều động toàn bộ sức mạnh tiểu thiên địa, sẽ kinh khủng tới mức nào. Đồng nghĩa, Tiêu Phàm cũng không hy vọng một ngày nào đó mình phải điều động tất cả sức mạnh của tiểu thiên địa, bởi vì như vậy có nghĩa là, hắn gặp được kẻ thù mà mình hoàn toàn không thể chiến thắng. Mà một khi vận dụng toàn bộ sức mạnh, tiểu thiên địa cũng sẽ bị tổn hại rất nghiêm trọng, thậm chí đến bờ vực sụp đổ. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm không thể nào vận dụng toàn bộ sức mạnh của tiểu thiên địa, nếu như chỉ là mấy thành sức mạnh, còn trong giới hạn chịu đựng của tiểu thiên địa, mấy ngày sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tên thứ ba, Tiêu Phàm mỉm cười, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, vẻ mặt tươi cười và khát máu. Sau đó, Tiêu Phàm không dừng lại, phóng tới một người khác, người kia bị dọa đến mức toàn bỏ chạy về nơi xa, có điều tốc độ của hắn làm sao vượt qua được Tiêu Phàm. Không nghi ngờ gì cả, người kia lại bị Tiêu Phàm một chém nổ tung, chỉ có thần lực chi tinh lơ lửng trong hư không. Tên thứ tư, Tiêu Phàm lại phun ra một câu, ngữ khí rất bình thản, nhưng dừng ở trong tai bọn người Thanh Phong lão tổ, lại là hết sức lạnh giá. Bọn chúng tám người tới đây, đảo mắt đã bị Tiêu Phàm chém chết một nửa, hiện tại chỉ còn lại bốn người. Lão tổ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong trong đó thần sắc khó coi nói, hai người khác cũng không cảm thấy tốt đẹp gì. Thậm chí, ngay cả Thanh Phong lão tổ cũng điên đảo mí mắt, sức mạnh của Tiêu Phàm thật là đáng sợ. Tiểu tử này không phải là thần dược sư sao? Làm sao có thể có được chiến lực đáng sợ như vậy chứ? Phải biết rằng, hắn còn vẻn vẹn chỉ là bát biến chiến thần mà thôi, ngay cả chiến thần cảnh đỉnh phong trong tay hắn cũng là sâu kiến. Mặc dù những tên kia bị hắn giết chết đều là nhờ luyện hóa thần lực chi tinh mới đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao cũng là cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Thanh Phong lão tổ lúc này mới nghĩ ra, thủ hạ của Tiêu Phàm cũng có một cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa có thể được Cổ Nhược Trần mang đến gian phòng kia, sức mạnh đâu có đơn giản. Các ngươi lui ra phía sau, Thanh Phong lão tổ khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí đi lên. Lão già, xương cốt của ngươi sắp biến chất rồi, đoán chừng chống không nổi mấy đòn của ta. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Thanh Phong lão tổ. Danh con, bản tổ ngược lại muốn xem, thời điểm bóp nát đầu ngươi, xem ngươi còn phách lối được nữa không. Thần sắc Thanh Phong lão tổ lạnh ngắt. So tài xem thực hư đi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn đi. Phong lai, Thanh Phong lão tổ khẽ quát một tiếng, hư không bỗng nhiên ù ù vận động. Cuồng phong vô tận tự khắc sinh ra, hóa thành từng đạo vòi rồng vần quanh bốn phía. Cùng lúc đó, thân ảnh Thanh Phong lão tổ nhằm phía không trung lao đi, nơi này chính là thành Thiên Thương Thần, dù là Thanh Phong lão tổ cũng không dám tùy ý động thủ. Phong chi áo nghĩa, Tiêu Phàm ngược lại không mấy quan tâm, bất luận là chiến ở đâu, đều là chiến đấu, thân thể lên như diều gặp gió, tốc độ nhanh đến cực hạn. Giờ đây... Trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại linh hồn phân thân của mình đã từng ở phong chi giới của thần kiếp địa, thời gian gần một năm trôi qua,
cũng không biết bộ phân thân linh hồn kia lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa đạt đến cấp độ nào rồi. Lão giả kia hình như là thanh lão quỷ, hắn làm sao lại cùng người ta đánh nhau rồi. Trên một con đường nơi xa chân trời, một lão giả mặc hỏa hồng bào đột nhiên nhìn về phía chân trời nói. Lão giả không phải ai khác, chính là Xích Vân lão tổ, đột nhiên đồng tử hắn có chút co rụt lại nói, hình như là tiểu huynh đệ kia, đầu óc của lão giả này lại nhỏ hẹp như vậy sao? Lời vừa dứt, Xích Vân lão tổ vội vàng đạp không mà lên, bay về nơi xa. Cảnh tượng như vậy còn xảy ra ở các nơi khác của thành Thiên Thương Thần, trận chiến của cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong quá mức kịch liệt, cho dù cách xa nhau mấy ngàn dặm cũng giống như sấm động rền vang. Hắc Mộc lão tổ, thậm chí mấy người Cổ Nhược Trần, tất cả đều cảm nhận được trận chiến nơi chân trời, đám người lần lượt đi ra khỏi vị trí của mình, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Mà giờ đây, Tiêu Phàm và Thanh Phong lão tổ đã xuất hiện tại không trung bên ngoài thành Thiên Thương Thần mấy chục dặm. Thành Thiên Thương Thần phía dưới đều trở nên hết sức nhỏ bé. Thời điểm bản tổ đạt tới đại cảnh giới bây giờ, lão tổ tông ngươi cũng còn chưa có sinh ra đâu. Dựa vào ngươi cũng dám đối địch với ta. Thanh Phong lão tổ lấy tay vung lên, hư không cuồng phong đầy trời vây quanh Tiêu Phàm. Có ít người cho dù sống rất lâu, cũng chỉ sống như chó mà thôi. Thần sắc Tiêu Phàm như thường, không chút nào yếu thế, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lơ lửng trên đầu. Tản xuống một đạo sương mù huyền diệu, ngăn cản cuồng phong kia ở bên ngoài. Ánh mắt Thanh Phong lão tổ sáng rực nhìn Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, tựa như cũng nhận ra lai lịch, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng nóng rực. Định Thiên, Tiêu Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn lực khuấy động Càn Khôn Định Thiên Đỉnh trên đỉnh đầu, đạt tới cảnh giới của hắn hôm nay, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh cũng được hắn luyện hóa gần như hoàn hảo rồi. Chỉ một thoáng, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh bỗng nhiên chuyển đổi. Một luồng sức mạnh vô cùng nặng nề, rung chuyển trời đất quét ra bốn phía, dường như Càn Khôn cũng bắt đầu run rẩy, muốn đập vỡ mảnh thiên địa này. Rầm rầm rầm, từng đợt âm thanh phá hủy vang lên, cuồng phong đầy trời kia tất cả đều bị Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đánh bạt, phong tường dày đặc kia đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lắc mình lần nữa, hóa thành một đạo lưu quang từ lỗ hổng kia bắn ra, một tay nâng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh to lớn. Hung dữ ném xuống Thanh Phong lão tổ. Sức mạnh cuồng bạo chấn động khiến hư không không ngừng run rẩy, dưới một kích này của Tiêu Phàm, tất cả đều xem như nhỏ bé, căn bản không có bất cứ sức phản kháng nào. Tiêu Phàm lấy Càn Khôn Định Thiên Đỉnh mở đường, phàm là ngăn cản bước chân hắn, tất cả đều nổ tung. Đồng tử của Thanh Phong lão tổ co rụt lại, sức mạnh cuồng bá kia, ép khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo, thân thể đứng không vững, từ từ lùi về phía sau. Mái tóc trắng lấp lánh trong suốt của lão, hiện ra vô cùng lộn xộn. Vạn vật điêu linh, khuôn mặt Thanh Phong lão tổ hiện ra sắc hận, búng tay một cái, một đạo sương mù màu xám từ ngón tay hắn tỏa ra, giống như một cánh hoa màu xám nở rộ, tại trung tâm của cánh hoa còn có một vòng xoáy nhỏ quay theo chiều thuận kim đồng hồ. Gần như đồng thời, một luồng sức mạnh quỷ dị từ bên trong vòng xoáy nhỏ mãnh liệt tản ra, nhanh chóng khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, xung quanh phạm vi mấy trăm trượng trở nên ngạt thở, hư không cũng dường như ngưng lại. Tốc độ của Tiêu Phàm dường như chậm lại rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang nhanh chóng xói mòn, một kích vừa rồi ẩn chứa tính chất bạo tạc, bây giờ hắn lại cảm giác lực bị thoát đi trong nháy mắt. Điêu linh, lại là điêu linh áo nghĩa. Trong lòng Tiêu Phàm có chút rung động, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Điêu linh áo nghĩa là một loại hình thể biểu hiện đặc thù của tử vong áo nghĩa, không có tử vong áo nghĩa nào lại bá đạo như vậy, sức mạnh càng là khó lòng chống đỡ. Như hiện tại, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang bị xói mòn, nhưng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy, điêu linh áo nghĩa có thể làm tan rã sức mạnh con người, cho dù ngươi công kích mạnh mẽ thì đã sao, người lĩnh ngộ điêu linh áo nghĩa đều có thể làm tan rã. Cuối cùng sức mạnh đánh ra trên người hắn cũng là 10 không còn 1. Dựa vào thực lực của Thanh Phong lão tổ, sức mạnh 10 không còn 1 này đoán chừng không đả thương được hắn. Khó trách hắn có thể thôi thúc sinh sinh bất tức quả, hóa ra dựa vào điêu linh áo nghĩa. Tiêu Phàm tự nhiên thông suốt cái gì đó. Không thể không nói, thiên phú của Thanh Phong lão tổ rất mạnh, hơn nữa cơ duyên rất tốt. Nếu là những người khác, dù là có được sinh sinh bất tức quả chưa chín, đoán chừng cũng không làm gì được,
nhưng Thanh Phong lão tổ lại khác, điều linh áo nghĩa của hắn có thể rút tử khí trong đó ra, và sử dụng để tu luyện. Kể từ đó, chẳng những có thể khiến sinh sinh bất tức quả chín, còn có thể lợi dụng tử khí trong đó để tu luyện. Tiêu Phàm tập trung ý chí, hiện tại cũng không phải thời điểm thất thần, nhất định phải nhanh chóng ngăn cản sự sói mòn thần lực trong cơ thể, thật sự là tốc độ sói mòn quá kinh khủng. Hắn thu hồi càn khôn định thiên đỉnh, đứng lơ lửng trên không, áo bào đen bay phất phới, lập tức hắn cũng làm động tác giống như Thanh Phong lão tổ. Chỉ thấy hắn búng tay một cái, tại đầu ngón tay cũng xuất hiện một vòng xoáy theo chiều thuận kim đồng hồ, có điều khác với vòng xoáy của Thanh Phong lão tổ. Vòng xoáy của Thanh Phong lão tổ là kích động sức mạnh điêu linh áo nghĩa, mà vòng xoáy của Tiêu Phàm lại là hấp thụ tất cả. Thần thông, ngự, Tiêu Phàm hô nhỏ, một luồng sức mạnh hấp thụ to lớn sinh ra, tất cả chung quanh, mọi thứ đều mãnh liệt chảy về đầu ngón tay Tiêu Phàm, dường như không có thứ gì không nuốt vào. Cho dù cả lực điêu linh áo nghĩa kia, cũng bị hút vào trong đó, sau đó luyện hóa trong cơ thể, trở thành sức mạnh bản thân. Đúng rồi, lần trước sinh tử luân hồi đồ có thể chuyển hóa sinh tử áo nghĩa, còn không có cơ hội nghiệm chứng xem có thể chuyển hóa áo nghĩa khác hay không, bây giờ đúng lúc thử một chút. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lập tức tâm thần khuấy động sinh tử luân hồi đồ, Tiêu Phàm đưa lực điêu linh áo nghĩa vừa hấp thụ được vào bên trong thần cung, thúc dục sinh tử luân hồi đồ luyện hóa. Hả, Tiêu Phàm khẽ kêu một tiếng, không khỏi trừng lớn hai mắt, sau đó khóe miệng hiện lên nét tươi cười, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên có thể, hơn nữa điêu linh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa còn có hiệu quả cộng hưởng. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm càng ra sức. Thanh Phong lão tổ thấy thế, cảm giác tình hình có chút không ổn, mấy giây thời gian trôi qua, Tiêu Phàm vẫn đứng tại kia điềm nhiên như không, đây không phải người bình thường có thể làm được. Đoạn Thiên Chi nhận, đột nhiên, trong tay Thanh Phong lão tổ xuất hiện một thanh trường kiếm lăng không chém một nhát, lưỡi kiếm màu trắng lớn trăm trượng sinh ra từ hư không, lưỡi kiếm tuyệt thế sắc bén, dường như có thể xé toạc hư không. Phong chi áo nghĩa viên mãn, Xích Vân lão tổ đằng xa kinh ngạc nhìn Thanh Phong lão tổ. So với phong chi áo nghĩa viên mãn, điêu linh áo nghĩa viên mãn mà Thanh Phong lão tổ lĩnh ngộ được lại không làm cho Xích Vân lão tổ chấn kinh như vậy. Tiêu Phàm cũng cực kỳ mất bình tĩnh, một loại điêu linh áo nghĩa viên mãn thì cũng cho qua, không ngờ rằng Thanh Phong lão tổ lại tu luyện cả phong chi áo nghĩa đến cảnh giới viên mãn. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng trầm trọng, từ trước tới nay lần đầu tiên biểu hiện như vậy, dù là lúc trước đối mặt với hóa thân thiên thần của Minh Yểm cũng không bằng. Đối mặt chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường, Tiêu Phàm từ trước đến nay đều chẳng thèm đếm xỉa, nhưng thực lực của Thanh Phong lão tổ lại làm Tiêu Phàm khiếp sợ. Nếu như có được một bộ thiên thư, Thanh Phong lão tổ nhất định sớm đã đột phá thiên thần cảnh, đáng tiếc hắn không muốn sống nhờ dưới khống chế của người khác, bằng không mà nói, hắn trao đổi một bộ thiên thư với cổ thần phong, đoán chừng cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Xẹt, thời khắc Tiêu Phàm trầm tư, Thanh Phong lão tổ bỗng nhiên chém xuống một kiếm, một loại uy hiếp chết người quanh quẩn trong đầu. Từ khi đột phá thất biến chiến thần đến nay, Tiêu Phàm đã rất lâu không có loại cảm giác này. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, cho dù là chiến thần cảnh, cũng có thể có tồn tại uy hiếp được tính mạng hắn, Thanh Phong lão tổ trước mắt chính là một trong số đó. Đối mặt một kích như thế này, Tiêu Phàm phòng ngự ngược lại là rất dễ dàng, trốn bên trong càn khôn định thiên đỉnh, ngay cả chính diện chống lại một kiếm này, Tiêu Phàm cũng nắm chắc mấy thành. Có điều tránh né cũng không phải tính cách của Tiêu Phàm, trừ phi thực lực hai bên chênh lệch quá mức. Na-di. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Xẹt một tiếng, kiếm khí rơi xuống, nghiền nát tàn ảnh của Tiêu Phàm, mà bản thân Tiêu Phàm lại quỷ dị xuất hiện tại đỉnh đầu Thanh Phong lão tổ. Tiêu Phàm lấy càn khôn định thiên đỉnh, trực tiếp đánh xuống, cái gì phong chi áo nghĩa, cái gì điêu linh áo nghĩa, Tiêu Phàm đều gạt ra phía sau. Nhất lực phá vạn pháp, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cảnh giới thì đã sao? Một kích đánh vỡ, áo nghĩa viên mãn thì đã sao? Cũng tương tự một kích vỡ vụn, tốc độ của Thanh Phong lão tổ cũng cực nhanh, thoát cái kiếm trong tay vung ra, lốc kiếm chém về phía càn khôn định thiên đỉnh. Nhưng mà, hắn vẫn quá xem thường sức mạnh của Tiêu Phàm lúc này, đã điều động hai thành sức mạnh của tiểu thiên địa, thực lực tăng lên gấp bội.
rầm rầm rầm, lốc kiếm nổ tung, hóa thành vô số đường kiếm tản ra bốn phía, ngay sau đó, kiếm trong tay Thanh Phong lão tổ cũng đồng thời gãy vụn, khí thế Càn Khôn Định Thiên đỉnh không hề suy giảm, tiếp tục ập tới Thanh Phong lão tổ. Một kích này, thế như trẻ tre, cuốn phăng tất cả. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Thanh Phong lão tổ dùng hai tay chắn trước người, ngạnh kháng sức mạnh của Càn Khôn Định Thiên đỉnh. Âm thanh răng rắc không ngừng truyền ra, xương cánh tay của Thanh Phong lão tổ gãy nát, xương vỡ bay tứ tung, máu tươi trong miệng phun ra, lục phủ ngũ tạng tan vỡ không ít, thân thể như là đạn pháo đập xuống đất. Mọi người chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng tỏa ra ở không trung, sau đó liền nghe thấy một vụ nổ lớn, mặt đất chấn động mãnh liệt, khói lửa mịt mù tràn ngập ra bốn phía. Phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều có thể cảm nhận được loại chấn động mãnh liệt này, sức mạnh là quá khủng khiếp. Sức mạnh thật là cường đại, đám người hắt ra ngụm khí lạnh, ngay cả bờ môi đều run run. Sức mạnh này, cho dù không phải vô địch dưới thiên thần, cũng chênh lệch không xa. Thanh Phong lão quỷ đã bị một kích đánh bay rồi. Xích Vân lão tổ vốn dĩ còn chuẩn bị cầu tình cho Tiêu Phàm, nhưng hắn không ngờ rằng, Thanh Phong lão tổ lại không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Nào chỉ là hắn, bọn người Hắc Mộc lão tổ đằng xa, cũng trợn mắt há mồm, tựa như tất cả đây hoàn toàn vượt qua những gì bọn chúng nhận thức được. Giờ đây, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiêu Phàm trên không trung, một bộ áo bào đen lất phất trong gió, hắn đứng chắp tay, hờ hững nhìn phía dưới. Tiêu Phàm lúc này, chỉ có hai chữ đáng sợ để hình dung. Nhất là Xích Vân lão tổ đã biết cặn kẽ con người của Thanh Phong lão tổ, càng là kinh hãi hơn nữa. Làm một thần dược sư, lại còn có thực lực cường đại như thế, đúng là nghịch thiên rồi. Uổng phí bọn chúng sống biết bao nhiêu năm, còn không bằng một người trẻ tuổi trông chỉ hơn 20 tuổi. Tu sĩ bốn phía không biết Tiêu Phàm là ai, thậm chí cũng không biết người bị Tiêu Phàm đánh bay là ai, nhưng bọn chúng biết, sự va chạm kịch liệt này, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Không ít người đồng tử co rút lại, dựa vào sức mạnh đã có thể nghiền ép chiến thần cảnh đỉnh phong, trên đời này thực sự hiếm thấy. Một lúc sau, tất cả lắng xuống, ánh mắt của mọi người quét về chỗ phế tích bên trong kia. Nơi đó, một lão giả áo đen tay cầm kiếm gãy quỳ một chân trên đất, há mồm thở dốc, mồ hôi lăn dài trên trán mà xuống, ngoại trừ Thanh Phong lão tổ còn là ai nữa. Sắc mặt Thanh Phong lão tổ tái mét, trong lòng của hắn sợ hãi, một sát công kích vừa rồi, hắn đã dạo qua một vòng ở quỷ môn quan. Đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong từ mấy ngàn năm trước tới giờ, hắn chưa từng có loại cảm giác này, đây là lần đầu tiên. Dù là đối mặt cổ thần phong, hắn cũng có thể rời đi mà không chút tổn thương, nhưng Tiêu Phàm lại làm cho hắn có loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Ngươi còn muốn giết ta? Lúc này, giọng nói của Tiêu Phàm vang lên lần nữa, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã xuất hiện tại không trung trên đống đổ nát, lạnh nhạt nhìn Thanh Phong lão tổ phía dưới. Nói thật, Thanh Phong lão tổ mặc dù lòng dạ hẹp hòi, nhưng thiên phú của hắn thì không thể bàn cãi, giết hắn cũng quá đáng tiếc. Nhưng Tiêu Phàm cũng biết, muốn hàng phục Thanh Phong lão tổ không hề dễ dàng, ngay cả cổ thần phong hắn cũng cự tuyệt, huống chi là mình. Ngươi quả thực rất mạnh, nhưng ta chưa hẳn không giết được ngươi. Miệng Thanh Phong lão tổ phun ra một câu nói lạnh thấu xương, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm vẫn là người đầu tiên làm trọng thương hắn. Tuy nhiên, đây chẳng phải nói lên hắn đã thất bại rồi sao? Tất nhiên không thể nào, Thanh Phong lão tổ sống vô số năm tháng, không có thể nào uống phí như vậy, từ việc hắn mới đứt lìa hai tay, hiện tại đã phục hồi như cũ liền có thể nhìn ra, át chủ bài của Thanh Phong lão tổ cũng không ít. Ta quả thực chưa hẳn không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đồng nghĩa không giết được ta. Thần sắc Tiêu Phàm chắc chắn nói. Vừa rồi hắn tuy rằng chỉ điều động hai thành sức mạnh thiên địa, nhưng hắn còn có thể điều động ba thành, thậm chí bốn thành. Mỗi một thành bên trên, sức mạnh cũng tăng vọt. Thanh Phong lão tổ có thể chống đỡ được một kích của hắn, nhưng tuyệt đối gánh không được công kích điên cuồng của hắn. Chỉ là Tiêu Phàm cảm thấy không cần thiết phải dây dưa với Thanh Phong lão tổ, đến lúc đó bại lộ thực lực của mình. Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng vẫn là quá phách lối. Cũng liền tại lúc này, hư không đột nhiên lại vang lên một giọng nói, lại trông thấy một lão giả áo xám chậm rãi đi tới. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, hai mắt khẽ híp lại nói, có vài người sống càng lâu,
càng làm cho người ta ghét. Ồ, lão giả áo xám hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi quang. Huyền Thương lão tổ, thế nào, người cũng muốn giết ta sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn Huyền Thương lão tổ đầy khiêu khích. Lão giả áo xám chính là người theo sau Thanh Phong lão tổ, hắn lại đắc tội với một vị lão tổ, chỉ là Tiêu Phàm không ngờ là Huyền Thương lão tổ sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa xem ra muốn nhúng tay vào chuyện của Thanh Phong lão tổ và mình. Thanh Phong lão tổ hận mình, Tiêu Phàm còn có thể lý giải, dù sao Tiêu Phàm đã hủy đi cơ hội đạt được một cái danh lợi gì đó từ cổ thần phong của hắn. Mặc dù không biết là cái danh lợi gì, nhưng Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được cái gì đó, hẳn là có quan hệ với việc rời khỏi thiên địa lao ngục. Về phần Huyền Thương lão tổ hận mình, Tiêu Phàm không thể hiểu được, lúc ấy chỉ là cổ nhược phong xem Huyền Thương lão tổ như là một thứ quý hiếm, để hắn giám định một chút. Tiêu Phàm chỉ là rất khéo léo nói ra sự xấu xa của kiện hàng quý hiếm kia mà thôi, không ngờ Huyền Thương lão tổ lại mang thù như vậy. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, lòng dạ của Huyền Thương lão tổ có vẻ như càng là nhỏ hẹp, so sánh với Thanh Phong lão tổ còn kém xa. Ngươi có thể cho rằng như vậy, ánh mắt Huyền Thương lão tổ lạnh lẽo nói, Thanh lão quỷ, người trẻ tuổi kia quá phách lối, chúng ta làm trưởng bối của bọn chúng nên giáo huấn hắn một chút cũng tốt. Thanh Phong lão tổ nhíu mày, không để ý đến Huyền Thương lão tổ, Huyền Thương lão tổ lại nói, là ngươi tới trước hay là ta tới trước, hay là cùng đi. Thần sắc Thanh Phong lão tổ khẽ lay động, hắn vừa rồi lĩnh giáo thực lực của Tiêu Phàm, dựa vào một mình hắn, thật sự là chưa hẳn giết chết được Tiêu Phàm, nếu như có thể liên thủ với Huyền Thương lão tổ, cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Có điều Thanh Phong lão tổ từ trước tới nay đều là tự mình hành sự, không thích liên thủ với người khác. Hắn mặc dù là người thù dai, nhưng cũng có chút ngông nghênh. Nhìn thấy Thanh Phong lão tổ do dự, Tiêu Phàm có chút hơi ngạc nhiên, sau đó cười lạnh nhìn Huyền Thương lão tổ nói, dựa vào đồ bỏ đi như lão, mà có thể giáo huấn ta sao? Giờ ngươi không biến đi, thì đưa cổ qua đây mà chịu chết. Đối với hạng người như Huyền Thương lão tổ, Tiêu Phàm cũng không cần phải khách khí, có ít người nếu ngươi càng thiện lương, càng nhân từ, thì hắn còn tưởng rằng ngươi càng sợ chúng. Trận chiến vừa rồi, Tiêu Phàm cũng phần nào hiểu rõ thực lực của Thanh Phong lão tổ, Huyền Thương lão tổ với hắn cùng một cấp độ, đoán chừng cũng chênh lệch không nhiều lắm. Hừ, Huyền Thương lão tổ hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo, đưa tay ra, chung quanh đột nhiên tràn ngập hơi nước, phủ kín không gian. Thủy chi áo nghĩa, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Từng ấy năm tới nay, hắn lần đầu tiên nhìn thấy người lĩnh ngộ áo nghĩa hệ thủy. Những hơi nước kia nhìn qua rất bình thường, nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác đáng sợ. Huyền Thương lão quái, ngươi sẽ không lòng dạ hẹp hòi, so đo với một tên tiểu bối chứ. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ, hư không lại vang lên một giọng nói, chỉ thấy một đạo hỏa quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện cách đó không xa. Xích Vân lão quái, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ hắn hay sao? Thần sắc Huyền Thương lão tổ băng lãnh. Tựa như ngay cả Xích Vân lão tổ cũng hận thù. Nếu như ngươi muốn cùng ta đọ sức, vậy ta hiển nhiên cũng sẽ không e ngại. Xích Vân lão tổ cười nói, quanh thân hỏa diễm mãnh liệt, trong nháy mắt hơi nước xung quanh bị bốc hơi trống không. Huyền Thương lão tổ và Xích Vân lão tổ phân biệt lĩnh ngộ thủy hỏa áo nghĩa, hai người vốn là đối thủ một mất một còn, Huyền Thương lão tổ không nể mặt Xích Vân lão tổ, Xích Vân lão tổ hiển nhiên cũng sẽ không nể mặt hắn. Ngươi Huyền Thương lão tổ không ngờ là Xích Vân lão tổ thật sự bảo vệ Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời không phản bác được. Tiêu Phàm cũng là có chút ngạc nhiên, không ngờ tới Xích Vân lão tổ sẽ nói chuyện dùm mình, có điều hắn cũng biết, giữa hai người này khẳng định có một chút thù hận, bằng không không có khả năng gặp mặt đã xung đột. Trước đó trong phòng giao dịch, Tiêu Phàm đã nhìn ra một vài điểm, có điều đối với Xích Vân lão tổ, Tiêu Phàm vẫn có chút cảm kích. Dù là Huyền Thương lão tổ căn bản không uy hiếp được tính mạng của hắn. Ngươi cái gì, muốn khai chiến thì nhanh lên một chút, nếu không thì cút ra xa. Xích Vân lão tổ vô cùng cuồng ngạo, hắn vốn là tính tình nóng nảy, làm sao chịu được Huyền Thương lão tổ uy hiếp. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Huyền Thương lão tổ hừ lạnh một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi, hôm nay hắn muốn gây phiền phức cho Tiêu Phàm, hiển nhiên là không thể nữa rồi. Ngươi muốn tìm ta gây hấn, lúc nào cũng có thể đến, con người của ta không sợ nhất chính là phiền phức. Tiêu Phàm hững hờ nói, không.
không mạnh miệng một chút, Huyền Thương lão tổ thực sự cho rằng hắn sợ hãi. Huyền Thương lão tổ hung hãn trừng mắt với Tiêu Phàm một cái, cuối cùng vẫn rời đi. Thần sắc Thanh Phong lão tổ cứng đờ liếc nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng đạp không rời đi, Tiêu Phàm cũng không ngăn cản, hiện tại hắn còn có chuyện gấp, không va chạm vẫn là tốt nhất. Đa tạ tiền bối tương trợ, Tiêu Phàm lập tức quay đầu nhìn về phía Xích Vân lão tổ nói. Xích Vân lão tổ không nghĩ rằng Tiêu Phàm lại nói lời cảm tạ với mình, lập tức khoát tay một cái nói, lão hủ chỉ là nhìn Huyền Thương lão quỷ không vừa mắt mà thôi, không có liên quan gì tới ngươi. Quay lại sẽ mời tiền bối uống rượu, Tiêu Phàm mỉm cười, bất luận Xích Vân lão tổ là có tâm trợ giúp mình hay không, hắn từ sâu trong tim lại cảm kích Xích Vân lão tổ. Ở cái thế giới xa lạ người ức hiếp người này, cho dù là người gián tiếp trợ giúp mình, đều xứng đáng được hắn cảm kích. Vậy ngươi phải chuẩn bị vài hũ rượu ngon. Xích Vân lão tổ cười ha ha một tiếng, hắn càng nhìn Tiêu Phàm càng thấy thuận mắt. Nhất định làm tiền bối hài lòng. Tiêu Phàm cởi mở cười một tiếng, sau đó chắp tay một cái, mang theo kiếm la mấy người rời đi. Nhìn bóng dáng Tiêu Phàm rời đi, thần sắc Xích Vân lão tổ có chút nghiêm nghị, trong lòng cảm thán nói, kẻ này biết tiến biết lùi, căng chặt có độ, thật bất phàm. Tiêu Phàm hiển nhiên không biết Xích Vân lão tổ tán thưởng. Hắn và mấy người kiếm la rời đi, thời gian uống cạn nửa chén trà sau liền cùng Võ Nhược Phong bọn họ hội tụ. Buồn bực nhất là Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử, bọn chúng theo Tiêu Phàm nửa ngày, cuối cùng vẫn mất dấu, cũng may hai người biết quán trọ Tiêu Phàm dừng chân ở nơi nào. Trở lại sân trong, kiếm la đột nhiên nói, công tử, ta cảm giác Thanh Phong lão tổ kia còn chưa thi triển toàn lực, về sau gặp được hắn nhất định phải cẩn thận. Người cảm thấy Thanh Phong lão tổ và Hình Thánh, ai mạnh hơn? Tiêu Phàm mỉm cười, hắn hiển nhiên biết Thanh Phong lão tổ không toàn lực ứng phó, nhưng Tiêu Phàm hắn, cũng tương tự bảo lưu lấy thực lực. Kiếm la nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, thuộc hạ chưa từng thấy thực lực chân chính của Hình Thánh đại nhân, nhưng ngài cũng không yếu hơn Thanh Phong lão tổ. Theo như ngươi nói, Hình Thánh trước kia đấu với ta, còn bảo lưu thực lực rồi. Tiêu Phàm thâm sâu cười nói, thuộc hạ không biết, kiếm la vội vàng cúi đầu. Người trước kia hắn sùng bái nhất là Hình Thánh, mà cũng là người được Hình Thánh coi trọng nhất, làm sao có thể nói xấu trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại vỗ vỗ vai kiếm la, mỉm cười nói, ngươi không cần căng thẳng, ta biết trong lòng Hình Thánh còn chưa hoàn toàn thừa nhận vị điện chủ này, cho nên hắn vẫn luôn giữ lại tất cả. Dừng một lát, Tiêu Phàm lại nói, nhưng, chỉ cần hắn không làm ra chuyện có hại đến Tu La Điện, ta vẫn sẽ thừa nhận hắn là hữu hộ pháp của Tu La Điện. Thực ra Tiêu Phàm một mực hiểu rõ, Hình Thánh tuyệt đối không yếu như những gì mình nhìn thấy, cho dù lúc trước Hình Thánh đồng ý một thân một mình ở lại đối mặt hóa thân thiên thần của Minh Yểm, cũng có thể là hắn thật sự có thực lực này. Chỉ là sâu trong lòng Hình Thánh chưa hoàn toàn thừa nhận mình mà thôi, cho nên hắn một mực không có thi triển toàn bộ thực lực bản thân. Dù sao, Tiêu Phàm hồi tưởng lại Đồ Thiên Thương năm đó, vẫn cảm giác hắn có chút thâm sâu khó lường. Hình Thánh cùng hắn nổi danh, làm sao có thể chênh lệch. Vâng, công tử, kiếm la gật gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm với ánh mắt càng thêm bội phục. Mấy ngày nay ta muốn luyện đan, mọi người tự sắp xếp thời gian, chú ý an toàn. Tiêu Phàm lại nhìn về phía mọi người nói. Sau đó Tiêu Phàm bàn giao một chút chuyện, lại bố trí mấy đạo trận pháp kết giới trong phòng, tiến vào bên trong tiểu thiên địa. Hôm nay cùng Thanh Phong lão tổ giao thủ. Tiêu Phàm cũng được lợi rất nhiều, vốn dĩ hắn cho rằng ở chiến thần cảnh mình đã vô địch, nhưng hiện tại xem ra, vẫn có một vài người không yếu hơn hắn. Nhất là những tên kia dựa vào năng lực bản thân lĩnh ngộ sức mạnh áo nghĩa, người đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, bọn chúng từng ở một thời đại nào đó cũng là tồn tại vô địch. Bọn chúng tuy già đi, nhưng thực lực lại càng cao thâm khó lường. Tu La giả, khi giết chóc, giống như cuồng sư xuất lồng. Bình thường thì tâm tư như mặt nước phẳng lặng, ta bây giờ cũng xem như miễn cưỡng làm đến bước này. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hiện tại khoảng cách hắn lĩnh ngộ tám thành tu la áo nghĩa cũng không xa nữa. Việc lĩnh ngộ áo nghĩa sẽ giao cho linh hồn bản thể, sau này còn phải cố gắng luyện chế ra sinh cốt thần đan mới được. Tiêu Phàm thở sâu. Hắn vẫn là từ trước tới nay lần đầu tiên luyện chế thần đan, mặc dù hắn rất tự tin vào bản thân. Nhưng cũng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Đưa tay về phía trước, Tiêu Phàm lấy ra càn khôn định thiên đỉnh, ở trước người hắn, còn trưng bày mấy chục loại dược liệu,
trong đó dễ thấy nhất là huyết ngọc thần cốt sâm. Tiêu Phàm thận trọng chia dược liệu làm mấy phần, rất lâu không luyện đan, động tác của Tiêu Phàm đều có chút mất tự nhiên. Đây cũng là nguyên nhân hắn không thể không chia nhỏ dược liệu thành nhiều phần, hiển nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là hắn cũng không dám cam đoan 100% luyện chế thành công. Tiêu Phàm ném một phần dược liệu vào bên trong càn khôn định thiên đỉnh, lập tức tâm thần liền thao túng một tia lửa truyền ra, lượn lờ quanh vạc nhỏ. Hỏa diễm áo nghĩa của hắn đã lĩnh ngộ tới thành thứ 8, khống chế được cũng là lòng nghĩ sao tay làm vậy, đối với việc khống chế hỏa diễm, Tiêu Phàm làm vô cùng nhuần nhuyễn. Tu la truyền thừa cố nhiên có thể khiến ta nhanh chóng tiến lên ở phía dưới chiến thần cảnh, nhưng đột phá đến cảnh giới hiện tại, có rất nhiều thứ trong tu la truyền thừa chưa từng ghi lại. Tiêu Phàm trong lòng thầm nói. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng trở nên kiên định, bất luận như thế nào, đều phải tiến về Tu La Sơn một chuyến, thử tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Ngọn lửa áo nghĩa đốt luyện càn khôn định thiên đỉnh, hư không liên tục truyền đến âm thanh thiêu đốt lốp bốp, Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ ấn, linh khí bốn phía cuồn cuộn mà đến, tất cả đều tràn vào bên trong càn khôn định thiên đỉnh. Sau nửa ngày, từng luồng hơi nóng từ khe hở bên trong nắp đỉnh của càn khôn định thiên đỉnh thẩm thấu mà ra, một mùi thuốc nồng đậm đập vào mặt. Chủ nhân, người đang luyện đan, một giọng nói non nớt vang lên, lại là cửu âm thần long du đãng đi qua, khóe miệng còn lưu lại nước miếng. Cửu âm, người tới rất đúng lúc, ta hiện tại cần một chút long mạch khí, về sau thành đan hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười. Cửu âm thần long nghe vậy, không khỏi sợ run cả người. Quay người chuẩn bị rời đi. Nếu ngươi dám chạy, ngược lại ta sẽ lấy long huyết. Tiêu Phàm uy hiếp nói. Cửu âm thần long dừng thân hình, trong lòng mắng thầm, tại sao mình lại muốn tham gia vào chút náo nhiệt này, sớm biết cũng không cần đến đây. Nó không dám phản bác Tiêu Phàm, chỉ có thể há miệng phun ra mấy ngụm long mạch khí vào bên trong càn khôn định thiên đỉnh. Yên tâm, sau này có lợi sẽ không thiếu ngươi. Tiêu Phàm cười nói. Cửu âm thần long lúc này mới dễ chịu một chút, có điều nó cũng không dám tiếp tục ở lại nơi đây, trực tiếp chìm vào trong lòng đất. Tiêu Phàm tập trung ý chí, linh hồn lực thận trọng khống chế đan dược thành hình trong dược đỉnh, lúc này, tập trung linh khí là trọng yếu nhất, thành đan nhất định phải một mạch mà thành. Nhưng quá trình này lại rất dài, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể xảy ra sai lầm, luyện chế thần đan so sánh với đan dược bình thường phải gian nan hơn rất nhiều. Hơn nữa, bên trong quá trình thành hình của thần đan, phía trên sẽ xuất hiện một vài đường vân đặc định, những đường vân này cũng gọi là đan văn. Một khi thần đan thành hình, đan văn có thể tự động nuốt vào phun ra thiên địa linh khí và thần linh khí, cam đoan đan dược không hỏng, đây cũng là khác biệt lớn nhất của thần đan và đan dược bình thường. Thời gian từ từ trôi qua, linh hồn lực của Tiêu Phàm tiêu hao rất nghiêm trọng, luyện đan chính là khảo nghiệm trình độ đối với linh hồn. Cũng không kém hơn một trận giao chiến linh hồn, quá trình mặc dù không có nguy hiểm như vậy, nhưng cũng tương tự vô cùng gian nan. Khó trách bình thường chỉ có thần tu mới có thể trở thành thần dược sư, một ngày một đêm, đan văn lại còn không thành hình. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng kiên trì. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng nổ vang, một nguồn sức mạnh sôi trào xuyên qua kinh mạch, lan tỏa ra từng cái tế bào, một luồng khí tức túc sát từ trên thân Tiêu Phàm khuếch tán ra. Tu la áo nghĩa đột phá, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ quái dị, hắn không ngờ vào lúc này, phân thân linh hồn lại lĩnh ngộ được thành thứ 8 tu la áo nghĩa. Hiện tại hắn, bốn loại áo nghĩa lĩnh ngộ đều đạt đến cấp độ bát biến chiến thần. Tiêu Phàm bây giờ tu la huyết mạch sôi trào, không thể kìm hãm lại được nữa, quanh thân tràn ngập sương mù đỏ máu. Tiêu Phàm cảm thấy hứng thú, may mắn là mình ở bên trong tiểu thiên địa luyện đan. Bằng không động tĩnh truyền ra có lẽ rất lớn. Hắn cũng không ngờ rằng, mình chỉ luyện đan mà thôi, vậy mà luyện đến mức đột phá. Tiêu Phàm không kịp kiểm tra bản thân, khẩn trương thi triển nhất tâm nhị dụng, một mặt vận chuyển thành thứ 10 vô tận chiến quyết, một mặt khống chế đan dược thành hình. Cũng may linh hồn lực của hắn đủ cường đại, nếu là đổi lại một người khác, sự quấy nhiễu trong nháy mắt đó, có thể khiến hắn thành đan thất bại. Linh khí trong tiểu thiên địa rất nồng đậm, thậm chí còn tràn ngập thần lực khí, chỉ là vẫn không đủ để cung cấp bổ sung thần lực cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lấy ra hơn 1000 viên thần thạch để xung quanh, miễn cưỡng bổ sung thần lực tiêu hao. Về phần sức mạnh linh hồn,
sau khi tiêu hao muốn bổ sung lại, coi như không phải là việc có thể nhất thời làm ngay. Khoảng một canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ quyết phức tạp, đột nhiên, nắp càn khôn định thiên đỉnh đỉnh sốc lên, đồng thời sinh ra một lực hút to lớn. Không đến thời gian của một giây, tất cả thiên địa linh khí và thần linh khí xung quanh trăm trượng đều bị hấp thụ không còn, ngay cả không khí cũng trở nên ngạt thở. Phù, Tiêu Phàm khẽ nhả một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch, sau đó từ từ đi tới càn khôn định thiên đỉnh đỉnh, còn chưa đủ thuần thục. Bằng không sẽ không phải mất sức nhiều như vậy. Vèo vèo, lời còn chưa dứt, đột nhiên từng đạo ánh sáng màu trắng từ bên trong và càn khôn định thiên đỉnh đỉnh rít lên, bay thẳng đi bốn phương tám hướng. Muốn chạy, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình phân làm năm phần, sau đó đuổi theo luồng sáng màu trắng kia. Mấy giây về sau, năm đạo phân thân linh hồn của Tiêu Phàm hội tụ vào một chỗ, tại lòng bàn tay của hắn, xuất hiện mấy viên đan dược. Sinh cốt thần đan, rốt cục thành rồi. Tiêu Phàm nhìn năm viên đan dược màu trắng trong suốt trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vốn dĩ hắn đã sớm chuẩn bị cho thất bại, còn nghĩ rằng phải luyện chế nhiều lần mới thành công, không ngờ rằng duy nhất một lần đã thành công, còn luyện chế được 5 viên. Ồ, Tiêu Phàm đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào hai viên đan dược trong đó. Nhìn kỹ, hai viên đan dược này và ba viên khác rõ ràng là không giống nhau, trên đường vân của hai viên này tản ra một tia sáng kim sắc nhàn nhạt, giống như từng đầu kim long lượn lờ ở bên trên. Dược lực phát ra trên hai viên đan dược này, còn nồng nặc gấp mấy lần ba viên còn lại. Tiêu Phàm kinh ngạc hồi lâu, chẳng lẽ là vừa rồi do cửu âm nhả ra mấy ngụm long mạch chi khí kia, bị hai viên đan dược này hấp thu. Nghe đến đây, cái đầu của cửu âm thần long vừa mới nhô ra cách mặt đất không xa trực tiếp trốn vào lòng đất, rất nhanh biến mất tăm. Nói đùa gì chứ, long mạch khí của mình rất quan trọng, làm sao có thể thường xuyên dùng để luyện đan được. Cửu âm thần long không phải kẻ ngốc, ngược lại rất tinh tường, trực tiếp co cẳng chạy mất. Cũng tốt, dùng viên đan dược này mới có thể lấy giả làm thật, không phải trường sinh đan, nhưng có hiệu quả trường sinh. Tiêu Phàm hài lòng thu hồi mấy viên đan dược kia, sắp xếp về chỗ cũ, luyện hóa mấy trăm viên thần thạch mới khôi phục thần lực trong cơ thể. Rời khỏi tiểu thiên địa, lần nữa, Tiêu Phàm xuất hiện trong phòng đã là qua thời gian một ngày, cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt. Tiêu Phàm tìm mấy người Sở Khinh Cuồng, Kiếm La, lại đưa tất cả mọi người vào tiểu thiên địa. Mấy người cũng không ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ theo chiều hướng cho rằng đây là tiểu thiên địa, mà coi nơi này chỉ là một không gian bí cảnh trên người Tiêu Phàm mà thôi. Công tử, chúng ta tới đây để... Kiếm La mở miệng đầu tiên hỏi, rất là tò mò đánh giá cái không gian xa lạ này. Tiêu Phàm không để ý đến Kiếm La, mà là nhìn về phía Sở Khinh Cuồng, mở bàn tay ra, một cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện, nói, Sở Huynh, có nguyện ý giúp ta thử đan một lần hay không? Sở Khinh Cuồng tò mò nhìn Tiêu Phàm, có điều vẫn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiếp nhận bình ngọc, lấy ra một viên đan dược màu trắng xen lẫn một tia kim sắc nhét vào trong miệng. Đan văn, kia là thần đan, Kiếm La kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thầm nghĩ đến gì đó. Vân Hạc và Võ Nhược Phong lại vô cùng bình tĩnh, thần đan hai người cũng đã gặp không ít, điều này cũng không có gì đáng để kinh ngạc. Nếu như hai người biết đây là Tiêu Phàm luyện chế ra, đoán chừng sẽ không bình tĩnh được. Sau một khắc, chuyện khiến đám người kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy Sở Khinh Cuồng đột nhiên trừng lớn lấy hai mắt, nhìn cánh tay trái của mình, ống tay áo trống rỗng kia, vậy mà từ từ phồng lên. Cái này, Sở Khinh Cuồng cũng giật nảy mình, vội vàng xé mở ống tay áo của mình, lại là nhìn thấy chỗ cụt tay tập trung một luồng sinh cơ mạnh mẽ, cánh tay của hắn đang phục hồi lại như cũ. Tay cụt mọc lại, mấy người Võ Nhược Phong cũng đã không thể bình tĩnh, bọn họ còn chưa từng thấy đan dược có thể làm cho người tay cụt mọc lại. Công tử, trước người muốn có được huyết ngọc thần cốt tham, chính là vì luyện chế đan dược này. Kiếm La sùng bái nhìn Tiêu Phàm. Xem là như thế đi, Tiêu Phàm gật đầu cười. Tiêu huynh, Sở Khinh Cuồng đột nhiên kích động quỳ một gối xuống dưới, hai mắt đỏ bừng, cảm kích nhìn Tiêu Phàm. Chỉ là Tiêu Phàm cũng không để cho hắn quỳ xuống, một luồng đại lực nâng Sở Khinh Cuồng lên, Sở Khinh Cuồng cắn răng nói, Sở mỗ nợ ngươi nhiều lắm. Lại nói nhiều lời cảm tạ cũng vô ích, về sau cái mạng này của Sở mỗ chính là của ngươi. Cũng khó trách Sở Khinh Cuồng kích động như vậy,
Tiêu Phàm cứu hắn đã không phải là một hai lần, lần này lại cố ý tìm đan dược, làm cho hắn tay cụt mọc lại, làm sao không khiến hắn cảm động được. Sở huynh nói quá lời, trước đó ta đã đồng ý với huynh, hiện tại chỉ là làm tròn lời hứa mà thôi. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Sống mũi Sở Khinh Cuồng cay cay, trước đó hắn chỉ xem đó là lời nói đùa của Tiêu Phàm mà thôi, không ngờ rằng Tiêu Phàm thật sự giúp hắn khôi phục cánh tay bị cụt. Không đợi Sở Khinh Cuồng nói gì, Tiêu Phàm khéo léo đổi chủ đề, lần này gọi mọi người tới, là muốn cho mọi người một chỗ tốt để tu luyện. Tu luyện, Kiếm La mấy người tò mò. Vút, lúc này, một luồng ánh sáng màu đỏ từ tận cùng của thiên địa xé gió mà tới, một tòa tiểu tháp màu đỏ máu trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mấy người, đùng một tiếng rơi xuống mặt đất. Luyện tâm tháp, Vân Hạc liếc mắt một cái liền nhận ra huyết sắc tiểu tháp, trong mắt lóe lên một tia nóng rực. Tiêu điện chủ, người cuối cùng cũng đồng ý với ta rồi. Lúc này, một cái bóng mờ từ bên trong huyết sắc tiểu tháp xông ra, chính là khí linh của luyện tâm tháp. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp mở ra tầng thứ 7 đi, ở đây có 1 tỷ cực phẩm hồn thạch, mở ra 10 ngày. Tiêu Phàm trực tiếp phun ra một hồn giới nói. Vốn dĩ tiến vào tầng thứ 7, mỗi ngày đều cần 500 triệu cực phẩm hồn thạch, nhưng cuối cùng Tiêu Phàm chặt chém mạnh tay còn 100 triệu cực phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm mặc dù xem như giàu có, nhưng cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Sở Khinh Cuồng và Kiếm là bọn họ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không khỏi thở ra ngụm khí lạnh, 100 triệu cực phẩm hồn thạch một ngày, luyện tâm tháp này thật đúng là lòng dạ đen tối không bình thường. Thật ra việc này cũng không thể trách luyện tâm tháp, hắn thôi động luyện tâm thiên cảnh là cần năng lượng, ít hơn nữa, hiệu quả sẽ chênh lệch rất nhiều. Tiêu điện chủ, kỳ thật dùng thần thạch hiệu quả sẽ tốt hơn, khí linh luyện tâm tháp cười ha hả nói, dùng thần thạch mở ra tầng thứ 7 một ngày cũng 5 vạn viên, ta bớt cho ngươi, một ngày 1 vạn viên, hơn nữa cam đoan hiệu quả tốt lên rất nhiều. Còn nói nhảm nữa liền hủy bỏ hợp tác, Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn lại là thầm mắng không thôi, đồ quỷ sứ, luyện tâm tháp này đơn giản là ma quỷ ăn người không nhả xương, đừng nói 5 vạn thần thạch một ngày, liền là 1 vạn một ngày. Thần thạch trên người Tiêu Phàm cũng tiêu hao bằng trời rồi. Một lần duy nhất xuất ra 1 tỷ cực phẩm hồn thạch, trong lòng Tiêu Phàm cũng đang chảy máu, chớ nói chi là 10 vạn thần thạch. Được, ta đây mở ra luyện tâm thiên cảnh, khí linh của luyện tâm tháp vội vàng nói, căn bản không dám bất kỳ do dự gì. Thành thiên thương thần, trong sân một tòa trang viên cực kỳ lịch sự tao nhã, có 2 bóng người ngồi đó, đang từ từ thưởng thức trà thơm. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, 2 người không phải ai khác, chính là Thanh Phong Lão Tổ và Huyền Thương Lão Tổ. Thanh Lão Quỷ, lần trước ta tới tìm ngươi, ngươi nói cân nhắc mấy ngày, hiện tại đã qua 7 ngày, chẳng lẽ ngươi thật sự có thể nuốt trôi cơn tức này? Huyền Thương Lão Tổ đặt chén trà xuống, ngữ khí lạnh như băng nói. Thái độ lạnh như băng của hắn, không phải nhằm vào Thanh Phong Lão Tổ, mà là nhằm vào Tiêu Phàm. Lần trước Xích Vân Lão Tổ bức hắn đi, trong lòng Huyền Thương Lão Tổ còn kìm nén một cơn giận, hắn không thể tìm Xích Vân Lão Tổ báo thù, hiển nhiên chỉ có thể phát tiết lửa giận lên người Tiêu Phàm. Nếu như Xích Vân Lão Quái tiếp tục nhúng tay thì sao? Thần sắc Thanh Phong Lão Tổ vô cùng bình tĩnh. Lần trước chiến một trận với Tiêu Phàm, Thanh Phong Lão Tổ rơi xuống hạ phong, hắn biết rõ sự kinh khủng của Tiêu Phàm, mặc dù chỉ là một bát biến chiến thần. Nhưng chiến thần đỉnh phong bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Ngày đó hắn bị Tiêu Phàm cho làm vỡ vụn 2 tay, cũng may là hắn có chút thủ đoạn, bằng không đoán chừng hiện tại đã là một kẻ tàn tật. Xích Vân Lão Quỷ nếu dám nhúng tay, vậy cũng đừng trách ta không nương tay. Đồng tử Huyền Thương Lão Tổ long lên, sát ý không mảy may che giấu. Ta biết ngươi có thù với Xích Vân Lão Quái, trên thực tế... Ta có vẻ như không có ân oán gì với Xích Vân Lão Quái, về phần tiểu tử Kiếm Hồng Trần kia, chính ta sẽ giết hắn. Thanh Phong Lão Tổ khẽ nhấp một ngụm trà thơm nói. Thù của Tiêu Phàm, hắn vẫn muốn báo, nhưng tương tự không muốn bị Huyền Thương Lão Tổ lợi dụng. Từng ấy năm tới nay, hắn rất ít liên quan với người của cùng thế hệ, đã quen với việc tự thân hành động, bằng không mà nói, hắn đã sớm đồng ý với Huyền Thương Lão Tổ đối phó Tiêu Phàm. Sắc mặt Huyền Thương Lão Tổ trở nên khó coi, ngưng giọng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi thế giới này sao? Thanh Phong Lão Tổ nhíu mày lại, hắn hiển nhiên là muốn rời khỏi thế giới này, nếu không,
đã không mang Sinh Sinh Bất Tức Quả tới để đi lừa gạt Cổ Thần Phong. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể bị Tiêu Phàm nhìn thấu, bị Cổ Thần Phong ghi hận, đây cũng là một trong nguyên nhân hắn muốn giết Tiêu Phàm. Ngươi muốn nói cái gì? Thanh Phong lão tổ lông mày nhíu lại. Nếu như nói trên đời này còn có thứ có thể hấp dẫn hắn, vậy cũng chỉ có rời khỏi thế giới này, đáng tiếc hắn đã thất bại, về sau muốn rời đi càng thêm gian nan. Nếu như ngươi giết tiểu tử Kiếm Hồng Trần kia, sau đó lại làm một chuyện, sẽ có thể rời khỏi thế giới này. Huyền Thương lão tổ cười thần bí. Thần sắc Thanh Phong lão tổ khẽ run, con ngươi nhìn chằm chằm Huyền Thương lão tổ, tựa như muốn nhìn thấu hắn, rất lâu mới lạnh giọng nói, ngươi sẽ không nói với ta, một chuyện khác chính là giết chết Cổ Nhược Trần chứ. Cũng khó trách Thanh Phong lão tổ sẽ nghĩ như vậy, người có được cơ hội rời khỏi thế giới này cũng không nhiều, Cổ Thần Phong là một người khác chính là tộc người Tu La Vương. Huyền Thương lão giả dám nói như vậy, nói cách khác, hắn tranh giành sự đồng ý của một trong hai thế lực này. Có điều tộc nhân của Tu La Vương đều là hạng người độc lai độc vãng, rất ít tham dự đến sự tranh giành của các thế lực khác trong thiên địa lao ngục, dựa vào sức mạnh của Huyền Thương lão tổ, còn chưa đủ để thuyết phục tộc Tu La Vương. Khả năng duy nhất là giành lấy sự đồng ý của Cổ Thần Phong, người khác không biết, nhưng Thanh Phong lão tổ biết, Cổ Thần Phong mặc dù mặt ngoài rất chiếu cố tới Cổ Nhược Trần. Nhưng trong lòng hắn lại hận không thể khiến Cổ Nhược Trần chết, bởi vì Cổ Nhược Trần từ cổ ra tới đây, vốn là để kế thừa vị trí các chủ vạn bảo các của hắn. Cũng chỉ có điều kiện là giết chết Cổ Nhược Trần, mới đủ để Cổ Thần Phong có được cái giá trị đó. Một phương diện khác, Tu La Vương tộc và Cổ Nhược Trần có vẻ như cũng không có thủ oán gì, hiển nhiên không cần thiết giết Cổ Nhược Trần. Có điều nói đi cũng phải nói lại, điều kiện này có sức cám dỗ rất lớn đối với Thanh Phong lão tổ, chỉ là suy nghĩ cái được cái mất trong đó, hắn không dám lập tức đồng ý. Thanh lão quỷ, trước sau ngươi vẫn là thông minh. Huyền Thương lão tổ có chút ngạc nhiên nhìn Thanh Phong lão tổ, hắn không ngờ tới một câu của mình lại để Thanh Phong lão tổ đoán ra được nhiều như vậy, lại nói thế nào. Thanh Phong lão tổ im lặng một hồi, tự rót cho mình chén trà, uống một ngụm, lúc này mới nói, vị trí này ta quả thực muốn đạt được, nhưng ta cần một sự cam đoan. Huyền Thương lão tổ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó thở dài một hơi nói, ngươi cũng biết, đây không phải là chuyện mà không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi cảm thấy hắn sẽ bảo đảm cho chúng ta, để sau này tới uy hiếp hắn sao? Thanh Phong lão tổ híp híp hai mắt, hắn biết, muốn để Cổ Thần Phong bảo đảm cho hắn cái gì, đó là điều không thể. Bằng không mà nói, thời điểm trước đó mình đưa ra Sinh Sinh Bất Tức Quả, Cổ Thần Phong đã đáp ứng hắn rồi. Cho ta suy nghĩ một khoảng thời gian, hơn 20 ngày sau là hội đấu giá, Kiếm Hồng Trần vì đấu giá hội mà đến, trong thời gian ngắn hắn không thể chạy mất. Thanh Phong lão tổ lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng tương đương với ý cự tuyệt Huyền Thương lão tổ và Cổ Thần Phong. Thanh lão quỷ, ngươi phải biết, cơ hội mất đi là không trở lại, dựa vào con người của Cổ Thần Phong, ngươi cũng cần biết hậu quả của việc cự tuyệt hắn, còn có hơn 20 ngày, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Huyền Thương lão tổ đứng dậy, quay người biến mất tại chỗ. Thần sắc của Thanh Phong lão tổ từ đầu đến cuối không có quá nhiều biến hóa, mãi đến lúc Huyền Thương lão tổ rời đi hẳn, trong đồng tử lúc này mới hiện ra lãnh quang, đáp ứng Cổ Thần Phong. Chờ sau khi Cổ Nhược Trần chết, đoán chừng sẽ đến phiên chúng ta. Sau một lát, Huyền Thương lão tổ lại xuất hiện trong đại sảnh ở một tòa trang viên xa hoa khác. Bốn phía đại sảnh bao phủ tầng tầng lớp lớp kết giới, có thể ngăn cách trong ngoài, dù là linh hồn chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không thể lọt vào. Như thế nào, một đạo âm thanh rất hùng hậu mà lại uy nghiêm vang lên, chủ nhân giọng nói đó không phải ai khác, chính là Cổ Thần Phong. Cổ Thần Phong ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt thâm trầm, khiến người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, bên cạnh hắn còn ngồi đó ba lão giả. Nếu như Thanh Phong lão tổ nhìn thấy, khẳng định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì ngày đó sáu người được Cổ Thần Phong mời, ngoại trừ hắn và Xích Vân lão tổ, bốn người khác đều đã tụ tập ở chỗ này. Không cần nghĩ cũng biết, mấy người Hắc Mộc lão tổ, tất cả đều gia nhập phe Cổ Thần Phong. Hắn không đồng ý, cũng không cự tuyệt. Huyền Thương lão tổ hít sâu một hơi nói, ánh mắt nhìn về phía Cổ Thần Phong có chút trốn tránh, tựa như vô cùng kiêng kỵ. Thôi, vậy trước tiên giải quyết một vài nhân tố nguy hiểm đi.
bên trong con mắt của cổ thần phong hiện lên một vòng ánh sáng lăng lệ. Mấy người Huyền Thương lão tổ có chút nghiêm nghị, bọn chúng biết, tiếp sau sẽ có người gặp xui xẻo rồi, chỉ là không biết kẻ đầu tiên gặp xui xẻo sẽ là ai. Trước tiên bắt đầu từ người trẻ tuổi phách lối kia đi. Cổ thần phong đột nhiên ngưng tiếng nói, ngay cả tên của Tiêu Phàm hắn cũng chẳng muốn gọi lên. Cổ các chủ, ta có một đệ tử, gia tộc của hắn tại thành Thiên Thương Thần cũng coi là một gia tộc không nhỏ, đã từng có chút ân oán nhỏ với cái gì độc tí kiếm thần kia, theo ta thấy, để bọn chúng ra tay đi, như vậy cũng có thể tránh cho người có tâm điều tra ra cái gì. Một lão giả áo đen đột nhiên chủ động nói. Như vậy là tốt nhất, cổ thần phong gật gật đầu, đối phó với Tiêu Phàm, hắn cũng chưa từng có ý định tự mình động thủ. Cổ thần phong tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không để ý đến tiểu tử Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện này, hắn cho là, Tiêu Phàm chỉ là một tiểu bối có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mặt khác, trước hội đấu giá, xử lý triệt để người không nghe lời. Cổ thần phong lại bổ sung một câu. Rõ, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó cung kính gật đầu nói. Thời khắc bọn chúng ngẩng đầu lên, cổ thần phong đã không thấy bóng dáng, tựa như chưa từng xuất hiện. Lại nói, Tiêu Phàm tiến vào luyện tâm tháp, ý thức nhanh chóng tiến vào u ám. Cũng không biết qua bao lâu, khi Tiêu Phàm tỉnh lại, là tại một chiến trường thật lớn. Toàn thân hắn đẫm máu, thân thể chật vật không chịu nổi. Từng đợt âm thanh chiến đấu ồn ào mà kịch liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bên tai, tiếng la giết, tiếng chém giết không dứt. Nơi này là, Tiêu Phàm ngỡ ngàng, bỗng nhiên lắc đầu, tựa như trước đó đã bị cái gì đó đập trúng gáy, cảm giác đau đớn khó mà miêu tả hết truyền khắp toàn thân. Hắn phát hiện mình khoác chiến giáp màu đen, bàn tay đẫm máu nắm lấy bảo kiếm, đang nằm trong núi thây biển xác. Mấy người các ngươi, che chở cho vương gia rút lui, chúng ta ngăn chặn bọn hắn, tranh thủ thời gian cho các ngươi. Không đợi Tiêu Phàm biết rõ ràng đây là nơi nào, một tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến tai. Tiêu Phàm ổn định lại tâm thần, phát hiện thân thể đột nhiên bị hai tướng sĩ đỡ lấy, chạy về hướng xa. Dừng tay cho ta, Tiêu Phàm bỗng gầm lên, tránh thoát khỏi hai người kia, trên thân bộc phát khí tức cuồng bạo, Tiêu Phàm ta đường đường là nhất tự tỉnh kiên vương của Đại Yên Vương Triều, sao có thể làm quân đào ngũ. Tiêu Phàm cũng không biết tại sao mình lại nói ra lời như vậy. Nhưng đây đúng là những lời từ tận đáy lòng hắn. Vương gia, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Có ngài ở đây, Đại Yên sẽ không vong, ngài chính là định hải thần châm của Đại Yên chúng ta. Tướng sĩ kia phù một tiếng quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm. Các ngươi đều là ta người có công với Đại Yên ta, các ngươi đều không sợ chết, ta đường đường là vương gia chẳng lẽ lại sợ chết sao? Cho dù ra ngựa bọc thây, cũng không thoái lui nửa bước. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói, sau đó, một lần nữa, nặng nề bước lên chiến trường. Những tướng sĩ kia còn muốn thuyết phục, nhưng Tiêu Phàm căn bản không để ý tới, một người một kiếm lần nữa giết vào trong doanh trại địch. Giết, những tướng sĩ kia dường như cũng bị ảnh hưởng, một lần nữa theo Tiêu Phàm giết ra, đáng tiếc, chiến cuộc đã định, nhìn từng tướng sĩ bên cạnh ngã xuống, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn rất muốn dựa vào sức mạnh của mình. Chém chết tất cả xuống dưới chân, nhưng thân thể của hắn đã chết lặng, thậm chí không nghe sai khiến nữa. Rốt cục, khi Tiêu Phàm tàn sát hơn 200 kẻ địch, thân thể khô kiệt, cuối cùng, ngã xuống. Học, Tiêu Phàm cảm giác linh hồn của mình đã rời khỏi thân thể, nhìn thi thể của mình trên đất chậm rãi tan biến, không khỏi hít sâu một cái nói, thật chân thực. Hắn biết, vừa rồi chỉ là một loại huyễn cảnh mà luyện tâm thiên cảnh chế tạo cho hắn mà thôi. Nhưng cái huyễn cảnh này lại cực kỳ chân thực, chính hắn cũng không phát hiện ra. Cho đến khi chết, Tiêu Phàm mới biết được là mình đang ở trong giấc mộng. Luyện tâm thiên cảnh quả nhiên kỳ lạ, bất kỳ người nào đều có thể ở đây phát hiện nhược điểm của mình, bù đắp thiếu sót của mình, không liên quan đến tu vi, mà chỉ vì luyện tâm. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng, ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận. Luyện tâm tháp không hổ là thần binh đứng thứ hai trong thập đại thần binh trong lịch sử, tác dụng thật sự là kỳ diệu. Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như mình ở đây tu luyện, nhất định có thể luyện ra một trái tim cường giả vô địch. Chỉ là từ một phương diện khác mà nói, luyện tâm tháp có thể chế tạo ra huyễn cảnh chân thật như vậy, chẳng phải chứng tỏ nó cũng biết rõ nhược điểm của mỗi người ư. Phù đột nhiên,
lại có một luồng sức mạnh huyền diệu bao phủ Tiêu Phàm, không đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm lại hôn mê. Trải qua một kiếp mới tốn hao thời gian 10 hơi thở, Tu La Điện chủ thế hệ này quá biến thái. Lúc này, khí linh của luyện tâm tháp đột nhiên xông ra, nhìn Tiêu Phàm đang lơ lửng trong không khí, vô cùng sợ hãi mà than thở. Sau đó vuốt vuốt sợi râu, lại thở dài, không biết ngươi lại có thể kiên trì đến bao nhiêu kiếp, có thể thông qua khảo nghiệm trăm kiếp hay không. Khi nói ra lời này, đôi mắt của khí linh luyện tâm tháp cũng trở nên mê mang, tự nhủ, lão già, năm đó, ngươi dùng sinh mệnh luyện chế được ta rồi không thấy bóng dáng đâu. Ngươi đã nói, nếu có người có thể ở trong luyện tâm thiên cảnh trải qua trăm kiếp, ngươi có thể sống lại, nhưng qua nhiều năm như vậy, người mạnh nhất cũng chỉ trụ được 92 kiếp, có phải ngươi cố ý đùa giỡn ta không? Khí linh luyện tâm tháp thở sâu, tựa như đang nhớ lại cái gì, thật lâu, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện. Tiêu Phàm tất nhiên không biết luyện tâm tháp lừa hắn tiến vào luyện tâm thiên cảnh không chỉ đơn giản là cùng Tiêu Phàm hợp tác, mà là khảo nghiệm hắn mà thôi. Khi Tiêu Phàm tỉnh lại một lần nữa, lại trở thành một sát thủ máu lạnh, người chết trong tay hắn nhiều vô số kể. Mỗi lần hắn đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn lại không vui nổi, luôn cảm thấy cuộc đời của mình thiếu đi điều gì đó. Về sau hắn rốt cuộc biết, trong cuộc sống của hắn chỉ có giết chóc cùng cô độc. Làm một sát thủ, không cần có tình cảm, đây là câu hắn thường xuyên nói, nhưng về sau hắn lại yêu một nữ nhân, bi kịch nhất chính là, hắn còn chết trong tay nữ nhân này. Khí linh luyện tâm tháp không có cho hắn cơ hội thở dốc. Sau đó Tiêu Phàm liên tiếp tiến vào hết huyễn cảnh này đến huyễn cảnh khác. Hắn từng là thư sinh nhà chỉ có 4 bức tường, là kiếm khách hào hiệp, hăng hái, cũng đã làm một tên ăn mày nghèo túng đáng thương. Mỗi một huyễn cảnh đều vô cùng chân thực, Tiêu Phàm trải qua những cuộc sống khác, mỗi một cuộc đời đều rất giống một kiếp hắn trải qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm cứ như vậy lẳng lặng nằm thẳng giữa không gian trắng xóa, nhưng trên thân hắn đã đổ không ít mồ hôi. Tiến vào luyện tâm thiên cảnh, tất nhiên không tiêu hao thần lực của hắn, cũng không tiêu hao linh hồn lực của hắn, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tinh thần của hắn. Mỗi một kiếp đều sẽ có một kiểu chết đặc biệt, có ân oán không còn, thoải mái mà chết, cũng có ràng buộc đau đớn mà chết, quá trình này, đơn giản đến mức làm cho người ta sụp đổ. Nếu đổi lại là người bình thường, đoán chừng đã sớm lao lực quá độ, nhưng Tiêu Phàm vẫn còn kiên trì được. Một kiếp lại một kiếp, mỗi khi trải qua một kiếp, đả kích đối với hắn lại lớn hơn một chút. Cho dù là sắt đá cũng không chịu được. Chỉ có người tâm trí kiên định lạ thường, không bị môi trường bên ngoài quấy nhiễu mới có thể đi được càng xa, thậm chí đạt tới trăm kiếp mà khí linh luyện tâm tháp đã nói. Nhưng có ai có thể chân chính trải qua 100 kiếp đây? Phải biết, người từng tiến vào luyện tâm thiên cảnh rất nhiều, mạnh nhất cũng chỉ trải qua 92 kiếp là cực hạn mà thôi. Tiêu Phàm tu luyện dù mạnh mẽ, nhưng cũng chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Nhất là những huyễn cảnh này, càng về sau càng chân thực. Đừng nói người bình thường, dù là chiến thần cảnh cũng khó có thể tự kiềm chế. Quá trình này, cũng là sự kiểm điểm đối với tâm cảnh bản thân. Chỉ có một chữ để hình dung, đó chính là luyện. Luyện ra một trái tim tu luyện vô địch, chí ít, Tiêu Phàm còn cách mục tiêu này còn rất nhiều. Bởi vì một kiếp này, hắn có quá nhiều ràng buộc. Rất nhanh, 5 ngày liền trôi qua, mà một ngày này, Tiêu Phàm cũng đã trải qua càng ngày càng nhiều huyễn cảnh, khí linh luyện tâm tháp Lazy một lần nữa xuất hiện. Thần sắc có chút kích động nói, trong 5 ngày trải qua 92 thế, có lẽ ngươi có thể sáng tạo kỷ lục mới đấy. Nhưng mà, khiến khí linh luyện tâm tháp kinh ngạc chính là Tiêu Phàm dùng chưa tới một canh giờ đã trải qua kiếp thứ 92. Sắc mặt Tiêu Phàm rốt cục cũng hơi nhợt nhạt, hắn chưa từng tỉnh lại mà mỗi lần đều trực tiếp tiến vào một huyễn cảnh khác. Đây còn không phải cực hạn của ngươi. Khí linh luyện tâm tháp kích động, đôi mắt thâm thúy kia hiện lên sự mong đợi. Kiếp thứ 96, kiếp thứ 97, kiếp thứ 98, giọng của khí linh luyện tâm tháp càng ngày càng kích động, Tiêu Phàm mang lại cho hắn quá nhiều kinh ngạc, hắn vốn dĩ cho là Tiêu Phàm cũng chỉ có thể trải qua khoảng 90 kiếp mà thôi. Không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại có thể trong vòng 6 ngày đã trải qua 98 kiếp, phá vỡ kỷ lục không nói, hơn nữa còn tiếp tục kiên trì. Cũng khó trách khí linh luyện tâm tháp kích động như thế, mấy ngàn năm qua. Cao nhất cũng chỉ là 92 kiếp,
sau đó tâm thần sẽ hoàn toàn khô kiệt, rơi vào hôn mê. Nhưng Tiêu Phàm, trải qua 98 kiếp, lại còn có thể kiên trì, chỉ là thân thể có chút run rẩy, sắc mặt có chút trắng bệch mà thôi, điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Khí linh luyện tâm tháp nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Phàm, trong lòng tại mặc niệm, hy vọng Tiêu Phàm có thể vượt qua trăm kiếp trong truyền thuyết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải kiên trì, nếu như ngươi có thể thành công vượt qua trăm kiếp, ta liền đồng ý cống hiến cho Tu La nhất mạch các người. Thần sắc khí linh luyện tâm tháp ngưng trọng nói. Kiếp thứ 99, nhanh như vậy. Đột nhiên, ánh mắt khí linh luyện tâm tháp run lên, bởi vì hắn cảm thấy được Tiêu Phàm lại vừa trải qua một kiếp. Kết quả cùng tốc độ như vậy, thiếu chút nữa làm khí linh luyện tâm tháp bối rồi, tuy nhiên giờ phút này, tình trạng của Tiêu Phàm cũng không tốt lắm, thân thể không ngừng run rẩy, đồng thời cũng càng ngày càng suy yếu. Khí linh luyện tâm tháp căng thẳng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hắn cũng không phải vì Tiêu Phàm vượt qua 99 kiếp mà cao hứng, mà là vì Tiêu Phàm sắp đạt tới 100 kiếp mà kích động. Một khi Tiêu Phàm vượt qua 100 kiếp, hắn liền có thể nhìn thấy luyện khí sư luyện chế ra hắn, hoặc là nói, chủ nhân của hắn. Khi chủ nhân của hắn hao hết sinh mệnh luyện chế ra hắn, có lưu lại một câu, một khi có người có thể vượt qua trăm kiếp trong luyện tâm thiên cảnh, sẽ có thể hồi sinh. Nhiều năm như vậy, khí linh luyện tâm tháp gần như lừa tất cả các đời điện chủ Tu La Điện vào luyện tâm thiên cảnh, nhưng người mạnh nhất, cũng chỉ vượt qua được thứ 92 kiếp mà thôi, cách 100 kiếp, còn có một khoảng cách không nhỏ. Bây giờ, nhìn thấy Tiêu Phàm vượt qua 99 kiếp, cách mục tiêu cuối cùng, 100 kiếp, cũng chỉ còn một bước, hắn tất nhiên khó mà ức chế cảm giác hưng phấn cùng khẩn trương trong lòng. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tiến vào huyễn cảnh thứ 100. Nơi này thật quen thuộc, Tiêu Phàm mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường. Tiêu Phàm, người tỉnh rồi. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp, mặc váy dài màu đỏ như máu đi tới, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Yêu Nhiêu, sao ngươi lại đây? Tiêu Phàm ngồi dậy, lại cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, sau đó phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong đầu hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình tiến vào luyện tâm thiên cảnh, thậm chí hắn hiểu rõ, trước mắt, tất cả đều là huyễn cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, kiếp này, hắn vậy mà không có biến thành những người khác, mà là chính hắn. Sau đó, Tiêu Phàm đột nhiên tỉnh táo lại, trong lòng trầm trọng nghĩ, càng về sau, huyễn cảnh càng chân thực, đối với người khảo nghiệm, cũng ngày càng khó. Huyễn cảnh tất nhiên có tốt hơn, nhưng so với độ chân thực, lại cũng không tính là gì. Tiêu Phàm biết, cái huyễn cảnh này, đoán chừng không phải dễ dàng qua như vậy. Đừng cử động, người mới vừa cùng Minh Yểm chiến đấu, thân thể trọng thương, cũng may Sở Tiền Bối kịp thời cứu được ngươi. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng đỡ lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm muốn tránh, nhưng lại phát hiện người không có chút khí lực, chỉ có thể để mặc Huyết Yêu Nhiêu đỡ lấy mình. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm rồi. Huyết Yêu Nhiêu dịu dàng nói. Tiêu Phàm cười cay đắng, trong lòng bất đắc dĩ, hỏi, mọi người vẫn tốt chứ? Mặc dù hắn vẫn là chính hắn, nhưng trong đầu cũng nhiều thêm một chút ký ức. Chính là Huyết Ma Bộ Lạc đã dùng đại quy mô xâm lấn chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm lãnh đạo Tu La Điện khai chiến với Huyết Ma Bộ Lạc. Hắn sở dĩ nằm trên giường, cũng là bởi vì liều chết đánh một trận cùng Minh Yểm, hai bên đều trọng thương. Yên tâm, chỉ cần ngươi không có việc gì, mọi người sẽ không có việc gì. Cho nên ngươi phải mau chóng bình phục đấy. Huyết Yêu Nhiêu dịu dàng nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Dù biết rõ đây là huyễn cảnh, hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Huyết Yêu Nhiêu. Tiêu Phàm, ta biết trong lòng ngươi đã có thi vũ. Ngươi không cần cố ý tránh né. Hiện tại, ta chỉ đang chăm sóc một người bạn mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, khẽ mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm càng thêm không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể giữ im lặng, trong lòng của hắn lại đang thầm mắng không ngừng, cái luyện tâm thiên cảnh đáng chết này, thậm chí ngay cả những suy nghĩ sâu kín nhất trong nội tâm của hắn cũng phát hiện được. Trong đầu hắn lại nhanh chóng trầm tư, phải làm sao mới có thể vượt qua huyễn cảnh khác thường này đây? Nghĩ lại những huyễn cảnh đã trải qua trước đó, phần lớn huyễn cảnh đều là sau khi mình chết sẽ tỉnh lại. Muốn kết thúc huyễn cảnh khác thường này, Tiêu Phàm cũng có thể dùng một biện pháp tương tự, trực tiếp tự sát là được. Nhưng nếu như tự sát,
chẳng phải chứng tỏ Tiêu Phàm hắn đang trốn tránh sao? Cho dù vượt qua, sâu trong nội tâm Tiêu Phàm tất nhiên cũng sẽ lưu lại một vết nhơ. Huống hồ, với tình nghĩa giữa hắn cùng Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm cảm thấy mình không cần thiết trốn tránh cái gì, giữa hai bên rất trong sạch. Yêu Nhiêu, cảm ơn ngươi. Yên lặng một lúc, Tiêu Phàm vẫn là thốt ra một câu, là bằng hữu, nói lời cảm ơn là đương nhiên. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, có việc có thể gọi ta ở ngay bên ngoài. Huyết Yêu Nhiêu nở nụ cười thật xinh đẹp, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu rời đi, Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận chuyển vô tận chiến quyết. Hắn chỉ muốn mau chóng khôi phục, rồi cùng Minh Yểm đánh một trận quyết sinh tử, tốt nhất là cả hai cùng chết. Báo, Diêm La đại nhân, Nam vực thất thủ, Huyết Ma bộ lạc đang hướng thẳng đến thành Vô Song Thánh. Sau nửa ngày, một tiếng kêu to khiến Tiêu Phàm bừng tỉnh, hắn thu lại hơi thở, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Bát đại Diêm La khác đâu? Sắc mặt Huyết Yêu Nhiêu vô cùng khó coi, quay đầu nhìn gian phòng một chút. Không cần nghĩ cũng biết, trước đó, nàng tỏ ra bình tĩnh như vậy, chỉ là không muốn để cho Tiêu Phàm lo lắng mà thôi. Lúc này, Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt đi ra, ngưng trọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền đến, từ chân trời có mấy tia sáng bay vụt xuống, trùng trùng điệp điệp nện xuống sân, tất cả những kiến trúc ở xung quanh đều sụp đổ. Ngay sau đó, từng bóng người đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng bay vụt tới, vây quanh sân của Tiêu Phàm chật như nêm cối. Sắc mặt Tiêu Phàm vô cùng âm trầm, những người kia, chắc chắn đều là người của Huyết Ma bộ lạc. Không nghĩ tới bọn hắn giết tới tận nơi này. Tiêu Phàm, lần này xem ngươi còn chạy đi đâu. Một trận cười ngông cuồng vang lên, lại một bóng người quen thuộc hiện ra trên không trung, chính là Minh Yểm. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Cái huyễn cảnh này quả nhiên là huyễn cảnh. Hiện tại, hắn ở trong huyễn cảnh, dù sao cũng là chiến thần cảnh đỉnh phong. Trước đó đánh với Minh Yểm, hai bên đều trọng thương, chính hắn còn chưa khôi phục, Minh Yểm lại đã khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Công tử, người mau đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Một giọng nói kéo suy nghĩ của Tiêu Phàm lại thấy đám người Ảnh Phong cùng Phong Lang máu me khắp người, chật vật chạy về phía hắn. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, vội vàng đi đến bên cạnh đám Ảnh Phong cùng Phong Lang, lấy ra từng viên đan dược đút cho bọn hắn. Chính mình cũng sắp chết, còn có tâm tư lo cho người khác. Minh Yểm nhìn Tiêu Phàm đầy khinh thường mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Minh Yểm, nói câu không dễ nghe, dù nơi này không phải là huyễn cảnh, đối thủ tương lai Tiêu Phàm cũng không phải là Minh Yểm, chí ít cũng phải là Dạ Cửu U và Tiêu Thần Võ. Huống chi hiện tại Tiêu Phàm biết rõ là đang ở trong huyễn cảnh, tất nhiên không để tâm đến Minh Yểm. Hắn nhìn đám người Ảnh Phong cùng Phong Lang, ngưng giọng hỏi, đám Lãnh Tiếu Đao cùng Diệp Trường Sinh đâu? Bọn họ đều đã chết, bị người Huyết Ma bộ lạc giết chết. Phong Lang nghiến răng nghiến lợi, căm hận nói. Công tử, thuộc hạ thất trách, hai mắt Ảnh Phong đỏ bừng, sát khí nặng nề nhìn Minh Yểm đang đứng giữa không trung. Dù là đối mặt với cường giả thiên thần, hắn cũng không hề e ngại điều gì. Đều đã chết, toàn thân Tiêu Phàm run rẩy dữ dội, sát khí trên người như cơn sóng lớn mãnh liệt tràn ra, sóng sau mạnh hơn sóng trước, cuồn cuộn không ngừng. Những huynh đệ này, đều theo hắn từng bước một đi tới, trải qua không biết bao nhiêu mưa gió. Tiêu Phàm còn muốn trong tương lai, cùng bọn họ chu du khắp chư thiên vạn giới. Mà bây giờ, bọn họ đều chết rồi, dù là trong huyễn cảnh. Tiêu Phàm cũng không thể nào chấp nhận kết quả này, hắn cố gắng như thế, không chỉ là vì chiến hồn đại lục, càng nhiều hơn, chính là vì bạn bè, thân nhân của mình, nhất là những người huynh đệ này. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người chết rồi, vậy hắn cố gắng như vậy là vì cái gì chứ? Yên tâm, tất cả các ngươi đều phải chết, trên đường xuống hoàng tuyền, tốt xấu gì cũng có người làm bạn. Minh Yểm tùy tiện cười lớn, Huyết Yêu Nhiêu, ngươi còn lo lắng cái gì? Vẫn không nỡ giết hắn sao? Sao, tất cả mọi người biến sắc, mọi ánh mắt rơi vào trên người Huyết Yêu Nhiêu đều hiện lên vẻ khó tin. Chỉ thấy toàn thân Huyết Yêu Nhiêu run rẩy dữ dội, sắc mặt vô cùng khó xử, tựa như đang xoắn suýt điều gì. Sau đó nàng từng bước một đi về phía Tiêu Phàm. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi làm gì vậy? Mấy người Phong Lang cùng Ảnh Phong vội vàng đứng chắn ở trước mặt Tiêu Phàm,
sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Yêu Nhiêu. Ngươi hãm hại đám người Lãnh Tiếu Đao. Ngược lại, thần sắc Tiêu Phàm bình tĩnh như thường, nhìn Huyết Yêu Nhiêu. Trong huyễn cảnh, tu vi của đám Lãnh Tiếu Đao đều là chiến thần cảnh đỉnh phong, sao có thể dễ dàng chết như vậy? Khả năng duy nhất chính là bị người khác hãm hại. Nghe những lời Minh Yểm nói, trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền hiểu ra. Trong hiện thực, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không tin rằng Huyết Yêu Nhiêu sẽ phản bội Tu La Điện. Nhưng trong huyễn cảnh thì không nhất định, huyễn cảnh vốn dĩ là dùng để ma luyện tâm cảnh của hắn. Nếu như Huyết Yêu Nhiêu phản bội, Tiêu Phàm thật đúng là không biết xử lý như thế nào. Chẳng lẽ giết nàng sao? Tiêu Phàm không xuống tay được, bởi vì đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nhưng không giết nàng lại là trái ngược với tâm cảnh của Tiêu Phàm. Hắn từng tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, nếu như bạn bè, thân nhân của mình, thậm chí huynh đệ, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nào đó mà phản bội mình, phản bội Tu La Điện, thì mình nên xử lý như thế nào? Trước đây, chỉ là tưởng tượng một chút, mà bây giờ, lại là một trải nghiệm cực kỳ chân thực. Nhất thời Tiêu Phàm không biết lựa chọn như thế nào. Huyết Yêu Nhiêu cắn cắn đôi môi căng mọng, hai hàng nước mắt lăn trên má, tựa như đang giãy giụa. Không biết trả lời Tiêu Phàm như thế nào. Ca ca ngươi là bởi vì Tiêu Phàm mà chết, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Hơn nữa, chỉ cần ngươi giết hắn, ta có thể cứu sống ca ca ngươi. Tiếng Minh Yểm lại vang lên. Ngươi là vì cứu Huyết Vô Tuyệt. Tiêu Phàm nghe vậy, đột nhiên mỉm cười. Trên đời này, có thể khiến Huyết Yêu Nhiêu phản bội, đoán chừng cũng chỉ có Huyết Vô Tuyệt. Trong hiện thực, Huyết Yêu Nhiêu cũng bởi vì Huyết Vô Tuyệt chết, hoàn toàn biến thành một con người khác. Chỉ cần không phải tự bản thân Huyết Yêu Nhiêu muốn phản bội Tu La Điện, Tiêu Phàm có thể tha thứ cho nàng. Điều kiện tiên quyết là không có thương tổn đến tính mạng của huynh đệ trong Tu La Điện. Ta muốn cứu ca ca của ta, nhưng ta cũng không muốn giết ngươi. Huyết Yêu Nhiêu thống khổ dẫy dụa, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tiêu Phàm. Đối với nàng mà nói, đây cũng là một nan đề. Giết ta đi. Tiêu Phàm ngưng giọng nói, ngữ khí kiên định lạ thường, cái mạng này của ta là sư huynh cứu, người muốn mạng của ta, ta cũng không oán không hối. Hắn biết, nếu như Huyết Yêu Nhiêu thật sự muốn giết mình, vừa rồi ở bên giường đã động thủ rồi, nhưng nàng không làm. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy mình đang chìm đắm trong huyễn cảnh này, có chút không thể tự kiềm chế. Công tử, hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong kêu to, đôi mắt bọn họ đỏ như máu. Hung tợn nhìn chằm chằm Huyết Yêu Nhiêu, tựa như muốn ăn sống nuốt tươi Huyết Yêu Nhiêu. Huyết Yêu Nhiêu cũng ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm lại để mình giết hắn. Phong Lang, Ảnh Phong, các ngươi đi ra. Tiêu Phàm đẩy Phong Lang cùng Ảnh Phong ra, từng bước đi về phía Huyết Yêu Nhiêu, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dao găm. Phong Lang cùng Ảnh Phong muốn ngăn cản Tiêu Phàm, lại bị Tiêu Phàm trừng mắt ngăn lại. Giết ta đi. Tiêu Phàm nắm lấy tay Huyết Yêu Nhiêu, nhét thanh dao găm vào trong tay nàng, lập tức nhắm hai mắt lại, trên mặt hiện ra nụ cười thấy chết không sờn. Huyết Yêu Nhiêu cầm thanh dao găm trong tay mà run rẩy kịch liệt, đặt tại mi tâm Tiêu Phàm, lại không cách nào xuống tay được. Mấy giây sau, lúc này Tiêu Phàm mới mở hai mắt ra, cũng ngay tại lúc này, một sức mạnh rất lớn đột nhiên đánh lên thân thể Huyết Yêu Nhiêu, phù một tiếng, dao găm đâm vào mi tâm Tiêu Phàm. Không! Huyết Yêu Nhiêu hét lớn, buông thanh dao găm đang cắm vào mi tâm Tiêu Phàm ra, hoảng sợ lui lại phía sau. Ha ha, Tiêu Phàm, người không nghĩ tới sẽ chết trong tay một nữ nhân yêu ngươi chứ. Lúc này, từ không trung truyền đến tiếng cười ngông cuồng không chút kiêng kỵ của Minh Yểm, như thể hắn mới là người thắng cuối cùng. Ta đột nhiên không muốn chết, Tiêu Phàm cũng cười, bởi vì Huyết Yêu Nhiêu vẫn không xuống tay được, cuối cùng là có người âm thầm mượn tay Huyết Yêu Nhiêu giết hắn mà thôi. Huyết Yêu Nhiêu, đồ yêu nữ này. Phong Lang nổi giận gầm lên một tiếng, như một con thú dữ phát cuồng xông ra, hướng thẳng về phía Huyết Yêu Nhiêu, tốc độ vô cùng nhanh. Huyết Yêu Nhiêu hoàn toàn không có ý phản kháng, giết chết Tiêu Phàm, linh hồn của nàng cũng chết theo. Chết đi, một tiếng nổ vang lên, một kích đầy uy lực của Phong Lang trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Huyết Yêu Nhiêu. Phong Lang, dừng tay, Tiêu Phàm hét lên. Lách mình liền xuất hiện bên người Huyết Yêu Nhiêu, muốn ngăn cản Phong Lang. Đáng tiếc, tốc độ của Phong Lang quá nhanh. Mà vì Huyết Yêu Nhiêu đâm Tiêu Phàm, hắn cũng vận dụng tất cả lực lượng toàn thân,
cơ bản không có cơ hội thu tay, cho dù Tiêu Phàm muốn ngăn cản cũng không kịp. Công tử, nàng hãm hại huynh đệ Tu La Điện chúng ta, đáng chết. Phong Lang đỏ mắt nói, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, vì sao Tiêu Phàm đã bị huyết yêu nhiêu giết chết, bây giờ lại còn sống. Tiêu Phàm không để ý đến Phong Lang, mà ôm huyết yêu nhiêu vào trong ngực. Trong miệng huyết yêu nhiêu không ngừng phun ra máu tươi, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng, yếu ớt nói, Tiêu Phàm, ta không hãm hại huynh đệ Tu La Điện. Ta tin tưởng ngươi, Tiêu Phàm gật đầu, hai mắt cũng đỏ như máu. Chỉ cần giết một mình Tiêu Phàm hắn là có thể cứu mạng huyết vô tuyệt, vậy mà huyết yêu nhiêu còn không đành lòng ra tay, thì sao có thể hãm hại cả đám lãnh thiếu đao nhiều người như vậy chứ? Không thể nào, nếu như không phải có người hãm hại, sao toàn bộ đám người lãnh thiếu đao đều trúng độc? Phong Lang không khỏi lùi lại mấy bước, nếu như huyết yêu nhiêu không hãm hại huynh đệ Tu La Điện, vậy hắn chẳng phải là giết lầm huyết yêu nhiêu sao? Ha ha, bản tôn đường đường là thiên thần, hạ độc mấy tu sĩ chiến thần cảnh, chẳng lẽ còn không làm được sao? Lúc này, trên không trung lại truyền tới thanh âm chán ghét của Minh Yểm. Ta giết ngươi, mặt Phong Lang lộ vẻ dữ tợn, lấy đà một cái, giống như tên rời cung bắn ra, giết về phía Minh Yểm. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết bản tôn. Minh Yểm hừ lạnh một tiếng, vung tay đánh ra một chưởng. Chỉ một thoáng, trời long đất lở, thần lực cuồng bạo mãnh liệt tràn ra, cả một vùng thiên địa này đều không chịu nổi áp lực đó. Tiêu Phàm biết đến uy lực của thiên thần hóa thân, nhưng cũng không nghĩ tới người thật lại khủng bố như thế, mà đây có vẻ như còn bị sức mạnh của mảnh thiên địa này áp chế. Nếu như không bị áp chế thì sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào? Kiếp sau, ta nhất định gặp ngươi trước. Huyết yêu nhiêu nghe được lời Tiêu Phàm nói, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Khi còn sống, nàng không thể nằm trong lòng người mình yêu, nhưng sau khi chết, lại làm được, việc này có lẽ cũng là một niềm hạnh phúc. Lời vừa dứt, một chút sức sống cuối cùng trong thân thể huyết yêu nhiêu cũng tiêu tán hầu như không còn, ngã xuống trong lòng Tiêu Phàm, trên mặt vẫn còn vương nụ cười như trước khi chết. Kiếp sau, ta nhất định sẽ gặp huynh trước. Trong lòng Tiêu Phàm bỗng nhiên xúc động mạnh khi nghe thấy câu nói cuối cùng của huyết yêu, không biết vì sao mà hắn có một cảm giác đau nhói. Tiêu Phàm không biết làm thế nào miêu tả được nỗi đau ấy, nhưng nó giống như mất đi một thứ quan trọng của bản thân mình vậy. Tiêu Phàm đặt tay lên ngực tự hỏi có phải bản thân hắn có tình cảm với huyết yêu nhiêu không, nhưng đó không phải là tình yêu. Hắn có thể chết để cứu huyết yêu nhưng tuyệt đối không thể lựa chọn ở cùng cô ấy được. Tình yêu là một thứ gì đó thần thánh chứ không phải là sự bố thí, cũng không phải là sự đồng cảm. Có những thứ tình nghĩa không phải là tình yêu nhưng cũng vẫn đủ chân quý, quân tử chi giao nhạt như nước nhưng vĩnh viễn có thể khắc ghi trong tim. Tiêu Phàm đặt huyết yêu nhiêu xuống nhẹ nhàng sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời cao, lúc này trưởng lực cuồng bá của Minh Yểm đang lao xuống, mọi thứ đều lụi bại dưới sức mạnh của trưởng lực đó. Sức uy hiếp của thiên thần, dù có là chiến thần cảnh đỉnh phong thì cũng không phải là đối thủ. Xem ra không giết Minh Yểm thì ngươi sẽ không bước ra. Tiêu Phàm nhìn lạnh lùng, tự nhủ. Bỗng nhiên, khí thế trên người Tiêu Phàm tăng mạnh, giống như sóng lớn vỗ bờ, sau đó Tu La kiếm xuất hiện trong tay hắn, bay lên. Nhát kiếm phát ra như thể thiên địa sơ khai, một mỡ hỗn độn, kiếm khí tối tăm mịt mờ như xuyên qua không gian, chém vỡ càn khôn, tấn mãnh dị thường. Phụt, thần lực trưởng cương của Minh Yểm tựa như một khối màng mỏng manh dưới nhát kiếm của Tiêu Phàm, kiếm khí không hề giảm tốc, bay thẳng tới Minh Yểm. Sao ngươi lại mạnh đến vậy? Minh Yểm vô cùng kinh ngạc. Lúc trước ngươi chỉ có thể cùng ta lưỡng bại câu thương, mới có vài ngày mà ngươi đã trở nên mạnh đến như vậy. Hơn nữa không phải lúc nãy đã bị đâm trúng mệnh cách rồi sao? Bởi vì đây là huyễn cảnh, ta chính là chúa tể. Tiêu Phàm hừ một tiếng lạnh lùng, hắn đột nhiên đưa một tay ra rút con dao ra khỏi mi tâm. Điều quỷ dị chính là, con dao không hề dính một vết máu tươi nào. Rõ ràng đây chính là một thần binh mà Tiêu Phàm luyện hóa được, cũng chỉ có như vậy thì mới không làm hắn bị thương. Đúng như những gì hắn nói, hắn là chúa tể trong huyễn cảnh, mọi thứ đều phụ thuộc vào ý niệm của hắn mà thôi. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm không còn coi đây là huyễn cảnh nữa mà coi nó như là một tình huống thật. Hắn biết rằng chỉ cần hắn không chết thì huyễn cảnh cũng sẽ không bị hủy diệt. Phù một tiếng, đường đường là thiên thần Minh Yểm hóa thành cho bụi dưới đao kiếm. Mọi người chung quanh đều hít một hơi lạnh,
bọn họ không biết tại sao Tiêu Phàm lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Đến ngay cả Minh Yểm cũng không phải là đối thủ của ngươi, xem ra ngươi lại đột phát nữa rồi. Lúc này, một giọng nói vang lên, lão giả mặc áo bào đen xuất hiện một cách quỷ dị trong hư không. Giả Cửu U, Tiêu Phàm hơi nhíu mắt lại, lúc nãy ngươi định mượn tay yêu nhiêu giết ta, đáng tiếc là đã thất bại. Giả Cửu U cười, nói một cách trêu chọc, vừa nãy đã có một người con gái vì yêu mà ngươi mà chết, không biết là người thứ hai chết trước mặt thì ngươi sẽ thế nào đây? Tiêu Phàm nghe thấy vậy thì trong lòng trùng xuống, hắn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì ở phía xa, một luồng sáng đang gào thét đi tới, đó là một bà lão tay túm một nữ tử mặc váy trắng lơ lửng trong không trung. Tiêu Phàm nhìn nữ tử mặc váy lụa trắng, đồng tử ở hai mắt không khỏi co lại, hắn hét lên, Long Vũ. Không sai, người con gái mặc váy lụa trắng chính là Long Vũ, từ lần trước, khi Long Vũ bị một ngọc thủ lớn mạnh bắt đi thì đến nay vẫn chưa hề có tung tích. Trong lòng Tiêu Phàm đã có chút phỏng đoán, ngọc thủ bắt Long Vũ đi kia có nhiều khả năng không phải là người của chiến hồn đại lục mà là người của thái cổ thần giới. Mặc dù có chút không dám tin nhưng Tiêu Phàm vẫn thiên về hướng suy nghĩ đó nhiều hơn, nó giống như là ngọc thủ xuyên chia thời không vậy. Đến bây giờ nghĩ tới, Tiêu Phàm vẫn cảm thấy hãi hùng. Lúc đó, nếu không phải vì Long Vũ dùng cơ thể bảo vệ hắn thì có lẽ Tiêu Phàm đã sớm chết rồi. Lúc nãy là huyết yêu nhiêu, bây giờ lại đổi thành Long Vũ, vậy có khi nào lát nữa còn dùng tiểu ma nữ Thi Vũ để uy hiếp hắn không? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện ra, huyễn cảnh này quá khó khăn, khó hơn rất nhiều so với 90 loại huyễn cảnh trước cộng lại. Tình huống hiện tại chính là miêu tả cho câu nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Tiêu Phàm có thể tự sát để rời khỏi huyễn cảnh này, nhưng hắn có thể trơ mắt mà xem Long Vũ bị Dạ Cửu U bắt giữ hay sao? Chắc chắn là không. Đây cũng chính là một trong những điều đáng sợ của loại huyễn cảnh này. Rõ ràng biết là huyễn cảnh nhưng Tiêu Phàm lại không dám vì phá vỡ huyễn cảnh mà đi phá vỡ nó. Thứ mà luyện tâm thiên cảnh luyện chính là tâm cảnh. Trốn tránh cũng không phải là cách, mà là cần tu giả phải đi giải quyết, giờ hắn biết có thể trốn tránh khỏi huyễn cảnh, nhưng sau đó thì sao? Một khi Tiêu Phàm rời khỏi thiên địa lao ngục thì những tình huống như này rất có thể sẽ thật sự xảy ra. Phu quân, đừng lo cho thiếp, giết bọn họ đi. Long Vũ nhìn Tiêu Phàm hét lớn, khuôn mặt cô không hề lộ vẻ sợ hãi mà ngược lại vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Tiêu Phàm. Đây là kỳ nữ dám yêu dám hận, chỉ có điều Tiêu Phàm chưa bao giờ đối mặt với tình cảm mà Long Vũ dành cho hắn, cho đến khi Long Vũ bị bắt đi, trái tim Tiêu Phàm mới thật sự rung động. Hắn từng âm thầm thề rằng, dù có đi khắp chư thiên vạn giới cũng phải tìm ra bằng được Long Vũ. Nếu không trong lòng hắn sẽ áy náy cả đời. Dạ Cửu U, không phải ngươi hồ đồ quá hóa ngốc đấy chứ, ngươi dùng một người không có bất kỳ quan hệ gì để uy hiếp ta sao? Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm. Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy rất khó chịu, nếu là trước đây, hắn sẽ không coi Long Vũ là gì cả nhưng sau khi chuyện đó xảy ra thì Long Vũ chính là người đã cứu mạng Tiêu Phàm, đương nhiên không thể nói là không liên quan gì được. Thật sao? Vậy thì ta giết ả ta nhé. Dạ Cửu U cười lạnh nói, sau đó đưa mắt nhìn bà lão đang khống chế Long Vũ. Bà lão giơ bàn tay khô cong lên, hóa ra một con đao thần lực vô cùng sắc bén, cứa lên cổ Long Vũ. Tiêu Phàm cau mày, luyện tâm thiên cảnh quả là khó đối phó hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của hắn. Hóa ra nó còn có thể cảm nhận được những nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn. Dừng tay! Nhìn tay bà lão sắp sửa tiến đến gần Long Vũ, Tiêu Phàm vội vàng kêu lên. Phu quân, thiếp biết là trong lòng chàng có thiếp mà. Long Vũ không những không hề sợ hãi mà ngược lại còn cười tươi, vô cùng vui mừng. Khuôn mặt Tiêu Phàm tối sầm lại, không biết nói gì với Long Vũ. Nàng bị kẻ địch bắt mà còn thư thái như vậy, nàng đúng là không phải là người rồi. Nhưng hắn không thể không thừa nhận rằng, Long Vũ này giống hệt nàng Long Vũ trong trí nhớ của hắn, luôn vô tư lự như thế. Tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Dạ Cửu U liếc nhìn nàng bằng đôi mắt sắc bén. Ngươi có giết ta hay không là việc của ông, liên quan gì tới ta chứ? Chỉ cần ở cạnh phu quân, sống chết ta đều không sợ. Khuôn mặt Long Vũ tỏ vẻ bất cần. Nghe thấy vậy, đám tu sĩ ở tại hiện trường đều im lặng. Long Vũ lạc quan thật đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời của nàng cũng rất có lý.
dù sao thì ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, dù có sợ hãi hay không thì ngươi vẫn sẽ giết ta, ta không phản kháng lại được thì lo lắng có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, dù ngươi có giết ta thì phu quân cũng sẽ báo thù cho ta. Long Vũ nói thêm một câu, nhìn Tiêu Phàm cười nói, phu quân, chàng nói có phải không? Tiêu Phàm im lặng không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào mọi cử động của Dạ Cửu U. Chỉ cần Dạ Cửu U có bất kỳ hành động gì là Tiêu Phàm sẽ xuất kích ngay lập tức. Dạ Cửu U, lấy một nữ nhân để uy hiếp ta thì có ý nghĩa gì, có bản lĩnh thì ta với ngươi đấu một trận. Tiêu Phàm vội vàng đổi chủ đề, đây mặc dù là huyễn cảnh nhưng Tiêu Phàm vẫn không muốn dây dưa tới vấn đề này. Mấy năm không gặp, không biết Long Vũ có còn sống hay không, không biết nàng còn ngây thơ, đáng yêu như lúc xưa hay không. Chỉ cần ngươi giao bia mộ ra thì ta sẽ thả nàng ta ra. Dạ Cửu U lạnh lùng nói, nhưng trong mắt thì nóng rực. Bia mộ, Tiêu Phàm hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ huyễn cảnh có thể nắm bắt được ngay cả những ký ức nơi sâu thẳm nhất trong con người hắn, hơn nữa còn liên kết với ký ức ấy, sáng tạo ra huyễn cảnh này. Không sai. Chỉ cần ngươi giao bia mộ cho lão hủ sẽ lập tức rời đi, thế nào? Dạ Cửu U gật đầu, hai mắt dính chặt vào Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Lúc này, một tiếng nổ từ xa truyền tới, ngay sau đó, một chiếc thần châu đột nhiên xuất hiện ngay trong không trung phía trên Tiêu Phàm, một lão giả mặc áo trường bào màu trắng đang đứng trên bong tàu. Tiêu thần võ, Tiêu Phàm kích động tới mức chửi thề trong lòng. Hắn không ngờ Tiêu thần võ lại xuất hiện, đối mặt với một tên Dạ Cửu U đã đủ phiền phức rồi. Giờ lại thêm một Tiêu thần võ, Tiêu Phàm hắn chỉ là một chiến thần cảnh đỉnh phong nhỏ bé, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ được chứ? Lúc nãy một Minh Yểm xuất hiện thì cũng coi như xong, vì Huyết Yêu Nhiên đã chết rồi, Tiêu Phàm giết hắn cũng không khó khăn gì, có thể dùng toàn lực ứng phó. Nhưng giờ đối mặt với hai tên thì rắc rối to rồi. Hơn nữa, Dạ Cửu U còn dùng Long Vũ để uy hiếp hắn, Tiêu Phàm càng khó ra tay hơn. Ít nhất ở thời điểm hiện tại dùng vũ lực không thể giải quyết được vấn đề. Tiêu thần võ, kế hoạch của ngươi không đủ. Dạ Cửu U cười, dáng vẻ như thể nắm chắc phần thắng trong tay vậy. Tiêu Phàm, ngươi nhìn xem đây là ai? Tiêu thần võ cười nhạt một tiếng, rồi một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta, đó là một nữ tử xinh đẹp mặc váy trắng. Thi Vũ. Đôi mắt Tiêu Phàm đỏ lên, mặc dù hắn sớm đã đoán ra rằng chắc chắn sẽ có người lấy Thi Vũ ra để uy hiếp hắn, nhưng không ngờ đã thực sự nhìn thấy rồi, giờ đây lại là một cảm giác khác nữa. Phu quân, thiếp đã không bảo vệ được Lăng Phong ca và Nhị ca, bọn họ bị Tiêu thần võ giết chết rồi, chàng nhất định phải báo thù cho bọn họ. Diệp Thi Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm liền lên tiếng, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng, lưu luyến. Đôi mắt Tiêu Phàm mạnh mẽ khác thường. Hắn đã từng đoán ra là sẽ có cảnh tượng này, không ngờ giờ đây nó xuất hiện trước mặt hắn thật. Mọi chuyện mà Tiêu thần võ làm là đều vì muốn dùng bạn bè, người thân để uy hiếp hắn mà thôi. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, yên tâm. Ta nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Lời vừa nói ra, Tiêu Phàm lập tức biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một tia sáng lao thẳng tới Tiêu thần võ. Tiêu Phàm. Lẽ nào ngươi muốn thê tử của mình chết không có đất chôn hay sao? Tiêu thần võ không ngờ Tiêu Phàm lại dám giết hắn, hắn đang dùng thê tử của Tiêu Phàm để uy hiếp hắn, đúng ra hắn nên giết Dạ Cửu U mới phải. Người chết là ngươi, lúc này, Diệp Thi Vũ đột nhiên cười lớn, trong nháy mắt, thân hình cô hóa thành một chiếc cửa bảy sắc cầu vồng, phong tỏa mọi thứ trong hư không. Phong ấn chi môn, con người Tiêu thần võ co rụt lại, trong mắt lóe lên sự giận dữ. Hắn ta vốn đã phong ấn tu vi của Diệp Thi Vũ rồi, thật không ngờ nàng vẫn có thể thi triển toàn lực, hơn nữa còn triệu hoán ra phong ấn chi môn. Sức mạnh của phong ấn chi môn được dùng trên toàn bộ cơ thể Tiêu thần võ, hắn đột nhiên cảm tưởng toàn bộ sức mạnh của mình đang bị một gông xiềng vô hình nào đó khống chế, bị áp chế tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Biết thì cũng đã muộn rồi, Tiêu Phàm cười lạnh, chỉ bằng một ánh mắt là hắn hiểu được ý của Diệp Thi Vũ. Đây mới chính là sự ăn ý thật sự giữa phu thê, cũng là thứ mà hắn không tìm thấy được ở Huyết Yêu Nhiêu và Long Vũ. Tính cách của ba nữ tử này cũng không giống nhau, Huyết Yêu Nhiêu xinh đẹp, bên ngoài cứng rắn bên trong dịu dàng, Long Vũ thì dám yêu dám hận, lương thiện vô cùng. Còn tiểu ma nữ thì lại lanh lợi, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tinh tế tỉ mỉ,
trí tuệ uyên thông hơn nữa, đôi lúc còn nghĩ cho cả Tiêu Phàm nữa. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân khiến Tiêu Phàm rung động nhiều nhất đốt với Diệp Thi Vũ, không ai có thể thay thế được. Thí thần, Tiêu Phàm hét lớn, cơ thể bỗng nhiên hóa thành hình dạng thí thần thú, nuốt gọn Tiêu Thần Võ trong nháy mắt. Có điều Tiêu Phàm cũng biết rằng, Tiêu Thần Võ trong thực tế không dễ gì bị lừa gạt như vậy, Tiêu Thần Võ mà huyễn cảnh tạo ra thì cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi, chứ không hề tạo ra được trí tuệ của Tiêu Thần Võ. Tiêu Thần Võ có thể chơi đùa Tu La Điện Chủ trong tay mình, đến ngay cả Tu La Điện Chủ còn không làm gì được hắn thì làm gì có chuyện hắn lại dễ dàng chết như vậy được. Ha ha, Tiêu Thần Võ, xem ra ta thắng rồi. Dạ Cửu U ngửa mặt lên trời cười lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Long Vũ thấy Tiêu Phàm phối hợp với Diệp Thi Vũ nhanh chóng xử lý Tiêu Thần Võ thì trong lòng cảm thấy không phục, cô hít một hơi thật sâu, nói nhỏ, cuối cùng ta cũng biết vì sao ta không bằng cô rồi, tình cảm của ta chỉ có sự ỷ lại, không hề có sự gánh chịu. Từ sau khi Tiêu Phàm cứu Long Vũ, trong lòng nàng đã mặc định Tiêu Phàm là người đàn ông của mình, nhưng từ đó đến nay cô chỉ luôn yêu trong đơn phương mà thôi. Cô cho rằng bản thân đủ thích Tiêu Phàm, vì Tiêu Phàm nàng sẵn sàng chết. Nhưng tình yêu không phải là thứ khiến người còn lại phải sống khổ sở không nơi nương tựa. Tương tự như vậy, tình cảm không phải là chuyện một người dựa dẫm vào người còn lại mà là chuyện hai người hiểu ý nhau, giống như Tiêu Phàm và Diệp Thi Vũ vậy. Nghĩ tới đây, Long Vũ đột nhiên cười lớn, cơ thể cô bỗng tản ra một luồng khí tức lạnh lẽo, băng xương đầy trời quét ra, lạnh cóng khắp thiên địa. Băng phong thiên địa, Long Vũ hét lên, cô lấy mình làm trung tâm. Một luồng hàn ý không gì địch nổi càn quét giữa thiên địa, toàn bộ vạn vật trong vòng 10 dặm đều đóng băng hết thảy. Muốn chết, Dạ Cửu U định thần lại, dùng trường đánh tới Long Vũ, sức mạnh cuồng bạo đập nát hư không, thiên địa kích xạ đầy hỗn loạn, tất cả hư không dường như bị chôn vùi. Phu quân, cứu Long Vũ. Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, một luồng sáng 7 màu bùng phát trong không trung, những nơi hàn băng đi qua đều có ánh sáng 7 màu bao trùm. Tiêu Phàm biến thành bản thể, sắc mặt trầm xuống, xông lên không chút do dự, dù hắn có thích Long Vũ hay không thì hắn nhất định cũng phải cứu lấy nàng. Thì Vũ tỷ, đừng lo cho muội, giết hắn đi. Long Vũ mỉm cười, sau đó nàng dồn toàn bộ sức mạnh lao tới Dạ Cửu U. Khuôn mặt Tiêu Phàm trông rất khó coi, một lần nữa hắn lại được chứng kiến sự đáng sợ của huyễn cảnh. Nếu Long Vũ cứ như thế mà chết đi thì có lẽ sau này giữa hắn và Diệp Thi Vũ cũng sẽ xuất hiện khoảng cách, đây không phải là điều Tiêu Phàm muốn thấy, dù là ở trong huyễn cảnh. Hơn nữa, sau này đột phá thiên thần cảnh còn phải gặp thần kiếp, chắc chắn điều này sẽ tạo thành sự thiếu hụt trong tâm cảnh của hắn. Long Vũ, lùi lại, Tiêu Phàm hét lớn. Long Vũ vẫn lắc đầu, vẫn cười và nói, ta sai rồi, tình yêu là cho đi, đáng tiếc là lúc ta hiểu thì đã quá muộn. Tình yêu của mỗi người không giống nhau, nam nhân trong tương lai nếu có yêu muội thì cũng sẽ bao dung tất cả mọi thứ vì muội, ỷ lại đâu có sao đâu. Tiêu Phàm chỉ còn biết an ủi Long Vũ. Đáng tiếc, đây không phải là Long Vũ thật sự, Long Vũ này muốn để Tiêu Phàm phải chịu đau khổ, thì làm sao có thể nghe được lời thuyết phục của hắn cơ chứ. Nhìn sự sống của Long Vũ dần dần tiêu biến, sắc mặt Tiêu Phàm càng tỏ ra lo lắng, Long Vũ muốn liều mạng với Dạ Cửu U. Nếu ở bên trong thế giới thực, thì Long Vũ hoàn toàn không có tư cách để liều mạng với Dạ Cửu U, nhưng ở đây thì có thể. Bởi vì mọi thứ trong thế giới này đều được dùng để giúp Tiêu Phàm luyện tâm cảnh. Tiêu Phàm nhất thời không biết phải làm sao, hắn chỉ còn biết ra sức chém Dạ Cửu U, chỉ cần giết chết há thì có lẽ Long Vũ sẽ không chết. Nghĩ vậy, tốc độ của Tiêu Phàm lại nhanh lên mấy phần. Giết Dạ Cửu U, nếu ở trong thế giới thực tại. Tiêu Phàm không dám nghĩ tới chuyện đó, ít nhất là ở thời điểm hiện tại hắn không thể làm được điều đó. Nhưng trong huyễn cảnh, thì lại có thể. Bởi vì trong thế giới này, thực lực của những người như Tiêu Thần Võ không hề quá mạnh. Luyện tâm, không phải là để khảo nghiệm thực lực mà là tâm cảnh của một người. Huyết yêu nhiêu, Vũ Long luôn là một sự thiếu hụt trong tâm cảnh của Tiêu Phàm, hơn nữa nó nằm ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn, vậy nên mới xuất hiện ra như thế này. Lúc trước hắn cũng từng gặp huyễn cảnh liên quan đến đám huynh đệ như Lăng Phong phản bội, Tiêu Phàm cũng xử lý khá tốt. Nhưng cửa ải về tình cảm như thế này lại là một sự khó khăn rất lớn đối với Tiêu Phàm. Loại huyễn cảnh này, nếu có thể thì Tiêu Phàm rất muốn thoát ra ngoài ngay lập tức,
nhưng hắn phát hiện ra rằng, khi hắn thâm nhập vào quá sâu bên trong thì có nhiều thứ khiến hắn không thể kiềm chế được nữa. Tiêu Phàm rất muốn kết thúc sinh mệnh của mình trong nháy mắt, nhưng đến bây giờ thì không thể nữa rồi, khả năng duy nhất chính là cứu Diệp Thi Vũ và Long Vũ. Diệp Thi Vũ còn đỡ, vì trong lòng Tiêu Phàm, cô ấy là người hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ sự thiếu sót hay nhược điểm gì có thể công kích được hắn. Nhưng Long Vũ thì khác, Long Vũ vì cứu hắn mà chết, điều đó luôn là sự tiếc nuối trong lòng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, người không giết chết được ta đâu. Dạ Cửu U cười lạnh, nhanh chóng lùi lại phía sau, một chưởng mở ra lao ngục, một tay bóp lấy cổ Long Vũ. Trong thoáng chốc, toàn bộ khí lạnh bao quanh người Long Vũ bị đè ép xuống, nàng không giống Diệp Thi Vũ có năng lực khắc chế tiêu thần võ, vậy nên không thể nào khống chế được Dạ Cửu U. Dạ Cửu U nhìn Tiêu Phàm, cười gằn, các người thử tiến gần thêm bước nữa xem, ta sẽ giết chết nàng. Ngươi, Tiêu Phàm vội vàng đứng khựng lại, Long Vũ vừa nãy định cùng Dạ Cửu U đồng quy vu tận, hắn thật không biết làm thế nào để cứu Long Vũ, nhưng bây giờ Dạ Cửu U đã ngăn Long Vũ lại, khiến Tiêu Phàm lại nhìn thấy được hy vọng. Diệp Thi Vũ cũng xuất hiện bên cạnh Tiêu Phàm, toàn bộ luồng sáng bảy sắc cầu vồng kia được thu hồi lại vào cơ thể, nàng nói, phu quân, Yêu Nhiêu tỷ tỷ chết rồi, chàng nhất định không được để chuyện gì xảy ra với Long Vũ nữa. Tiêu Phàm gật đầu kiên định, cái chết của Huyết Yêu Nhiêu khiến Tiêu Phàm cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn cũng biết rõ tình cảm mà hắn dành cho Huyết Yêu Nhiêu ở trong sâu thẳm lòng mình, đó chỉ là mối kết giao giữa quân tử mà thôi. Còn Long Vũ thì khác, Tiêu Phàm còn nợ nàng một mạng sống, bất luận thế nào hắn cũng không thể để nàng chết được. Tiêu Phàm, ta có thể buông tha cho Long Vũ, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giết Diệp Thi Vũ. Dạ Cửu U đột nhiên cười nói. Giết Diệp Thi Vũ, ánh mắt Tiêu Phàm trở nên lạnh lẽo, Sở Nhạn Nam cũng đã từng dùng câu nói y hệt như vậy uy hiếp hắn, nhưng đáng tiếc là Sở Nhạn Nam đã chết rồi nên không thể chết thêm một lần nữa được. Diệp Thi Vũ là sự tồn tại không có gì có thể so bì được ở trong lòng hắn, không mạng sống của ai có thể quan trọng hơn nàng, kể bản thân hắn. Sự lựa chọn này, không cần nghĩ Tiêu Phàm cũng biết phải làm sao. Phu quân, Diệp Thi Vũ đang định nói gì đó thì bị Tiêu Phàm ngắt lời, Thi Vũ, không ai có thể ép ta giết nàng, không ai được phép. Toàn thân Tiêu Phàm phát ra một luồng lệ khí vô cùng to lớn, thiên địa bỗng nhiên xoay vần. Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực lao lên phía trước. Ngươi muốn cô ta chết sao? Dạ Cửu U không ngờ Tiêu Phàm lại kiên quyết muốn giết hắn như vậy, điều đó khiến hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu Phàm không trả lời, vung kiếm lên chém tới không chút do dự, kiếm khí dày đặc trong không trung. Phong, cùng lúc đó, Diệp Thi Vũ cũng lao lên, phong ấn chi môn hiện ra, bao trùm lấy Tiêu Phàm và Dạ Cửu U. Ngươi đã muốn cô ta chết thì ta sẽ tác thành cho cô ta. Dạ Cửu U gầm lên, thực lực của hắn trong huyễn cảnh không hề lớn, chỉ vừa đủ để nắm được nhược điểm của Tiêu Phàm mà thôi. Tiêu Phàm, giết chết hắn đi, đừng lo cho ta. Long Vũ hét lớn, giọng nói mang theo sự ai oán và tiếc nuối. Long Vũ, nếu nàng chết thì Tiêu Phàm ta nợ nàng, kiếp sau sẽ đền trả gấp 10. Tiêu Phàm cuối cùng cũng lên tiếng. Kiếm khí đầy trời cuối cùng cũng tiêu diệt Dạ Cửu U. Dù Long Vũ trước mặt có là thật thì Tiêu Phàm cũng không thể dùng tính mạng của Diệp Thi Vũ để đổi lấy, chứ đừng nói hiện tại nàng là giả. Cùng lắm hắn chỉ có thể dùng mạng sống của chính mình đánh đổi mà thôi. Sự chọn lựa trong huyễn cảnh thật sự là một sự khảo nghiệm khó khăn đối với Tiêu Phàm, nhưng trong lòng hắn đã sớm cân nhắc rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Hình bóng của Dạ Cửu U và Long Vũ dần dần tan biến, không để lại dấu vết gì, toàn bộ đám phong lang và ảnh phong đều chết dưới nhát kiếm của Tiêu Phàm, chỉ còn duy nhất dải ánh sáng bảy màu thoáng hiện trong hư không. Một lúc sau, kiếm khí và dải hào quang cũng biến mất thay vào đó là hình bóng của hai người, đó là Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm, đâm vào bên trong cơ thể của một hình bóng khác, Thi Vũ. Tiêu Phàm sợ hãi kêu lên, hắn nào ngờ tới kiếm của mình lại giết chết Diệp Thi Vũ. Đúng là cái huyễn cảnh đáng chết, đúng là một vòng lại qua một vòng, lẽ nào những người bên cạnh đều chết hết mới cam tâm hay sao? Phu quân, đừng đau buồn, có thể kề vai sát cánh cùng chàng chiến đấu, giết hết vạn ma trong thiên hạ là thiếp đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Diệp Thi Vũ nở một nụ người hài lòng, đưa cánh tay xinh đẹp dính máu ra, nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của Tiêu Phàm. Không, như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Phàm lắc đầu,
gạt tay Diệp Thi Vũ xuống, nói một cách điên loạn, ta muốn chiến hồn đại lục vĩnh thế an bình, ta còn muốn cùng các ngươi đi chu du vạn giới. Kiếp sau nhất định sẽ không phụ tướng quân. Diệp Thi Vũ cười buồn bã, cơ thể từ từ tan ra, cuối cùng hóa thành một mảnh mưa ánh sáng rồi biến mất. Trong phút chốc, chỉ còn lại một mình Tiêu Phàm giữa thiên địa, ngoài hắn ra thì không còn gì nữa. Người yêu, huynh đệ, người thân, tất cả đều đã chết. Bây giờ không còn ai làm bạn với hắn cả, chỉ còn lại sự cô độc vô tận. Dị tộc bị tiêu diệt, kẻ địch của chiến hồn đại lục đã bị giết, hắn cảm thấy bản thân mình không còn gì để theo đuổi nữa. Mới đầu hắn biết đây là huyễn cảnh, nhưng càng xâm nhập vào sâu thì Tiêu Phàm hoàn toàn bị chìm đắm trong đó, bản thân đã bị lạc lối. Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay, đứng lơ lửng trong không trung. Đôi mắt quét qua toàn bộ thế giới này, thần sắc mê mang. Hắn đứng ở đó như thể trở thành vĩnh hằng, nhưng sự vĩnh hằng đó không phải là điều mà hắn muốn. Bên trong luyện tâm tháp, khí linh lại một lần nữa xuất hiện trước Tiêu Phàm, thần sắc khá khó coi, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, sinh khí trên cơ thể đang nhanh chóng bị tiêu hao, giống như thiên nhân ngũ suy vậy. Chẳng phải trong huyễn cảnh chỉ tiêu hao tâm lực thôi sao, sao lại thế này? Linh khí luyện tâm tháp bỗng trở nên bối rối, dù là hắn thì trước giờ cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Đã 10 ngày rồi, hắn đã bước vào trăm kiếp được 10 ngày rồi, trong huyễn cảnh có lẽ đã trải qua cả vạn năm, lẽ nào hắn không thể tự kiềm chế được tâm mình nữa hay sao? Luyện tâm tháp vô cùng lo lắng, nhưng đáng tiếc là luyện tâm thiên cảnh mở ra, chỉ có thể dựa vào tu giả tự mình tỉnh lại mà thôi. Nhưng với tình hình hiện tại thì Tiêu Phàm không thể nào tỉnh lại được. Đến lúc đó có lẽ là hắn sẽ chết thật sự mất. Lại đợi chờ thêm 3 ngày, luyện tâm tháp đột nhiên co rụt lại, toàn thân run rẩy chết rồi sao? Lúc này trên người Tiêu Phàm đã không còn bất kỳ sinh khí gì nữa, không phải chết thì là gì? Trong luyện tâm thiên cảnh, không biết là Tiêu Phàm đã đứng đó bao lâu rồi, như thể vạn năm, 10 vạn năm vậy. Mọi thứ trong thế giới này đã biến đổi hết thảy rồi, nơi mà hắn ở đã trở nên vô cùng tang thương. Tiêu Phàm thu hết mọi thứ vào trong đôi mắt mình, hắn không thèm để ý đến việc sinh khí trong cơ thể mình đang tiêu tan. Rồi tia sinh khí cuối cùng trong cơ thể hắn cũng biến mất, cơ thể hắn nhanh chóng rơi xuống, từ từ hòa vào trong không trung. Bách thế luân hồi, dù không thể siêu thoát thì chỉ cần tâm ta tự tại là được. Trong hư không, một âm thanh đột nhiên vang lên, vô số những tia sáng như mưa ngưng tụ lại, hóa thành cơ thể Tiêu Phàm. Đôi mắt hắn lại phục hồi thần sắc, toàn bộ cơ thể bỗng run lên. Tiểu hữu cơ thể lĩnh ngộ, đã siêu thoát rồi. Một giọng nói nữa lại đột nhiên vang lên trong hư không, ngay sau đó hoàn cảnh xung quanh bỗng nhiên xảy ra biến hóa rất lớn. Giây phút Tiêu Phàm định thần trở lại thì phát hiện bản thân đang đứng ở một tầng mây trắng phía tít trên cao, phía đối diện hắn là một lão giả gầy gò, ốm yếu. Tóc của lão giả rối tung lên, nhìn không khác gì một kẻ ăn mày. Chỉ có đôi mắt là tinh tường, thâm thúy cứ như thể xem thấu vạn vật trên thế gian này vậy. Lão quái vật, đây là đâu? Tiêu Phàm mở lời trước, hắn nhìn là biết lão giả đứng trước mặt mình chính là khí linh của luyện tâm tháp. Nhưng ngay sau đó Tiêu Phàm như chợt nhớ ra điều gì đó vội lắc đầu, ngươi không phải là khí linh của luyện tâm tháp, ngươi chính là tiền bối đã từng dạy ta giải phong tu la kiếm. Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lúc nãy hắn không nhìn kỹ. Còn cứ tưởng lão đầu này là khí linh luyện tâm tháp. Nhưng nhìn kỹ thì có chút không giống, hơn nữa khí tức trên người hai người cũng không giống nhau. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm có một sự suy đoán to gan, đó là lão đầu này chắc chắn có mối liên quan nào đó, chỉ có điều trước đây hắn không chú ý tới mà thôi. Hơn nữa, có vẻ như lão đầu này là chủ nhân của Cửu Dương Thần Lô, mà Nam Cung Tiêu Tiêu lại thừa kế Cửu Dương Thần Lô. Vậy thì lão ta chẳng phải là sư tôn của Nam Cung Tiêu Tiêu hay sao? Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện ra, bản thân hắn đã bỏ lỡ quá nhiều tin tức, đến tận giờ mới hiểu rõ. Luyện tâm tháp là do ta luyện ra, lão giả gật đầu, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Vãn bối đã hiểu lầm tiền bối rồi, Tiêu Phàm vội vàng hành lễ, gọi đối phương là lão quái vật không phải do hắn cố ý, chỉ là hắn xưng hô với linh khí luyện tâm pháp như vậy mà thôi. Không sao. Lão giả không hề để ý đến những điều đó, ông nhìn Tiêu Phàm và nói, Tu La Điện chủ thế hệ này quả nhiên không hề tầm thường, có thể thông qua bách thế luân hồi một cách thành công cơ đấy. Trong lời nói của lão giả chứa đựng sự ngạc nhiên,
cứ như thể đến ngay cả bản thân ông ta cũng không thể vượt qua được vậy, ngoài sự ngưỡng mộ còn có cả sự khâm phục. Bách thế luân hồi, Tiêu Phàm vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì huyễn cảnh mà trước đây hắn từng trải qua cũng vừa hay là 100 loại, hơn nữa mỗi loại đều là một cuộc đời không giống nhau, gọi là bách thế luân hồi cũng rất hợp lý. Hắn hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, đáng tiếc, mặc dù ta đã thông qua nhưng có những chuyện vẫn chưa hiểu hết, chỉ đơn giản là đi theo tiếng gọi lòng mình mà thôi. Có thể vững tâm kiên định vốn đã là tự tại, những tu sĩ chúng ta chẳng phải là đang theo đuổi lòng mình hay sao? Lão giả cười nói, cũng đúng, Tiêu Phàm đột nhiên hiểu ra điều gì đó, khẽ khom người trước lão giả, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đây là những điều ngươi tự lĩnh ngộ được, không liên quan tới ta. Lão giả cười, lắc đầu nói, thực ra huyễn cảnh không hề đáng sợ, hiện thực mới tàn khốc, nhưng chỉ cần có thể vững tâm thì mọi thứ đều là hư ảo. Tiêu Phàm suy nghĩ rồi gật gật đầu, trải qua những chuyện vừa rồi, giờ đây hắn đã đủ dũng cảm đối diện tình cảm với Huyết Yêu Nhiêu và Long Vũ rồi. Có những chuyện do chính tâm của hắn đang quấy rối, nhiều khi là do nghĩ quá nhiều. Tình bạn là tình bạn, ân tình là ân tình, không hề phức tạp như hắn nghĩ. Hơn nữa hơn 100 loại huyễn cảnh mà hắn trải qua dường như đã đại diện cho toàn bộ thế giới này vậy, có thù hận, giết chóc, có chiến tranh, lại có cả sự dụ dỗ, hầu như cái gì cần có đều có cả. Đối với Tiêu Phàm thì đây cũng là một sự trải nghiệm rất khác biệt. Giờ hắn mới phát hiện ra, tâm cảnh trước đây của hắn không hề kiên định cho lắm, trải qua quá trình rèn luyện ở luyện tâm thiên cảnh hắn mới cảm thấy ý chí của mình kiên cường lên rất nhiều. Tiền bối ý, nơi đây là, Tiêu Phàm tập trung ý chí, nhìn xung quanh, khuôn mặt lộ ra vẻ chăm chú. Hắn biết, lão giả vì tìm hắn mà tới đây thì chắc chắn ông ấy có chuyện gì đó khác nữa. Nơi đây đang là trong lòng ngươi, lão giả cười đáp. Trong lòng ta, Tiêu Phàm bực bội, trong lòng hắn lại rộng lớn đến thế sao? Có điều, có những chuyện không thể giải thích được, hắn chỉ còn biết nhìn lão giả một lần nữa. Lão hữu luyện tâm tử, yết kiến Tu La Điện Chủ. Lão giả đột nhiên quay qua hành lễ đối với Tiêu Phàm. Tiền bối không cần đa lễ, ngài là sư tôn của huynh đệ ta, nói ra còn là trưởng bối của ván bối nữa đấy. Tiêu Phàm vội vàng đi đến một bên nói. Có điều từ trong sâu thẳm, Tiêu Phàm vẫn có chút dè chừng với luyện tâm tử, từ lúc bước ra khỏi luyện tâm thiên cảnh, hết thảy mọi chuyện dường như đều bị lộ ra trong mắt hắn. Nếu luyện tâm tử muốn đối phó với hắn thì có lẽ Tiêu Phàm cũng không thể làm gì được. Liệt đồ có được một người huynh đệ như Tu La Điện Chủ là phúc khí của hắn. Nói đến Nam Cung Tiêu Tiêu, sắc mặt luyện tâm tử lộ rõ vẻ hài lòng. Tiền bối tới tìm ta có việc gì không? Tiêu Phàm hỏi ngắn gọn, dứt khoát, hắn không muốn đối diện với luyện tâm tử, bởi hắn luôn có cảm giác hắn chẳng còn bí mật gì cả khi đứng trước luyện tử tâm. Lão hữu thực sự muốn nhờ Tu La Điện Chủ giúp đỡ. Luyện tâm tử nói một cách trịnh trọng. Tiêu Phàm không hề ngắt lời mà lắng nghe một cách cẩn thận, luyện tâm tả tạo cho hắn một cảm giác sâu không lường được, việc mà ông ta nhờ hắn giúp đỡ thì chắc chắn rắc rối đó không hề đơn giản. Luyện tâm tử hít một hơi thật sâu, như thể đang chìm đắm vào một luồng ký ức xa xôi nào đó, sự việc phải bắt đầu kể từ vài vạn năm trước, hóa ra luyện tử tâm là một người ở Thiên Luyện Thần Tông là một đại tông môn luyện khí ở Thái Cổ Thần Giới. Bị người của tông môn hãm hại, bản thế bị nhốt ở Thiên Luyện Hỏa Hải sâu trong lòng đất ở tông môn. Lúc đó hắn tìm đủ mọi cách, cuối cùng linh hồn cũng may mắn trốn thoát, nhưng vận khí không được tốt cho lắm, bị rơi vào hư không loạn lưu, linh hồn bị thương nặng, cũng may lúc đó được một vị cường giả đi ngang qua cứu giúp. Tiểu Phàm có thể đoán ra được vị cường giả đó là ai, có lẽ đó chính là Tu La Vương người đã tự chôn mình ở Chiến Hồn Đại Lục. Mặc dù Tu La Vương đã cứu hắn nhưng do hắn bị thương quá nặng nên không thể cứu được, thế nên Tu La Vương đưa hắn tới thế giới này. Nghe tới đây, sắc mặt Tiêu Phàm hơi trùng xuống, hắn hít một hơi thật sâu, tiền bối muốn ta báo thù giúp ông. Luyện tâm tử lắc đầu, báo thù có ích lợi gì, đến điều đó mà lão hũ còn không nghĩ thông thì sẽ không thể nào luyện chế ra được luyện tâm thiên cảnh đâu. Vậy thì, Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, nhưng có điều lời của luyện tâm tử cũng đúng. Ông ta có thể tạo ra luyện tâm thiên cảnh thì tâm cảnh làm sao mà kém được. Hơn nữa, ông ta có vẻ cùng cấp bậc với Tu La Vương, người như vậy thì có lẽ những chuyện bình thường đều nghĩ thoáng ra cả rồi. Nhưng hắn không muốn báo thù, vậy thì muốn thế nào?
chỉ cần là con người thì chắc chắn sẽ có những khúc mắc trong lòng, đó chính là bản chất. Luyện Tâm Tử thở dài. Lão Hữu chỉ cầu xin Tu La Điện Chủ, nếu người đi tới Thái Cổ Thần Giới, mà có may mắn gặp được tộc nhân của ta, cảm thấy bọn họ đáng giá thì xin hãy giúp đỡ họ, nếu thấy không đáng thì cũng không sao, để bọn họ tự sinh tự diệt trong cõi mênh mông, đây cũng là niềm mong mỏi cuối cùng của Lão Hữu. Tiêu Phàm nghĩ rất nhiều nhưng không ngờ Luyện Tâm Tử lại đưa ra yêu cầu như vậy. Điều này đối với Tiêu Phàm mà nói vốn không phải là một sự cầu xin gì. Được, ta đồng ý với ông. Tiêu Phàm gật đầu. Vậy xin đa tạ Tu La Điện Chủ, Lão Hữu có một quyển kinh cổ ở đây, nó liên quan đến một vài sự lĩnh ngộ về việc sống chết, hy vọng hữu ích đối với Điện Chủ. Luyện Tâm Tử mỉm cười, có vẻ như khúc mắc cuối cùng trong lòng cũng đã được gỡ bỏ, cơ thể ông từ từ tan biến. Trong nháy mắt, một tia sáng xâm nhập vào giữa trán của Tiêu Phàm, trong đầu Tiêu Phàm đột nhiên hiện ra thêm rất nhiều thông tin. Đúng rồi, nếu sau này Tu La Điện Chủ có gặp được thi thể của Lão Hữu thì xin hãy truyền càn khôn giới của ta cho Nam Cung Tiêu Tiêu. Luyện Tâm Tử lại nói, ngoài ra, hãy nói với khí linh Luyện Tâm Tháp đừng có đợi ta nữa, từ nay về sau hắn chính là Luyện Tâm Tử. Được, Tiêu Phàm gật đầu, lẳng lặng nhìn Luyện Tâm Tử biến mất trong không trung. Hắn vốn định hỏi Luyện Tâm Tử một vài chuyện liên quan tới Tu La Vương, nhưng xem ra bây giờ không thể nữa rồi, hơn nữa, không chừng Luyện Tâm Tử cũng không biết. Tiêu Phàm chưa kịp định thần thì cảnh sắc xung quanh lại một lần nữa biến hóa nhanh chóng. Trong Luyện Tâm Tháp, khí linh Luyện Tâm Tháp nhìn cơ thể Tiêu Phàm một cách khó coi, nó luôn chờ đợi sự xuất hiện của một người có thể vượt qua được trăm kiếp ở trong luyện tâm thiên cảnh. Ngày hôm nay, người đó đã xuất hiện rồi. Nhưng đến cuối cùng hắn lại chết, điều đó khiến khí linh Luyện Tâm Tháp không thể chịu nổi. Hắn không lo lắng cho sự sống chết của Tiêu Phàm mà vì Luyện Tâm Tử người từng luyện chế ra nó từng nói với nó rằng, nếu có người có thể vượt qua được trăm kiếp thì Luyện Tâm Tử có thể xuất hiện một lần nữa. Hiện tại, Luyện Tâm Tử không hề xuất hiện trước mặt nó, điều đó khiến nó cảm thấy không chịu đựng nổi. Mặc dù khí linh Luyện Tâm Tháp chỉ là khí linh, nhưng nó không khác gì con người cả. Nó cũng có ký ức, ý thức. Việc Luyện Tâm Tử luyện chế ra nó, theo một ý nghĩa nào đó thì ông cũng giống như phụ thân của nó vậy. Đừng nghĩ nó chỉ giống một lão già, đó là bởi vì nó dựa vào hình tượng của Luyện Tâm Tử mà hóa thành giống như thế, chứ thực tế nó có thể thiên biến vạn hóa. Không đâu, ngươi không thể chết được. Khí linh Luyện Tâm Tháp lắc mạnh cơ thể của Tiêu Phàm. Vù vù, một trận gió mạnh thổi qua, Tiêu Phàm đột nhiên cử động. Kinh mạch của hắn sau đó cũng bắt đầu đập trở lại, sinh khí trong cơ thể một lần nữa bùng phát lên. Chỉ trong vài nhịp thở, Tiêu Phàm đã khôi phục lại tình trạng như ban đầu, nhưng khí tức trên người hắn có chút mịt mù hư vô. Tâm luyện cổ kinh, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, sau đó hắn mở bừng hai mắt, phóng ra hai vệt thần quang như xuyên thủng cả vũ trụ. Khí linh Luyện Tâm Tháp nghe thấy vậy thì hai mắt đột nhiên co lại. Túm lấy cổ áo Tiêu Phàm nói, sao ngươi lại biết tâm luyện cổ kinh? Tâm luyện cổ kinh đương nhiên chính là cổ kinh mà Luyện Tâm Tử truyền lại cho Tiêu Phàm. Hắn cảm thấy tâm luyện cổ kinh quá tối nghĩa, dựa vào năng lực hiện tại của hắn thì không thể hiểu thấu được. Nhưng không phải là Tiêu Phàm không thu hoạch được gì, Luyện Tâm Tử đã truyền cho hắn cảm ngộ suốt đời cùng với sự lĩnh ngộ sinh tử trong hơn 100 loại huyễn cảnh kia, khiến Tiêu Phàm dần dần chạm tới được cánh cửa tầng thứ 9 của sinh tử áo nghĩa. Đến Tiêu Phàm cũng phải thừa nhận rằng lần này lựa chọn bước vào Luyện Tâm Tháp thật đáng giá. Linh hồn lực cũng chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới chiến thần cảnh viên mãn. Tiêu Phàm thầm vui mừng trong lòng, nhưng một khi đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong thì Tiêu Phàm sẽ có tính toán luôn cho việc đột phá thiên thần cảnh. Có hai việc quan trọng nhất nếu muốn đột phá được thiên thần cảnh. Thứ nhất là vấn đề mệnh cách, hắn không có mệnh cách nên phải tìm cách để chịu đựng sức mạnh thiên thần. Thứ hai là việc lĩnh ngộ vô tận chiến điển tầng thứ 11. Đây cũng là một việc vô cùng phiền phức, nhưng Tiêu Phàm cũng đã từng cảm nhận được sự mạnh mẽ của vô tận chiến điển rồi. Nó có thể không ngừng dung hợp các công pháp khác để đột phá. Nếu có thể dung hợp đầy đủ các công pháp tuyệt phẩm thì chẳng phải là có thể lột xác trở thành thiên thư trong truyền thuyết hay sao? Nhưng hiện thực đã chứng minh rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, công pháp tuyệt phẩm muốn ngưng động thành thiên thư, quá khó. Nói cho ta biết, sao ngươi lại biết luyện tâm cổ kinh? Suy nghĩ của Tiêu Phàm bị một giọng nói phẫn nộ làm nứt mạch, hắn thấy khí linh Luyện Tâm Tháp đang túm lấy cổ áo mình đầy giận dữ.
đương nhiên là luyện tâm tử nói cho ta biết. Tiêu Phàm trả lời không cần nghĩ ngợi. Chủ nhân vẫn còn sống. Khí linh luyện tâm tháp run rẩy toàn thân, giọng nói đầy kích động, thậm chí hai mắt còn rưng rưng. Tiêu Phàm nhíu mày, cuối cùng thì hắn cũng hiểu vì sao khí linh luyện tâm tháp ước gì mình bước vào luyện tâm thiên cảnh, hóa ra nó luôn đợi sự xuất hiện của luyện tâm tử. Hồi lâu sau đó, Tiêu Phàm mới lại thở dài và nói, ông ấy chết rồi. Chết rồi, không thể nào, chủ nhân không thể chết được, ông ấy chỉ còn cách thần vương có một bước nữa thôi. Luyện tâm tháp khí linh không dám tin, khuôn mặt lộ ra vẻ hung thần ác sát. Ngươi hãy tự coi đi, Tiêu Phàm nhẹ nhàng chỉ, một tia sáng đâm xuyên vào cơ thể khí linh luyện tâm tháp. Tiêu Phàm biết không thể khuyên nhủ được nó nên chỉ còn cách truyền đạt lại toàn bộ sự việc vừa diễn ra cho nó coi. Cơ thể tháp khí linh luyện tâm tháp run lên, nhất thời không dám chấp nhận sự thật, nó đứng tại chỗ ngẩn người ra. Tiêu Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, tình cảm mà tháp khí linh luyện tâm tháp dành cho chủ nhân không chỉ là sự trung thành thông thường, nó giống như là tình cảm mà Tu La Kiếm dành cho Tiêu Phàm vậy, chỉ có Tiêu Phàm mới cảm nhận được tình cảm đó. Nó ngồi yên, không hề động đậy và rơi vào trạng thái trầm tư. Trải qua cả trăm loại sinh tử trong huyễn cảnh, Tiêu Phàm cũng có nhiều cảm xúc, lúc này, vừa hay không có ai làm phiền, hắn có thể tự sắp xếp lại bản thân mình một chút. Cảm nhận về hơn 100 loại sinh tử, nếu có thể dung hội quán thông thì có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ ra chiến kỹ nào đó. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu thầm nói. Một lúc sau, hai luồng khí sinh tử lượn lờ quanh người hắn, phát ra những đợt chấn động huyền diệu. Trải qua hơn 100 loại huyễn cảnh, hắn cũng đã chết cả trăm lần. Nên được gọi là bách thế luân hồi cũng không ngoa chút nào. Từ lần chứng kiến các tu sĩ thiên địa lao ngục vận dụng lực áo nghĩa một cách tinh diệu, Tiêu Phàm cũng cảm ngộ ra được một chiêu chiến kỹ chưa hoàn thiện. Nhưng sau khi trải qua hơn 100 loại huyễn cảnh sinh tử, thì Tiêu Phàm đã nắm chắc hơn về sự lĩnh ngộ đó rồi. Trong thần cung, Tiêu Phàm cầm một thanh kiếm dài trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một dải lụa bay ra, điều đáng kinh ngạc là, tấm lụa này ngưng động lại chứ không hề tan ra, một luồng khí tức âm u, lạnh lẽo quét sạch bốn phương. Nhìn từ xa giống như một con đường tối tăm, mịt mờ vậy. Trên đường còn có những hạt mưa óng ánh, long lanh đang bay lất phất giống như bông tuyết, lạnh lẽo, âm u. Nếu cảm nhận kỹ càng thì sẽ cảm nhận được một luồng năng lực đang va chạm trong đó dung hợp, khí tức có phần cuồng bạo, nhưng theo thời gian trôi qua, luồng khí tức đó từ từ trở nên bình tĩnh lại. Nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được con đường tăm tối này đang tản ra một luồng khí tức lạnh lẽo, có thể tước đoạt đi toàn bộ sinh khí và tử khí của vạn vật sinh linh. Tiêu Phàm chắc chắn rằng, dù có là cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong bước vào thì cũng chỉ có thể chết. Hoàng Tuyền Lộ, Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới một cái tên, khuôn mặt lộ ra một nụ cười sâu xa. Con đường này là do Tiêu Phàm lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử mà tạo ra. Lần trước, khi còn chiến đấu với cường giả của thiên địa lao ngục, nhất là vị tu sĩ thi triển đại địa thành lũy kia đã khiến hắn cảm nhận được một vài thứ gì đó. Những ngày qua, cuối cùng hắn cũng lĩnh ngộ được sự đáng sợ của sức mạnh dung hợp sinh tử áo nghĩa, Tiêu Phàm tự tin rằng, một kích này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với sinh tử luân hồi. Phàm là người bước vào hoàng tuyền lộ này, bất cứ lúc nào cũng đều có thể gặp phải sinh tử áo nghĩa ma diệt. Nếu không thoát ra được khỏi con đường này thì chắc chắn sẽ chết. Dung hợp sinh tử áo nghĩa mà thành, vậy thì gọi là sinh tử hoàng tuyền lộ đi. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, đã nhiều năm như vậy rồi, ngoài bách hoa sát và sinh tử luân hồi ra thì đã lâu lắm rồi hắn chưa lĩnh ngộ được thêm chiêu kiếm mới nào. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ, sinh tử hoàng tuyền lộ tăm tối bỗng nhiên biến mất, sau đó Tiêu Phàm thử lại vô số lần, hết lần này đến lần khác thi triển. Tiêu Phàm đã hoàn thiện chiêu kiếm này thêm rất nhiều. Tiêu Phàm, lúc này, Tiêu Phàm nghe thấy một tiếng gọi chuyển tới, cuối cùng thì khí linh luyện tâm tháp cũng đã chịu lên tiếng rồi. Tâm thần của Tiêu Phàm thu hồi lại vào thần cung, hắn nhìn khí linh luyện tâm tháp và nói, người đã tin ta chưa? Khí linh luyện tâm tháp hít một hơi thật sâu, thở dài nói, có lẽ ta đã sớm biết rồi, năm đó chủ nhân chỉ là một linh hồn mà thôi. Vậy tiếp theo ngươi có dự định gì không? Tiêu Phàm thử hỏi, ở nơi sâu thẳm trong lòng hắn vẫn hy vọng luyện tâm tháp có thể ở lại bên cạnh hắn. Trải qua chuyện lần này, Tiêu Phàm phát hiện ra rằng, luyện tâm tháp mang đến rất nhiều điều có lợi cho tu sĩ Tu La Điện.
Điều quan trọng nhất là khí linh luyện tâm tháp còn có thể điều tra ra gian tế trong nội bộ Tu La Điện. Không biết Tu La Điện có giữ ta lại không? Khí linh luyện tâm tháp đột nhiên nhìn Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nói, đương nhiên. Tiêu Phàm gật đầu không chút do dự, hắn vốn có ý nghĩ như thế mà. Khí linh luyện tâm tháp trầm ngâm, nhưng trước đó còn có một việc ta nên để ngươi biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.